Chương 1019, đá đít. Tăng tốc, tăng tốc, lại tăng tốc. Một vòng, lại một vòng nữa. Hết vòng này tới vòng khác. Quỷ ảnh đem tốc độ phát huy tới cực điểm, hắn đúng là đã đem hết sức bình sinh ra để tăng tốc rồi. Đây là lần thứ hai hắn xuất đạo. Lần đầu tiên là hắn dùng tốc độ tới khiêu chiến với hoàng đế. Hoàng đế cũng không thể nào theo kịp tốc độ của hắn, cuối cùng hoàng đế đành phải từ bỏ cơ hội để tấn công hắn. Nhưng khi hắn định áp sát thì hoàng đế liền ra tay ngay. Một chiêu. Chỉ một chiêu vô cùng đơn giản và quỷ ảnh đã thua. Hoàng đế không hề giết hắn mà chỉ hỏi hắn có một câu, muốn chết hay muốn sống? Sống thì hãy làm nô lệ cho ta. Quỷ ảnh đã lựa chọn sống làm kiếp nô lệ cho hoàng đế, bởi vì sức mạnh kinh khủng của hoàng đế đã làm cho hắn khuất phục hoàn toàn. Chỉ mỗi một lần giao tranh, cũng chỉ mỗi một lần gặp mặt mà hắn đã yêu hoàng đế thật sự. Hắn yêu một cách chân thành, mãnh liệt, và coi tình yêu của hắn như là một tín ngưỡng không bao giờ có thể lay chuyển nổi. Vậy mà bây giờ lại có một người đàn ông khác theo kịp được với tốc độ của hắn. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Quỷ ảnh không phục. Nhưng đã có kinh nghiệm sau mấy lần thất bại vừa rồi, quỷ ảnh không dám ra tay hớ hênh nữa. Hắn cứ thế chạy xung quanh Tần Lạc, hắn muốn Tần Lạc phải chóng mặt, hoặc là chính bản thân hắn cũng bị chóng mặt. Bất kỳ giá nào một trong hai người buộc phải có một người bị chóng mặt mới thôi. Tần Lạc lại nhắm hai mắt của mình lại. Có mở mắt ra cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, bởi vì hắn không thể nào trông thấy bóng hình của quỷ ảnh. Giữa ban ngày có một người cứ chạy đi chạy lại, nhanh đến nổi người ta chẳng thấy bóng hình của hắn ở đâu. Đây là một cảnh giới gì vậy? Đây là một thực lực sức mạnh ghê gớm gì vậy? Nhắm mắt vào có lẽ còn tốt hơn mở mắt ra. Ít ra thì vừa rồi Tần Lạc đã tát cho quỷ ảnh mấy cái rồi. Cứ tiếp tục chạy đi, Tần Lạc thầm nói. Bởi vì hắn không thể nào giải thích nổi trạng thái hiện tại của hắn, nếu bắt hắn buộc phải giải thích thì có lẽ Tần Lạc chỉ biết nói rằng ông trời đã mở thiên nhãn cho hắn mà thôi. Quỷ ảnh cuối cùng cũng đã xuất chiêu. Hai chân của hắn trùng xuống, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh là hắn rất khó mà dừng lại được. Hắn dừng lại phía sau lưng Tần Lạc, vung tay chém vào ót hắn. Chiêu này vô cùng tàn độc, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, nó như một cơn gió thoảng. Chỉ khi bạn cảm giác nhận ra nó, thì nó đã âm thầm đánh tấp vào bạn rồi. Nếu như bị trúng cú này thì Tần Lạc không chết thì cũng thành thằng đần. Càng lúc càng gần. Có lẽ không nên dùng từ gần để hình dung nữa, vì tốc độ của cú đòn quá nhanh, bạn vừa trông thấy cánh tay của quỷ ảnh vung lên, thì cú đòn đó đã đánh vào ót Tần Lạc rồi. Kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện. Tần Lạc như có dự cảm từ trước, khi cánh tay của quỷ ảnh chém bổ vào sau ót của hắn. Thì hắn đã né người tránh sang một bên, làm cho cú chém của quỷ ảnh đã bay vào hư không. Động tác của Tần Lạc phải nói là quá nhanh, nhưng nó lại diễn ra như người ta đang quay chậm vậy. Nhanh tới cực điểm chính là cực chậm, đó là một cách phân giải của chậm. Tần Lạc xoay người 180 độ, giáng một cú tát cực mạnh. Bốp! Quỷ ảnh lại một lần nữa bị ăn tát, mặt của hắn lại vằn lên vết năm đầu ngón tay của Tần Lạc. Thằng khốn, quỷ ảnh gầm lên. Hắn không thể nhịn nổi nữa rồi. Hoặc là hắn đã chấp nhận sự thật rằng, hắn đúng là bị Tần Lạc tát vào mặt thật, chứ không còn là ăn may gì nữa. Do vậy động tác của hắn không dừng lại mà nó tiếp tục, hắn không còn đứng chờ người như khúc gỗ để ăn thêm vài cái bạt tai nữa. Hắn hóa trưởng thành quyền, đấm thẳng vào ngực Tần Lạc. Phút, một ngọn roi như một con rắn từ phía sau quỷ ảnh bay tới quấn lấy cổ hắn. Bị người đánh trộm từ phía sau. Quỷ ảnh chỉ còn biết từ bỏ mục tiêu hiện tại mà lách người sang một bên tránh cái roi. Cái roi kia sau khi đánh trượt quỷ ảnh thì nó đã phóng tới thẳng mặt của Tần Lạc, nhưng ngọn roi như là có mắt, khi gần tới Tần Lạc thì nó lại co lại, bay về trong tay của Hồng Phu. Đối thủ của ông là tôi. Hồng Phu nhìn thẳng vào quỷ ảnh nói. Hai con mắt màu nâu của quỷ ảnh lờ đờ nhìn Hồng Phu trầm giọng nói, mày đã vướng chân vướng tay thế này thì tao sẽ cho mày được chết. Mấy lần giao tranh với Tần Lạc. Quỷ ảnh đều bị thất thế, do vậy hắn phải tìm một ai đó để phát tiết, cũng như lấy lại sự tự tin cho mình. Có như vậy hắn mới khôi phục lại trạng thái chiến đấu hừng hực ban đầu được. Và dĩ nhiên là bây giờ hắn muốn giết người mới hả được cơn tức trong người. Ở một sườn dốc vô danh đang diễn ra ba trận đấu bất phân thắng bại. Hai trận đấu là của đàn ông và một trận là của chị em phụ nữ. Nếu nói kịch liệt nhất thì phải là cặp đấu của Giê-xu và Kim Đồng. Nhưng nếu nói về đẹp mắt nhất thì là cặp đấu giữa Ly và Ngọc Nữ.
Còn cặp đấu nhàm chán vô vị và quái dị nhất là cặp đấu giữa Quỷ Ảnh và Tần Lạc. Chẳng có ai ngờ là Tần Lạc lại có thể chiến thắng, mặc dù cả Ly và Jesu đều rất lo lắng về tình hình của hắn. Nhưng cả hai đều không biết Tần Lạc đã ngầm cắm con cờ bí mật Hồng Phu ở bên mình, do vậy cả hai đều lo sợ bản thân hắn sẽ bị kẻ thù làm thịt như giết một con heo sữa vậy. Nhất là với Ly, nàng chỉ muốn giết ngay con nhóc con ngọc nữ ăn mặc lòe loẹt khêu gợi như con gà mái này ngay lập tức. Dĩ nhiên là ngọc nữ cũng có cùng suy nghĩ giống như nàng. Cả hai sau một hồi kịch chiến đều không phân thắng bại. Con tàu ghẻ đáng chết, ngọc nữ tức điên lên, nàng không còn dùng tay không mà đối phó với Ly nữa, mà đã lôi trong mình ra một bộ móng vuốt lắp vào tay trông như hai vòng bán nguyệt sắc lẹm. Còn Ly thì cũng đã rút con dao mà nàng hay nghịch hàng ngày ra đối phó, chỉ khi nào gặp phải đối thủ nguy hiểm nhất thì nàng mới dùng tới nó. Mỗi người đều có một thói quen, hoặc là tốt hoặc là xấu. Lẽ nào phải gặp đối thủ nguy hiểm nhất thì nàng mới dùng ngọn đao này? Dùng nó để đối phó với người khác lẽ nào lại không được? Tiểu Lý Thám Hoa cũng đã từng hỏi qua về vấn đề này, và Ly đã trả lời rằng, nếu là vậy thì đao sẽ bị cùn. Đúng vậy, giết người nhiều quá thì đao sẽ cùn, và nó sẽ không còn sắc bén nữa. Trong những trận chiến năm xưa, có biết bao nhiêu tinh anh chiến binh đã bị chém hở cả một mảng xương sườn vì những lưỡi đao sắc lẹm. Có thể chết dưới tay của người Trung Quốc là một vinh dự dành cho mày. Ly múa đao đâm thẳng vào ngực của Ngọc Nữ. Ngọc Nữ múa vuốt chống lại. Choang! Hai binh khí va chạm vào nhau tạo ra một tiếng kêu chát chúa. Ngọc Nữ khẽ cười nhạt, nàng múa hai cây vuốt trong tay của mình thành một vòng kẹp chặt lấy lưỡi đao của Ly lại. Ly cố sức rút ra mấy lần mà không được, nàng tức quá liền bất ngờ quét ngọn đao lên trên. Cánh tay của Ngọc Nữ lập tức bị lưỡi đao quẹt qua. Móng vuốt trong tay nàng cũng bị hất tuột ra khỏi tay văng ra ngoài. Hấp! Hai loại binh khí như một cặp tình nhân ôm hôn nhau thắm thiết bay vút lên không trung, còn hai người phụ nữ bên dưới thì lại tiếp tục múa quyền giải quyết nhau. Chát! Liên tiếp ba lần đầu gối Ngọc Nữ bị đá vào đau đến nỗi nàng phải loạng choạng lùi lại ôm chân. Con tiện nhân này đeo lõi sắt ở đầu gối, đê tiện. Ngọc Nữ căm hận nghĩ, nàng chỉ vì muốn để lộ cặp đùi dài đến nách của mình. Mà không hề đeo đồ bảo hộ nơi đầu gối, và nàng cũng không cho rằng mình sẽ cần tới cái thứ đó. Nhưng Ly lại không hề như vậy, nàng chỉ biết rằng cái giá phải trả o sự sexy sẽ như thế này đây. Phi đao. Mỗi một lần công kích, phi đao luôn là tiên phong của Ly. Tuy nàng không biết đối thủ của mình có lai lịch ra sao, nhưng sau một hồi giao thủ, thì nàng đã hiểu rằng đối thủ của nàng không hề yếu chút nào. Ngọc Nữ sau khi lui lại ba bước thì đã trông thấy Ly phóng luôn ba ngọn phi đao về phía mình, chính xác hơn thì là đúng vào bộ ngực của nàng. Nếu như có mặt Tần Lạc ở đây thì có lẽ hắn đã nghĩ rằng, vì Ly ghen tị với bộ ngực đồ sộ của Ngọc Nữ nên đã ra tay một cách thâm độc như vậy, hòng chọc nổ hai bầu ngực căng tròn kia đi cho bõ ghét. Dĩ nhiên cho dù có mặt Tần Lạc ở đây thì hắn cũng chẳng dại gì mà nói ra những điều mà hắn nghĩ. Phi đao vừa được phóng ra, thì Ly đã chạy từ phía sau. Hai tay nàng biến thành quyền, thân thể chúi về phía trước, trông như một con báo đang vồ mồi vậy. Ngọc Nữ không dám khinh thường, người nàng bỗng chốc trở thành như người không xương. Toàn thân nàng cong về phía sau, như một nhà nghệ sĩ xiếc diễn múa dẻo vậy. Ngọn phi đao phóng qua vù vù lướt qua người nàng. Tiếp sau đó nàng hoàn toàn làm trái ngược với lý thuyết vật lý, giống như một con cá ngừ lật người, hai chân nàng phóng thẳng về phía trước đâm thẳng vào Ly như một mũi tên. Đúng vậy. Nàng đã tự lấy thân mình hóa thành mũi tên. Quỳnh! Cả hai người lại đâm sầm vào nhau, sau đó cả hai cùng lăn lộn trên nền đất, người thì dùng cùi chỏ thúc, người thì dùng tay móc mắt. Đây không phải là kiểu đánh nhau vớ vẩn, mà đúng là sự giao tranh giữa hai cao thủ. Hai người trong lúc ôm nhau lăn lộn, thì không ngừng chủ động chiếm lấy quyền chủ động, mày muốn cưỡi lên tao, thì tao cũng phải cưỡi lên mày. Kết quả là cả hai không thể phân thắng bại. Chát! Ly tung một cú đấm trúng ngay mặt của Ngọc Nữ ngày thường rất hay chú ý chăm sóc đến sắc đẹp của mình, làm sao mà chịu nổi được. Ngọc Nữ dùng hết sức bình sinh lôi Ly kéo đè xuống dưới, còn mình thì cưỡi lên trên. Khi Tần Lạc chạy tới, thì trông thấy tư thế của cả hai người này trông rất thô. Nhưng hắn thấy cái mông của Ngọc Nữ cứ nhấp nhô lên như vậy, trông cũng ngứa mắt liền tung chân đá luôn một cú. Chương 1020, tù binh, con tin. Tiến về phía trước thì bị đâm chết. Lui về phía sau thì sẽ ngã xuống vực sâu.
Kim Đồng không ngờ được kiếm thuật của Giê-xu lại cao siêu tới mức có thể sử dụng được chiêu tất sát này như thế. Lấy khí bao trùm lên thanh nhuyễn kiếm làm cho nó cứng như kim cương của Giê-xu không khác gì mấy với tuyệt chiêu vận khí châm cứu của Tần Lạc. Trong Trung Quốc thì có lẽ chỉ có mỗi mình Tần Lạc là có thể dùng được tuyệt chiêu này, kể cả ông nội Tần Tranh của hắn cũng chưa chắc đã làm được như hắn. Cố Bách Hiền, Vương Dưỡng Tâm cũng vậy. Về sử dụng kiếm mà nói, có thể dùng khí truyền qua kiếm thì đã thuộc vào hạng cao thủ rồi. Khả năng biến nhuyễn kiếm thành cương kiếm của Giê-xu có lẽ đã được liệt vào hạng kiếm đạo cảnh giới thượng thẳng. Kiếm cứng như lưỡi mác đâm thẳng vào giữa ngực của Kim Đồng. Kim Đồng đứng trước hai sự lựa chọn hết sức khó khăn. Tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong. Trong lúc thập tử nhất sinh thế này mà Kim Đồng không hề hiện ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào cả. Tay phải của hắn đưa ra, bắt luôn thanh kiếm của Giê-xu đang đâm tới. Đừng tin Hoàng đế nữa mà hãy tin Chúa đi. Giê-xu cười lạnh nói, anh ta không hề biến chiêu, mà cũng không chuyển hướng, vẫn cứ giữ nguyên mũi tấn công, đâm thẳng trường kiếm về phía ngực của Kim Đồng. Chúa cũng phải run sợ trước mặt Hoàng đế. Kim Đồng phản kích lại nói. Choang! Tay của Kim Đồng lại một lần nữa nắm được lưỡi kiếm của Giê-xu. Giê-xu lấy sức đẩy mạnh, Kim Đồng gồng mình chống đỡ. Hai bên lập tức lại vào thế giằng co. Nhưng lần này thanh trường kiếm vẫn giữ được trạng thái cương cứng, chứ không biến thành mềm nhũn như trước nữa. Quay về đi, Giê-xu nói, tay phải tiếp tục gia tăng sức lực. Giết người xong rồi về, Kim Đồng cũng lấy hết sức bình sinh chống cự. Cậu không làm nổi việc đó đâu. Không thử sao biết. Khi xưa tôi cũng giống như cậu, kết quả là tôi đã thất bại. Thế nên anh mới trở thành nỗi sỉ nhục của giới sát thủ. Nhưng tôi vẫn còn sống. Anh sẽ phải chết thôi. Nhiều lời thật đấy, Giê-xu tay trái cầm lên cán kiếm, lấy sức của hai tay đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước. Hự, Kim Đồng bị đẩy lui về phía sau hai bước, đá dưới chân hắn rơi lộc bộc xuống dưới vực thẳm sau lưng, một chân của hắn đã hoàn toàn đứng bên ngoài mép vực. Chỉ cần hơi dùng sức thêm chút nữa hắn sẽ bị rơi xuống vực sâu. Những tội ác mà cậu gây ra, Chúa sẽ tha thứ cho cậu. Tôi chỉ tin Phật Tổ, chẳng liên quan gì tới Chúa của anh. Toàn bộ thân hình của Kim Đồng lúc này lại tiến về phía trước, cứ như chủ động hứng chọn mũi kiếm vậy. Khi thân hình sắp bị kiếm đâm vào người, thì hắn đột nhiên cúi luôn người xuống, vọt tới trước mặt Giê-xu. Hay! Một quyền! Một cú đấm giáng thẳng vào mũi của Giê-xu. Hắn rõ ràng là muốn lưỡng bại câu thương trong trường hợp này. Chát! Mũi của Giê-xu bị đấm kêu lên chát chúa. Phút! Ngực của Kim Đồng lúc này cũng bị lưỡi kiếm của Giê-xu đâm xuyên qua. Giê-xu không hề né tránh, anh ta chấp nhận lưỡng bại câu thương. Trong chiến đấu, có những lúc nó giống như một cuộc trao đổi. Bất luận giết địch 1.000 tổn binh 800, tất cả đều dựa vào sự lựa chọn của bản thân bạn. Mũi của Giê-xu chảy máu dần dần. Còn Kim Đồng thì bị lưỡi kiếm đâm xuyên lồng ngực. Nhưng hắn lại không sao cả. Anh đâm nhầm vị trí rồi. Kim Đồng nheo mắt cười nói. Hắn đưa ngón tay búng vào thanh kiếm đâm trên ngực mình, phát ra những tiếng cong cong, cười nói, lần sau nhắm cho chính xác vào. Lưỡi kiếm của Giê-xu lúc này đã đâm xuyên qua người hắn, lòi cả lưỡi kiếm ra đằng sau lưng. Nhưng đáng tiếc là nó lại nằm chếch bên dưới nách của Kim Đồng. Mọi người hay nói đàn ông không hư thì đàn bà không yêu, nhưng đại bộ phận đàn ông hư đều là do đàn bà quyến rũ mà ra cả. Cũng không phải Tần Lạc cố tình dở trò hạ tiện, chỉ là cái mông của Ngọc Nữ đập vào mắt hắn quá lõa lồ, bắt hắn phải dở trò hạ tiện. Ngọc Nữ đè lên trên người Ly, mông thì cong tớn lên, hở cả quần chip màu đen bên dưới chiếc váy. Đáng trách hơn là Ngọc Nữ lại mặc quần chip đăng ten mỏng tới mức nhìn xuyên qua. Mắt của Tần Lạc lại rất tinh. Thế là cái chỗ không đáng nhìn kia, thì hắn đều nhìn thấy rõ mồn một. Đối với một người chưa từng gặp bao giờ, Tần Lạc đã được một phen ngắm nổ con mắt. Tần Lạc giơ chân đá Ngọc Nữ là bởi vì, Tần Lạc không thể chấp nhận bất kỳ ai bắt nạt Ly. Ngọc Nữ và Ly đang đánh nhau kịch liệt, căn bản là không còn hơi sức đâu mà để ý tới người khác. Cho dù Ngọc Nữ có cảm giác có người sau lưng, thì có phản ứng cũng đã quá muộn rồi. Chát! Cái mông của nàng bị đá một cú trúng phó óc. Và đáng trách hơn nữa là Tần Lạc chẳng có thương hoa tiếc ngọc gì cả, hắn đá cú này vừa nhanh lại vừa mạnh, lực đạo lại rất vừa tầm. Á, Ngọc Nữ kêu lên thất thanh, toàn bộ thân thể bị đá bay về phía trước. Ly bật ngay dậy cầm đao phóng tới chỗ Ngọc Nữ đang loạng choạng đứng dậy. Ngọc Nữ bị đá trúng chỗ hiểm, toàn bộ thân thể vì thế mà mất cân bằng.
khó khăn lắm mới lấy lại được cân bằng, nhưng đúng lúc này một lưỡi đao sắc lẹm đã kề sát bên cổ của nàng rồi. Động đậy thì tao sẽ cho mày về chầu trời. Ly cất giọng lạnh lùng nói, con dao trong tay chỉ hơi dùng lực một chút. Cái cổ trắng ngần của ngọc nữ vì thế mà đã bị rạch một đường ngọt lịm, từng dòng máu túa ra từ lưỡi dao bén ngọt, rất nhanh lưỡi dao của Ly đã bị nhuộm một màu đỏ. Ngọc nữ hằn học nhìn vào Tần Lạc, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Hiển nhiên, nàng đã trút hết sự căm giận lên tên khốn đê tiện đã dám đá lén vào chỗ hiểm của nàng từ phía sau. Đây vốn là vùng cấm của nàng, không được bất kỳ ai dám động tới vùng cấm này cả. Khi còn ở Pháp, có người cố tình sờ vào mông nàng, bị nàng truy sát 3 ngày 3 đêm, sau đó cắt luôn tay của kẻ đó. Thế nên với thằng khốn này, hắn ít nhất phải bị chặt một cái chân. Tần Lạc cũng chẳng cần quan tâm cô gái tóc vàng này nghĩ cái gì, dù sao thì hắn cũng không định cưới nàng làm vợ. Hơn nữa gia quy nhà hắn cũng không cho phép hắn có một bà vợ người nước ngoài. Tần Lạc chạy tới trước mặt Ly hỏi, em không sao chứ? Không sao, Ly rất cảm động, nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt. Không sao là tốt rồi, mau bắt lấy đứa này làm con tin, bắt bọn họ phải dừng tay lại. Tần Lạc nói, đi, Ly đẩy ngọc nữ đi, giọng nàng lạnh lùng ra lệnh. Ngọc nữ rất không cam tâm, nhưng nàng cũng chỉ biết cúi đầu lại ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Trong 3 trận chiến ngang sức ngang tài này, cũng cần có một ai đó phá để phá thối. Chỉ cần một bên có người chiến thắng trước, thì bên đó sẽ có cơ hội thắng cao hơn. Bởi vì bỗng nhiên có Tần Lạc tới phá thối nên sự việc đã có chiều hướng có lợi cho bên của Ly, Giê-xu và Hồng Phu. Và cũng chính Tần Lạc là kẻ phá thối của trận đánh ngang sức này. Dừng tay, Ly hét lên. Ngọc nữ bị bắt, trận chiến lập tức ngừng lại. Quỷ ảnh rời khỏi trận chiến với Hồng Phu, đứng sát bên cạnh Kim Đồng. Hồng Phu lúc này vẫn đứng bên cạnh Lệ Khuynh Thành đã ngất lịm dưới đất, để đề phòng đối phương bắt nàng làm con tin. Thả cô ấy ra, Kim Đồng gào lên. Ngọc nữ là em gái hắn, cả hai là anh em sinh đôi, hắn chỉ ra đời trước ngọc nữ có 2 phút ngắn ngủi. Bởi vì quan hệ huyết thống đặc biệt này, nên hai người rất tương đồng tương cảm với nhau. Kim Đồng có thể cảm nhận được sự vui mừng cũng như khổ đau của ngọc nữ. Hai người vừa là anh em, vừa là tri kỷ, bọn họ là một đôi cùng chiến đấu, và có thể phát huy sức mạnh tới cực điểm. Cũng chính vì như vậy mà cả hai mới đi thử sức với hoàng đế. Cuối cùng cả hai đã bại trận, nhưng hoàng đế lại không giết hai người. Hai người đã trở thành tù binh của hoàng đế, và là 2 trong 3 đại chiến tướng của hoàng đế. Bây giờ ngọc nữ đã bị bắt làm tù binh, điều này làm cho Kim Đồng phẫn nộ, và tủi nhục. Chỉ có quỷ ảnh là cảnh giác nhìn vào Tần Lạc, hắn cuối cùng cũng nhận ra được rằng, trong mấy người ở đây, thì chính Tần Lạc mới là người có thực lực đáng sợ hơn cả. Hắn vốn tưởng trên thế gian này chỉ có hoàng đế mới có thể theo được vận tốc của hắn, vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa như vậy. Hắn đang khóc lóc cái gì vậy? Tần Lạc quay sang hỏi Giê-xu. Nói là anh nên thả người ra. Giê-xu cười đáp. Bảo chúng nói lý do đi. Tần Lạc nói, hắn không biết thứ tiếng nào cả, ngoại trừ tiếng mẹ đẻ, do vậy chỉ có thể Giê-xu phiên dịch hộ hắn. Anh ấy bảo cho anh ấy một lý do để anh ấy thả người. Giê-xu hướng về phía quỷ ảnh và Kim Đồng nói, theo như tôi biết thì anh ấy là người rất khó thuyết phục. Vì thế mà hai người cố nghĩ một lý do nào đó hợp lý một chút. Nếu như hắn không thả người, thì mỗi ngày tao sẽ giết một người thân của hắn. Đừng có nghi ngờ năng lực của tao, cũng đừng mong là mày sẽ bảo vệ người thân của mày suốt đời. Quỷ ảnh lạnh lùng nói, thả cô ấy ra, đừng để người nhà của mày gặp nguy hiểm. Giết không nổi Tần Lạc, thì lẽ nào không giết nổi người thân của hắn? Tần Lạc có thể bắt được tốc độ của hắn, nhưng người thân của hắn thì còn lâu. Tần Lạc cũng chẳng phải là người có chức vị cao, cũng chẳng phải là con ông cháu cha, hắn chỉ là một bác sĩ. Vì thế hắn chẳng đủ sức mà bảo vệ mỗi người trong gia đình hắn trước một quỷ ảnh khét tiếng. Ví dụ như Bối Bối, Lâm Hoán Khê, Lâm Thanh Nguyên. Bọn họ làm gì có vệ sĩ đi theo đâu. Bắt mấy người này đối với quỷ ảnh thì quả là quá dễ dàng. Sau khi nghe Giê-xu phiên dịch xong, Tần Lạc tức đến điên người. Ý của mày là gì? Mày đang nói tiếng người hả? Bọn mày lặn lội xa xôi tới đây để giết người, chúng mày không giết được người thì đổ lỗi cho người khác. Lẽ nào nói, chúng mày được quyền đánh người, người ta cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng im cho chúng mày đánh, chúng mày giết hay sao? Tần Lạc muốn dùng hành động để thể hiện sự tức giận của mình.
hắn bước thẳng tới chỗ của Ngọc Nữ tung luôn một cú đấm vào bụng của cô ả. Cổ của Ngọc Nữ bị lưỡi dao của Ly Kê vào, nên cũng chẳng thể tránh né nổi cú đấm này. Ngọc Nữ lập tức kêu lên một tiếng thất thanh đau đớn. Chương 1021, không coi mày là người. Cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là chờ cho mấy người quỷ ảnh làm nhiệm vụ thất bại, sau đó Tần Lạc sẽ an ủi họ một hồi, rồi mới đi ăn một bữa vịt quay, rồi khi mấy người quỷ ảnh ra về thì sẽ tặng họ một số kỷ vật làm quà lưu niệm, sau đó lại an ủi thêm một câu, đại loại như là, tuy lần này thất bại, nhưng các anh đã làm rất tốt rồi, lần sau cứ cố gắng tiếp tục nhé. Thật ngại quá. Nhưng Tần Lạc làm gì có chuyện hào phóng đến mức như thế. Thật ăn hiếp người quá đáng quá. Đúng là bắt nạt người ta quá đây mà. Bọn chúng tự chạy tới đây tìm giết hắn, nhiệm vụ thất bại thì lại lên tiếng đe dọa. Mấy người sát thủ chúng mày lẽ nào là siêu nhân, còn những người khác đều là yêu quái cho chúng mày thích tần lúc nào thì tần sao. Tần Lạc tức giận thật rồi, hắn bất kể phong độ hay không phong độ, cũng bất chấp tất cả hậu quả. Cứ thế mà giã từng quả đấm vào bụng Ngọc Nữ trước mặt Kim Đồng và quỷ ảnh. Hự! Ngọc Nữ kêu lên thảm thiết, hai hàng lông mày xinh đẹp của nàng trở nên đanh ác, gương mặt như ngọc của nàng bỗng chốc như là ác quỷ nhìn Tần Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống. Điên rồi! Kim Đồng đúng là muốn phát điên thật rồi, càng nhìn cảnh Tần Lạc đang giã em mình như giã cối, thì hai mắt của hắn như muốn phun ra lửa vậy. Nếu như tia lửa này có thể phun ra ngoài thật, thì có lẽ Tần Lạc đã biến thành con vịt quay rồi. Cả đến Ly cũng không ngờ được là Tần Lạc lại đánh phụ nữ huỳnh huỵch như vậy. Tên hâm này, có những lúc cũng đàn ông ra phết, Ly thầm nghĩ. Còn đối với Hồng Phu thì nàng đã quá quen với cảnh tượng này rồi, bởi vì khi còn là đối thủ của Tần Lạc, thì nàng cũng đã từng nếm mùi thủ đoạn của Tần Lạc rồi. Đến cả việc lén lút hạ độc một cách tùy tiện như vậy, thì mấy quả đấm vào bụng này đã là cái gì? So với cảnh tượng nàng sống ở trong nhà tù mà Tần Lạc giam nàng lại, thì bây giờ Tần Lạc đối xử với Ngọc Nữ đã là quá ư là cương chiều và thương xót. Hồng Phu cúi đầu xuống tự nhìn vào bộ ngực của mình chửi thầm, đúng là cái thằng chỉ thích những đứa ngực bự. Có lẽ là anh em sinh đôi, mà Kim Đồng cũng cảm nhận được sự đau khổ của em gái mình. Tao thề trước mặt Phật Tổ rằng, tất cả mọi người đều không thể cứu được mày, mày chết là cái chắc rồi. Kim Đồng nắm chặt tay lại kêu lên răng rắc nhìn Tần Lạc gầm lên điên loạn. Thằng điên đó đang gào thét cái gì thế? Tần Lạc ngây thơ ngơ ngác hỏi rất vô tội. Đại khái hắn bảo anh chết là cái chắc rồi. Giê-xu bụng miệng mỉm cười. Anh ta cũng là người ưa hành động. Do vậy được so tài cùng với bát đại chiến tướng của Hoàng đế cũng là một vinh dự của anh ta. Chỉ là Giê-xu không hiểu tại sao, rõ ràng anh ta đã nhắm thẳng kiếm đâm vào giữa ngực của Kim Đồng rồi. Vậy mà tại sao đâm xuyên qua rồi lại bị Kim Đồng kẹp vào nách như vậy? Lẽ nào Kim Đồng biết chiêu túc cốt công? Nhưng anh ta cũng hiểu rằng nếu bát đại chiến tướng mà bị đánh bại dễ dàng như vậy thì cũng chẳng có gì là hứng thú, thậm chí là còn thấy thất vọng nữa. Nói với thằng điên đó, trước khi tôi chết, thì cũng kéo em gái nó xuống địa ngục cùng. Tần Lạc nói, tuy hắn không xác nhận được thân phận của Kim Đồng và Ngọc Nữ, nhưng từ ngoại hình của hai người, thì hắn cũng đoán được hai người là anh em sinh đôi. Một thằng con trai mà lại có gương mặt của một đứa con gái, đúng là trông hơi bị kỳ quặc. Hự! Tần Lạc lại táng thêm một đấm nữa vào bụng Ngọc Nữ, cú đấm này vừa nhanh vừa hiểm lại rất mạnh, nhưng đáng tiếc lại không đấm trúng mục tiêu, nên đã đấm chật vào hai quả đồi thịt lồi lên lồ lộ, trắng mịn của Ngọc Nữ. Tần Lạc cảm nhận được nó rất rõ, nên hắn cũng thầm cảm thấy sướng tay, duy chỉ có Ngọc Nữ là đau thấu tận xương tủy. Thằng khốn nạn, mày sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mày. Tao sẽ chặt tay của mày. Ngọc Nữ kêu gào đau đớn, nàng cũng bất kể Tần Lạc có nghe hiểu mình nói gì hay không. Ly lúc này chỉ cau mày lại nói, lần tới mà anh vẫn đấm vào cái vị trí này, thì tôi sẽ bỏ con dao trên cổ cô ta xuống. Ý của Ly rất rõ ràng, nếu anh thích lợi dụng sờ mó vào chỗ không nên sờ, thì tôi sẽ mặc kệ anh, đến lúc đó không biết Tần Lạc là người đánh người, hay là bị người ta đánh nữa rồi. Xin lỗi, tôi nhầm, ha ha, Tần Lạc cười gượng chữ ngượng, khi đó hắn đột ngột xuất quyền, hơn nữa lại muốn tỏ ra phong độ, nên hắn không hề nhắm trúng mục tiêu. Nên mới xảy ra cảnh tượng hạ cấp như vừa rồi. Và người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một thằng sắc lang, chỉ được cái lợi dụng sàm sỡ. Kim Đồng nắm chặt tay lại xông lên, nhưng quỷ ảnh đã rất nhanh ngăn hắn ta lại. Ly thấy vậy lại dí co dao vào sát cổ của Ngọc Nữ hơn, cổ của Ngọc Nữ đã bị rạch một đường, máu từ đó lại rỉ ra, làm đỏ cả bộ ngực trắng mịn của nàng. Mày mà tới đây, nó sẽ chết,
Giọng Ly lạnh như băng. Nàng dùng tiếng Trung để nói, bất kể đối phương có nghe hiểu hay không. Nàng cũng chẳng cần quan tâm, vì dù sao đây cũng là nàng đã cảnh cáo trước rồi. Kim Đồng thấy vậy nở một nụ cười đanh ác, còn Quỷ Ảnh hai mắt xám xịt đằng đằng sát khí nhìn Tần Lạc cười nói, tao hứa với mày, tao sẽ giết từng người thân của mày một, cho tới khi chết hết. Cha mẹ của mày, người yêu của mày, bạn bè của mày. Và còn người cô bên Mỹ của mày, chắc mày quên rồi đúng không? Mày vẫn còn một bà cô trên đất Mỹ, nó ở đó một mình không ai bên cạnh. Mày nghĩ xem, nếu như nó rơi vào tay chúng tao thì sao nhỉ? Quỷ Ảnh lần đầu tiên xuất thủ hại Tần Lạc thì hắn cũng chưa hiểu về Tần Lạc nhiều lắm, thậm chí còn chưa xem kỹ tư liệu của Tần Lạc mà người thuê hắn gửi tới cho hắn nữa. Lần đầu thất bại, lần thứ hai cũng thất bại, sau hai lần thất bại liên tiếp, Quỷ Ảnh cùng Kim Đồng và Ngọc Nữ mới bắt đầu để ý, chú tâm tới Tần Lạc. Bộ tư liệu về Tần Lạc khá tường tận, trong đó có các thành viên trong gia đình hắn, cùng với thực lực của các vệ sĩ bên mình hắn, tất cả đều rất đầy đủ. Cũng chính vì lý do này, mà lần này cả Quỷ Ảnh và Kim Đồng, Ngọc Nữ mới hợp tác cùng ra tay một lúc. Ngày trước, bát đại chiến tướng rất ít khi tổ chức ba người cùng thực thi chung một nhiệm vụ, nhiều lắm thì cũng chỉ hai người, và Tần Lạc đã phá kỷ lục với người này. Trên tư liệu có viết, Tần Lạc có quan hệ rất tốt với một người cô đang sống bên Mỹ. Ngày trước Kim Đồng chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bởi vì hắn khinh thường Tần Lạc, coi Tần Lạc chỉ là một nhân vật tôm tép, thích giết lúc nào mà chẳng xong. Nhưng sau khi em gái của hắn bị bắt, thì hắn đã vứt hết tất cả sự sĩ diện của mình. Mày thả em gái tao ra, tao sẽ không làm gì người thân của mày. Tần Lạc thất kinh. Hắn bây giờ mới sực nhớ ra, cô hắn là Tầm Lam bây giờ vẫn còn đang ở Mỹ làm ăn. Có lẽ Tần Lam cũng thuê vệ sĩ, nhưng đám vệ sĩ bảo vệ Tần Lam sao đủ sức chống lại bát đại chiến tướng. Phải làm sao đây? Cho dù hắn ngay lúc này gọi điện cho Tần Lam bảo cô ta về nước, nhưng e rằng cũng đã quá muộn. Bởi vì lần trước Giê-xu đã nói với hắn rằng, Hoàng đế đã đem chiến tướng sang châu Mỹ mở rộng thị trường. Bọn chúng mà hành động, thì bản thân hắn làm sao có cơ hội được. Thấy Tần Lạc im lặng không nói, Kim Đồng và Quỷ Ảnh biết Tần Lạc đã bị lay động, Kim Đồng lạnh giọng nói, thả cô ấy ra, tao bảo đảm cô của mày sẽ bình an vô sự. Tao tại sao lại tin mày được? Tần Lạc quay sang Giê-xu bảo anh ta phiên dịch hộ mình. Bởi vì tao là Kim Đồng. Kim Đồng tự hào nói, tao là chiến tướng của Hoàng đế, chúng tao chẳng việc gì phải mất danh dự vì cái chuyện vớ vẩn này cả. Danh dự của chúng mày hả? Tần Lạc khinh bỉ nói, kể cả Hoàng đế đến đây tao cũng không bao giờ ngu ngốc nghe nó hứa nhăng hứa cuội, bảo đảm vớ vẩn mà thả người. Tao hứa với mày là tao sẽ không hành hạ con điếm này nữa, nhưng chúng mày phải đưa cô tao về đây. Phải an toàn, không được sứt mẻ gì đấy. Chỉ cần cô tao rụng một cọng tóc, thì bát đại chiến tướng của chúng mày phải sửa tên thành bảy anh nhà hồ lô rồi. Ok, Kim Đồng đáp gọn lỏn rồi quay người đi luôn. Hẹn ngày gặp lại, Quỷ Ảnh nhìn Tần Lạc một lúc lâu, sau đó mới tiếc rẻ rời đi. Tần Lạc lúc này liền rút luôn điện thoại gọi cho Tần Lam, nhưng máy của Tần Lam đã tắt, không thể nào gọi nổi. Trái tim của Tần Lạc bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, lo lắng. Khi Lệ Khuynh Thành tỉnh lại, thì nàng đã thấy mình ở trên xe, và đầu của nàng thì lại đang gối lên trên đùi của Tần Lạc. Em tỉnh rồi à? Tần Lạc cười hỏi. Vâng, tỉnh rồi ạ. Lệ Khuynh Thành xoa xoa vào cổ mình hỏi, em chưa chết à? Chưa, Tần Lạc cười đáp. Vậy thì chứng tỏ là anh vẫn còn sống. Ừ, ai, tiếc thật đấy. Lệ Khuynh Thành thở dài. Sao, Tần Lạc hỏi, chưa chết mà lại tiếc sao? Lệ Khuynh Thành đưa mắt nhìn Ly ở phía trên một cái, nàng cũng ngại không dám nói thẳng ra rằng, không được sống cùng bên nhau, thì chết cùng nhau cũng hạnh phúc lắm chứ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lệ Khuynh Thành hỏi. Không phải là em đã nói rồi đó sao? Tần Lạc cười chua chát nói, do anh đắc tội với quá nhiều người, nên họ muốn giết anh. May mà có bọn họ giúp đỡ, nếu không thì bây giờ chúng ta đã chết thật rồi. Là anh tự cứu mình đấy chứ? Hồng Phu nói chen vào. Nàng tới tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi Tần Lạc sao lại có thể làm được điều đó, làm sao hắn lại có thể theo kịp tốc độ kinh hồn như vậy được. Nếu như hắn có thực lực kinh hồn như vậy, thế thì trên thế gian này có ai là đối thủ của hắn được nữa? Nàng tự nhận mình không phải là đối thủ của Quỷ Ảnh, vì khi chiến đấu với Quỷ Ảnh, nàng miễn cưỡng lắm mới cầm cự được với Quỷ Ảnh trong thời gian ngắn, nghĩ tới việc Tần Lạc tát cho Quỷ Ảnh chan chát dễ như ăn cháo như vậy, thì nàng cũng thầm thấy lạnh sống gáy. Lẽ nào nói rằng,
khi đó hắn và mình giao thủ với nhau lại giấu nghề sao? Càng nghĩ Hồng Phu càng thấy người khả năng này là lớn, bởi vì một người trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể thăng tiến kinh khủng như vậy được? Giảo hoạt, con cáo giảo hoạt. Hồng Phu sau khi suy nghĩ kỹ liền kết luận về con người Tần Lạc là một con cáo gian manh, ấn tượng của nàng về Tần Lạc vì thế lại càng xấu đi. Chờ cho hoàng đế đến rồi, chúng mày sẽ chết hết. Ngọc nữ gằn giọng khinh bỉ nói. Chát! Tần Lạc không hề thương hoa tiếc ngọc, mà thẳng tay giáng luôn một cái tát vào miệng ngọc nữ. Tao tuy không hiểu mày nói cái gì, nhưng mà mày tốt nhất là ngậm miệng lại, khi tao thấy thoải mái thì mày là phụ nữ. Còn khi tao thấy khó chịu, thì chẳng bao giờ coi mày là người cả. Nghĩ tới điện thoại của Tần Lam gọi mãi không thông, mà Tần Lạc cảm thấy sốt ruột vô cùng. Chương 1022, Tần Lam mất tích rồi. Tại sao lại không giết nó? Tại sao lại không giết nó? Kim Đồng đem hết sự bực tức của mình phát tiết lên trên người của quỷ ảnh. Khi hắn cùng với Ngọc Nữ nghênh chiến với Giê-xu và Ly, thì quỷ ảnh đã có thời cơ ra tay với Tần Lạc, bởi quỷ ảnh là một cao thủ trong giới sát thủ, do vậy mà cả hai người đã giao nhiệm vụ giết Tần Lạc cho quỷ ảnh thực thi. Bọn họ đã tính toán rất kỹ, ngỡ rằng lần này chắc chắn sẽ thành công, thậm chí trong đầu bọn họ còn chưa mường tượng ra được cảnh thất bại của ngày hôm nay. Nhưng thực tế lại quá xa so với dự tính của họ. Điều này làm cho tất cả trong số họ đều không thể chấp nhận nổi. Kim Đồng cũng không thể nào tin nổi rằng, khi hắn và Ngọc Nữ đã điệu hổ Ly Sơn được Giê-xu và Ly rồi, thì quỷ ảnh lại một lần nữa thất bại trong việc cho Tần Lạc về chầu trời. Hắn không thể hiểu nổi quỷ ảnh đã làm gì mà Tần Lạc vẫn còn sống nhăn răng. Lẽ nào quỷ ảnh chỉ ngồi chơi xơi nước, ngắm phong cảnh hữu tình? Tôi không giết nổi nó. Quỷ ảnh rõ ràng bình tĩnh hơn Kim Đồng rất nhiều, giọng nói của hắn rất bình bình ồm ồm. Hiển nhiên là tâm trạng của hắn cũng trầm trọng như giọng nói của hắn vậy. Hoặc có lẽ Kim Đồng cho rằng em gái của hắn bị bắt thì quỷ ảnh mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất, nhưng bản thân hắn thì sao? Tốc độ là điều quỷ ảnh tự hào nhất, nhưng sau mấy lần bị đối phương tát cho vỡ mặt thì hắn đã mất hết tự tin rồi. Đối với một võ giả mà nói, đây là một việc rất nghiêm trọng. Hơn nữa, em gái của Kim Đồng cũng không phải là không cứu về được. Ông không giết nổi nó. Ông không giết nổi nó ư? Kim Đồng hung hãn nhìn thẳng vào mặt quỷ ảnh nói, tại sao trước khi phân phát nhiệm vụ ông không nói như vậy đi? Sao bây giờ ông mới nói là ông không giết nổi nó? Ông là quỷ ảnh, thế mà không giết nổi một thằng bác sĩ à? Sự thật đúng là như vậy, quỷ ảnh chán nản nói, hắn không thể giải thích cho Kim Đồng nguyên nhân tại sao được. Đây chính là vết thương sâu nhất mà hắn có, là một nỗi sỉ nhục lớn nhất của hắn, hắn thà chết chứ không bao giờ để ai biết nỗi nhục này. Hay là ông có móc ngoặc gì với nó hả? Kim Đồng cười lạnh, hắn biết đây là chuyện hoang tưởng, bát đại chiến tướng của hoàng đế sao có thể đi móc ngoặc với người khác cơ chứ? Nhưng đây cũng là lời nói để giải tỏa của hắn, cũng như chút bực tức lên đầu quỷ ảnh mà thôi. Chứ nếu không thì làm sao hắn giải thích nổi, một quỷ ảnh nổi tiếng lại phải chịu thua một thằng bác sĩ trói gà không chặt. Cuộc chiến giữa hai người đàn ông với nhau là rất đẫm máu, anh đâm tôi một nhát, tôi cũng sẽ đâm anh lại một nhát. Chờ cho hai bên đâm nhau được một lúc rồi, thì người nào đâm nhiều hơn đối phương, thì người đó thắng. Mày muốn chết hả? Quỷ ảnh gầm lên, thân hình của hắn nhanh như điện xẹt, chờ cho Kim Đồng kịp phản ứng thì tay của quỷ ảnh đã đặt tới vai của Kim Đồng rồi. Kim Đồng thất kinh thúc thẳng một cùi trỏ vào ngực của quỷ ảnh, chờ cho quỷ ảnh né tránh, thì hắn liền quay người 180 độ. Quỳnh! Chân của cả hai đá vào nhau, hình bóng của hai người sau cú đòn đó đều nhảy ngược lại phía sau. Tao hôm nay sẽ bóc cái mặt nạ của mày ra, xem mặt mũi của mày ra sao. Kim Đồng rút luôn bao tay ra đeo vào. Cứ việc tới đây, quỷ ảnh điềm nhiên nói. Kim Đồng xoa hai tay vào nhau, kêu lên những tiếng lạo xạo. Lách cách, tiếng của bao tay Kim Đồng trà sát vào nhau, giống như hắn đang vặn ốc vít vậy. Chỉ sau một tiếng thét, Kim Đồng đã lao vào quỷ ảnh. Khi nắm đấm của hắn sắp đánh trúng mặt của quỷ ảnh, thì chỉ thấy quỷ ảnh biến mất. Rất nhanh, quỷ ảnh đã xuất hiện ở sau lưng của Kim Đồng. Mày chậm quá. Kim Đồng tức đến điên người, đồng tử của hắn chẳng chịt gân đỏ. Hắn xé luôn bộ vest đang mặc trên người, rối lại một lần nữa vồ tới quỷ ảnh. Đây không phải đang chiến đấu, mà là đang phát tiết. Tôi không phải là người thù dai, mà là có thù thì sẽ trả luôn ngay lúc đó. Tần Lạc không có cách nào trả thù Kim Đồng và quỷ ảnh, hoặc là những người đã bắt Tần Lam ở bên Mỹ.
do vậy mà hắn chỉ có thể trút sự tức giận của mình lên ngọc nữ. Sau cái bạt tai của hắn, gương mặt xinh đẹp của ngọc nữ đã hiện rõ lên hình năm ngón tay tím đỏ. Điên rồi. Ngọc nữ điên thật rồi. Dám tát vào mặt bà mày à? Thằng khốn này mày dám tát vào mặt của bà. Từ nhỏ nàng đã sống trong một gia đình thượng lưu tại châu Âu, cơm ăn áo mặc đầy đủ, người nào cũng coi nàng như một công chúa. Sau khi lớn lên vì xinh đẹp nên lại có nhiều người để ý tới nàng, và dĩ nhiên các chàng trai cưa cẩm đeo đuổi nàng cũng phải thể hiện một phong độ rất lịch lãm. Nàng với anh trai mình sau khi liên thủ đánh thua hoàng đế, thì cả hai đã trở thành nô bộc của ông ta. Người ngoài đều gọi họ là chiến tướng của hoàng đế. Dĩ nhiên là nàng cũng được các sát thủ trên toàn thế giới coi trọng, không ai dám động tới nàng cả. Bởi vì họ biết rằng, đắc tội với nàng đồng nghĩa với việc đắc tội với hoàng đế. Hoàng đế một khi xuất thủ thì chỉ có hai kết quả, một là chết, hai là thành chiến tướng. Nếu như ông ta thấy bạn có giá trị, bạn không muốn làm chiến tướng của hoàng đế, thì tốt nhất là đừng có đụng tới người của hoàng đế. Thằng khốn này không chỉ đá vào đít mình, lại còn tát mình nữa. Ngọc nữ không thể nhịn được nữa rồi, nhưng hai tay hai chân của nàng đã bị còng cứng cả lại, do vậy mà chỉ còn mỗi cách húc thẳng đầu về phía Tần Lạc. Hồng Phu và nàng lại ngồi chung một hàng, làm sao Hồng Phu có thể để Ngọc nữ làm tổn thương Tần Lạc được. Khi Ngọc nữ húc đầu về phía Tần Lạc, thì Hồng Phu đã ra tay. Chỉ nghe á lên một tiếng, Hồng Phu đã kéo ngược tóc của Ngọc nữ lại, làm nứt luôn tóc của nàng. Bỏ tay ra, con điếm thối tha, Ngọc nữ dùng tiếng Anh chửi rủa. Mày làm tù nhân rồi mà vẫn còn ngang tàng hả, xem ra tao đã quá nhẹ tay với mày rồi. Tần Lạc cười lạnh nói. Hắn quay sang Hồng Phu hỏi, cô chắc là có rất nhiều thứ cho cô ta nếm phải không? Có 174 loại cơ. Hồng Phu đáp. Cho nó nếm thử một loại đi. Tần Lạc cười thô bỉ nói, đừng để cho nó chết, nhưng nó vẫn phải chịu đau khổ cùng cực. Không thành vấn đề, Hồng Phu rõ ràng là rất ghét cô ả này. Nàng khẽ rút một ống trúc nhỏ trong người ra. Sau khi mở ống trúc đó ra, một con vật đen xì từ trong đó liền lập tức bò ra. Hồng Phu xòe tay ra, con vật liền ngoan ngoãn bò lên lòng bàn tay của nàng. Nó lắc đầu nhìn bốn phía, trông rất dễ thương và cũng rất ghê rợn. Ngọc nữ nhìn thấy con vật này thì trợn tròn hai mắt. Sau đó nàng cố gắng ngậm miệng mình lại, giống như là có ai đang bắt nàng ăn vậy. Mày tưởng như thế là được hả? Hồng Phu nở nụ cười đẹp mê hồn, nhưng do thân hình nàng nhỏ, ngũ quan cũng nhỏ, nên trông nàng giống một cô bé tinh nghịch thì đúng hơn. Tiếp đến hành động của Hồng Phu làm cho ai nhìn cũng phải đều chết khiếp. Môi của nàng khẽ cong lên, nàng huýt sáo ra những điệu sáo rất đặc biệt. Con vật kia nhanh nhảy lên trên mặt của Ngọc Nữ. Ngọc Nữ thất kinh lắc đầu bán sống bán chết để rũ bỏ con vật kinh tởm này xuống, nhưng hoàn toàn vô ích. Con vật có tốc độ rất nhanh. Sau khi bò một vòng quanh mặt Ngọc Nữ, thì nó bỗng nhiên biến mất. Lỗ mũi của Ngọc Nữ khẽ động đậy, sau đó lại trở lại như cũ. Con vật đúng là đã chui vào lỗ mũi của Ngọc Nữ. Cảm giác thế nào? Hồng Phu cười hi hí nói, cũng may là mày không bịt mũi lại đấy, nếu không nó sẽ chui vào lỗ tai của mày. Á, á, Ngọc Nữ kêu lên thê thảm, cho dù nàng có là sát thủ ghê rợn đi chăng nữa, thì nói cho cùng nàng cũng là phận liễu yếu đào tơ. Ngoại trừ con nhỏ biến thái Hồng Phu này ra, thì hầu hết phái yếu trên thế giới này đều rất sợ những con vật ghê tởm thế này. Cho nó ngậm miệng lại, Tần Lạc ra lệnh. Hồng Phu lại khẽ huýt sáo, thế là Ngọc Nữ bỗng nhiên cảm thấy bụng của nàng như cuộn lên dữ dội. Một trận đau thấu tim phổi, như có ai đó cầm dao đâm vào vậy. Ngọc Nữ đau quá muốn nôn mửa, nhưng nôn mãi mà chẳng ra thứ gì cả, chỉ có những dòng chua chua từ từ chảy ra khóe miệng của nàng. Ngọc Nữ giống như là người mắc bệnh thần kinh vậy. Từ giờ trở đi mày có thể câm miệng lại được rồi đấy. Tần Lạc nhìn Ngọc Nữ mỉm cười danh mãnh nói. Ngọc Nữ tuy rất căm hận Tần Lạc, nhưng nàng làm gì còn đủ dũng khí để phản bác lại hắn. Thật là tàn nhẫn, Lệ Khuynh Thành quay sang Tần Lạc nói. Người ngoài đã nhẫn tâm với ta, thì ta phải nhẫn tâm lại thôi. Em hiểu, Lệ Khuynh Thành khẽ lén lút nắm lấy tay Tần Lạc nói, chỉ cần anh vẫn còn sống là tốt rồi. Em không hề quan tâm anh là người tốt hay xấu. Hứ, Ly Hứ lạnh lên một tiếng, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Lệ Khuynh Thành thấy vậy chỉ khẽ chỉ về phía trước, rồi quay sang hắn đưa mắt ra hiệu. Tần Lạc cũng rất khó xử, hắn cũng không biết nên sắp xếp tên tù binh này thế nào. Nếu như Long Vương vẫn còn ở Long Tức,
thì hắn có thể trực tiếp nhốt Ngọc Nữ vào trong đó. Nhưng bây giờ Long Tức đã là của Hoàng Thiên Trọng, e rằng nếu bỏ con nhóc tóc vàng này vào trong đó, sẽ bị Hoàng Thiên Trọng hành hạ đến chết mất. Tần Lạc không thích Ngọc Nữ, nhưng hắn cũng không muốn Ngọc Nữ chết. Bởi vì hắn phải dùng nàng làm vật trao đổi với cô hắn, Tần Lam. Tần Lạc gọi mãi cho Tần Lam, nhưng máy của Tần Lam vẫn cứ tắt suốt, không thể gọi nổi. Hắn lại gọi tới tiến sĩ Jack của trường đại học bên Mỹ, nhưng Jack cũng không thể liên lạc được với Tần Lam. Gọi điện tới chỗ làm, thì thấy chỉ bên đó nói rằng bà chủ đã đi đâu không rõ, người trong công ty cũng không thể liên lạc nổi. Nếu mà như vậy, chứng tỏ rằng Tần Lam chắc chắn đã gặp chuyện. Và chắc chắn là Tần Lam đã bị bắt trước khi quỷ ảnh động thủ với hắn, lẽ nào bọn chúng đã dự liệu được thất bại? Chương 1023, tiểu nhân khắp thiên hạ đều đáng chết. Đừng lo, Lệ Khuynh Thành trông thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Lạc thì vội đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy tay hắn mà an ủi. Số phận của Tần Lạc đúng là ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, có những khó khăn thử thách nào mà hắn chưa từng nếm trải qua cơ chứ? Có lẽ chính vì những khó khăn và thử thách này mới tôi luyện cho hắn trở nên vĩ đại và phi phàm. Tên của hắn sẽ được lưu danh sử sách, có chỗ đứng và vị trí được ngang hàng với nhiều danh nhân nổi tiếng. Như thế mới xứng đáng với những công lao mà hắn đã bỏ ra. Làm sao mà không lo lắng được, Tần Lạc cười khổ nói, hắn biết hắn có lo lắng thì cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng bây giờ cô của hắn bỗng nhiên bật vô âm tín, thử hỏi làm sao mà hắn không sốt ruột cơ chứ. Chẳng có ai hiểu được tình cảm giữa hắn và cô của mình, đến cả người trong nhà của hắn cũng không biết rõ được quan hệ giữa hai người ra sao. Chỉ vì hắn có thể chất yếu đuối, mà từ nhỏ hắn dường như chẳng có ai làm bạn cả. Ông nội cùng với cha của hắn thì lại yêu cầu hà khắc, bà và mẹ của hắn thì lại quá nuông chiều hắn. Chính vì thế mà người cô hơn hắn có mấy tuổi kia mới thực sự là người bạn của hắn. Người nhà cấm hắn ăn đường, vì đường có hàm lượng calo cao. Và nóng như vậy nó sẽ làm cơ thể hắn trở nên tăng nhiệt độ đột ngột, nguy hiểm tới cơ thể hắn. Và dĩ nhiên cô của hắn lại thích làm điều ngược lại, đó là rúi cho hắn kẹo ăn. Hắn ngày nào cũng phải học thuộc lòng cả núi tên cũng như phương thuốc ra sao, ngày nào cũng phải phân biệt cả đống thuốc trung y cùng với thuộc tính và tác dụng của nó. Chính cô của hắn đã lén lút đưa hắn ra ngoài đường chơi, mua cho hắn chuyện cười. Tần Tranh vốn là người ít nói, Tần Lạc và cha thì lại ít có thời gian ngồi chuyện trò với nhau. Do vậy mà khả năng ngôn ngữ, cũng như ăn nói của hắn đều được chính cô Tần Lam của hắn truyền thụ. Tần Lam biết Tần Lạc thích cuộc sống sinh viên tập thể, cho dù nhà cô ở rất gần trường nhưng cô vẫn thích ở trong ký túc xá. Bởi vì như vậy, hàng tuần cô mới có thể đưa Tần Lạc tới trường chơi. Tần Lam làm quá nhiều việc cho Tần Lạc, mặc dù những việc này đều là từ hồi nhỏ của hắn, và nó cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng, đối với Tần Lạc thì đó chính là ký ức ngọt ngào nhất của hắn. Và Tần Lam cũng chính là người vô cùng có ý nghĩa trong cuộc sống của hắn. Thậm chí, Tần Lạc năm xưa còn nhận định cho người vợ tương lai của hắn, chắc chắn phải có tư chất của Tần Lam. Hoặc có thể nói rằng mẫu người của Tần Lam chính là sự lựa chọn mông lung trong tiềm thức đầu tiên của hắn. Điều này cũng giống như các anh bạn trẻ hiện nay, tìm người bạn tình của mình hao hao giống mẹ của mình vậy. Bỏ qua tất cả những lý do trên, thì quan trọng nhất là Tần Lạc và Tần Lam là người cùng huyết thống. Tần Lạc cũng phải có trách nhiệm bảo vệ Tần Lam, không cho phép cô chịu nguy hiểm mới phải. Lo lắng thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Lệ Khuynh Thành chỉ vào Ngọc Nữ nói, có cô ta làm con tin rồi, bọn chúng chắc cũng không dám làm hại cô đâu. Đúng vậy, Tần Lạc nhìn Ngọc Nữ gật đầu nói, chính vì thế mà trước khi cô Tần Lam quay về, cô ta không thể chết được. Tần Lạc cuối cùng quyết định giao Ngọc Nữ cho Hồng Phu canh giữ, bởi vì Hồng Phu sống một thân một mình. Có thêm Ngọc Nữ cũng không ảnh hưởng gì lắm. Hơn nữa, cũng chỉ có Hồng Phu mới có thể xem chừng được Ngọc Nữ. Nếu như Ngọc Nữ muốn bỏ chạy, thì Hồng Phu chỉ cần khẽ huýt sáo lên, là con vật ở trong bụng kia sẽ làm cho Ngọc Nữ không thể bỏ chạy được nữa. Ngoài ra, cho dù quỷ ảnh và kim đồng có tới giải thoát cho Ngọc Nữ thì cũng sẽ vô dụng, bởi vì cũng chẳng ai người nào cũng biết giải trùng độc cả. Hơn nữa, Hồng Phu lại cổ vương của vùng Miêu Cương. Những phương diện khác thì có lẽ nàng còn khiếm khuyết, chứ kỹ thuật hạ trùng độc của nàng, thì có lẽ trên đời này chẳng có ai bằng được nàng nữa. Thực ra Ly cũng rất thích hợp cho công việc này, nhưng Long Tức bây giờ không còn như xưa nữa, nó thuộc về Hoàng Thiên Trọng, những việc mà Tần Lạc không muốn nó xảy ra thì có lẽ Hoàng Thiên Trọng lại rất sung sướng khi nó xảy ra. Hoàng Thiên Trọng có thể không dám thả người, nhưng hắn lại có thể giết người. Nghe Tần Lạc nói vậy,
Hồng Phu không nói không rằng xòe luôn 10 ngón tay ra hiệu. 10 ngôi trường học nữa hả? Ok, Tần Lạc đáp lại gọn lỏn. Hồng Phu bây giờ thực chất là đang làm ăn với Tần Lạc, chỉ cần Tần Lạc muốn nàng làm gì, là nàng lập tức ra điều kiện cho hắn, ví dụ như xây dựng 100 viện huấn luyện điều dưỡng, 500 máy trị liệu y học, hoặc một số lô thuốc chống viêm nhiễm, v.v. Ai có thể ngờ đường đường Nga một cổ vương oai danh lừng lẫy thiên hạ, bây giờ lại đang cặm cụi chịu khó vì mảnh đất nghèo nàn của mình, không tiếc bỏ ra công sức của mình để xây dựng quê hương ngày càng tốt hơn. Dĩ nhiên, những điều mà Hồng Phu đang làm thì cũng là những việc mà Tần Lạc muốn làm, hoặc có thể nói là chính phủ Trung Quốc cũng đang muốn làm. Thế là Hồng Phu muốn gì Tần Lạc đáp ứng lại ngay, hắn chỉ việc quay về nói với Thái Công Dân một câu là ok ngay. Hắn có khi còn được khen thưởng nữa ấy chứ. Hơn nữa khi làm công việc này, hắn sẽ có thêm một tay sai đắc lực, và tay sai đắc lực có tên Hồng Phu này lại là một người rất hữu ích, nhất là trong công tác hạ độc đối phương. Ngoại trừ Tần Lạc ra, ai gặp phải Hồng Phu đều cũng phải lắc đầu le lưỡi. Không phải 10, mà là 100. Hồng Phu từ chối Tần Lạc mà gia tăng số lượng. Sao cô không đi cướp đi? Mới để cô trông chừng có mỗi một người mà đòi ăn 100 á. Cô có biết tiền xây dựng một ngôi trường là bao nhiêu không? Cô có biết thầy cô giáo tới Miêu Cương khó khăn thế nào không? Cô có biết 100 trường học cần bao lâu mới vận hành được không? Cô có biết làm 100 ngôi trường phải cần bao nhiêu công đoạn không? Tần Lạc một lúc đưa ra cả đống vấn đề, làm cho Hồng Phu cũng phải ngơ ngác. Nàng đưa tay lên đếm đếm, cuối cùng cũng chẳng trả lời nổi lấy một câu hỏi của Tần Lạc. Tôi không quan tâm, ít ra cũng phải được 50 cái trường cho tôi. Hồng Phu đúng là kinh nghiệm ăn nói thua xa Tần Lạc, bị hắn giảm mất 50% số lượng mà vẫn cứ cãi cố. Chỉ có 10 mà thôi, Tần Lạc vẫn giữ đúng mức giá ban đầu của mình, không cho đối phương có cơ hội thương lượng, 10 cái là quá nhiều rồi. Cô thử nghĩ xem, cô chỉ trông giúp tôi có một người. Mà cô cũng đâu có mất sức gì đâu, chỉ cần cho con sâu kia nó cắn là xong rồi còn gì nữa. Còn tôi thì sao, tôi phải xây dựng tới 10 ngôi trường, tôi phải tốn bao nhiêu tiền, phải mời bao nhiêu thầy cô giáo cô có biết không? Hơn nữa có bao nhiêu thầy cô giáo chịu tới vùng Miêu Cương dạy học? Ở vùng của cô lại có bao nhiêu thầy mo thầy cúng? Xin lỗi tôi không có ý hạ thấp nghề nghiệp của các cô, thực ra sau khi tiếp xúc với cô, thì tôi lại thấy rất nể trọng nghề nghiệp này của cô. Nhắc tới Miêu Cương là người ta sẽ liên tưởng ra ngay cổ độc, trùng độc, như vậy thì ai muốn đi? Tôi còn không dám đi, thì người khác sao đủ can đảm để đi, có rất nhiều công việc phải làm thì các thầy cô mới chịu tới đó, như tăng tiền lương, tăng phúc lợi, v.v. Hồng Phu ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng phải chấp thuận nói, được rồi, 10 thì 10 vậy, không thể ít hơn được nữa đâu. Ok, Tần Lạc nói. Chúng ta cũng không phải mới hợp tác với nhau lần đầu đâu, cô đã bị thiệt bao giờ chưa? Hồng Phu nghĩ cũng phải, nên lại ngoan ngoãn dắt Ngọc Nữ đi theo mình. Thời gian trước Tần Lạc cũng bắt Hồng Phu đi học lái xe rồi. Và còn kinh ngạc hơn nữa là Hồng Phu cũng đã biết dùng di động gọi điện cho hắn, thậm chí nàng còn biết nhắn tin nữa. Dĩ nhiên là các tin nhắn của nàng nó loạn cào cào, Tần Lạc chẳng hiểu mô tê gì cả. Để anh đưa em về, Tần Lạc quay sang Lệ Khuynh Thành nói. Không cần đâu, Lệ Khuynh Thành từ chối, em ngồi xe của họ quay về được rồi, anh bận việc gì cứ làm đi. Em phải cẩn thận nhé. Tần Lạc dặn dò, từ sau khi vụ hỏa hoạn trường đua ngựa Hoa Điền, Tần Lạc đã tăng cường sức mạnh bảo vệ cho Lệ Khuynh Thành. Nhưng hôm nay nàng đi gặp hắn, Tần Lạc lại rất tự tin vào hai vệ sĩ là Jesu và Ly, nên hắn đã bố trí đám vệ sĩ của Lệ Khuynh Thành ở lại trong thành phố. Vậy mà không ngờ suýt chút nữa Lệ Khuynh Thành đã trở thành oan hồn dưới tay quỷ ảnh. Nghĩ tới tốc độ của quỷ ảnh, Tần Lạc cho tới giờ vẫn còn cảm thấy run sợ. Em sẽ không sao đâu, Lệ Khuynh Thành cười nói, bọn chúng sẽ không động đến em đâu, một con tin với hai con tin chẳng có gì khác nhau cả đâu. Chỉ cần trong tay chúng ta có người để hoán đổi với chúng, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh biết mình phải làm gì rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Chờ đến khi Lệ Khuynh Thành ngồi lên chiếc xe của tên vệ sĩ lái tới, thì Tần Lạc mới mệt mỏi nằm xuống ghế nói, đi gặp Long Vương. Quỳnh! Long Vương đập một chưởng lên cái bàn đá dày gần 10 cm, làm cho nó bị nứt rạn, rồi bị bửa vỡ làm tư. Thằng khốn đốn mạt, sau khi nghe Tần Lạc kể lại sự việc, Long Vương chửi lớn, ở cái đất Trung Quốc này, sao có thể cho chúng ngang tàng phách lối như vậy được? Long tức, Đông Phương Thần Kiếm đâu? Hùng Ưng đâu? Đông Bắc Hổ đâu? Ngày thường bọn chúng đứa nào đứa nấy đều ghê gớm lắm cơ mà.
sao bây giờ lại để cho bọn người ngoài tới đây để ăn hiếp chúng ta vậy? Bọn chúng lẽ nào chết hết cả rồi? Long tức bây giờ đang phải làm nhiệm vụ, Ly khẽ đáp lại. Vậy những người khác đâu? Long Vương trợn mắt tức giận gầm lên, bọn chúng đã lần tới chỗ Tần Lạc rồi, sao lại chẳng có ai biết hả? Lẽ nào bọn chúng đều mù hết rồi ư? Hòa thượng nói rằng, Hoàng Thiên Trọng đưa người của Long tức tới sân bay tìm dấu vết. Ly cũng không phải là người chịu ngồi yên, lúc này nàng đã bêu xấu Hoàng Thiên Trọng trước mặt Long Vương một cách trần trụi. Long Vương nghe vậy chỉ hứ lên một tiếng, rồi không nói thêm câu nào nữa. Ông bây giờ đã quá hiểu trò mèo của Hoàng Thiên Trọng, vụ việc bị ám sát tại sân bay đã qua lâu như vậy rồi, vậy mà bây giờ Hoàng Thiên Trọng vẫn chết dí ở đó để điều tra. Nhưng bạn có muốn khiển trách hắn cũng không được, bởi vì bạn làm sao chắc chắn được Hoàng Thiên Trọng đã tìm được dấu vết gì hay chưa. Nhưng mục đích của Hoàng Thiên Trọng là lôi kéo các thành viên trong Long Tức đi làm việc, không cho họ được tiếp ứng Tần Lạc là đã quá rõ ràng, ai nhìn cũng đủ thấy. Tiểu nhân khắp thiên hạ đều đáng chết cả, Long Vương gằn giọng nói. Chương 1024, chỉ có sát chiêu, không có sát ý. Quỷ Ảnh và Kim Đồng là tiểu nhân, Hoàng Thiên Trọng cũng cùng một ruột cả. Long Vương nói rằng tiểu nhân trên khắp thiên hạ đều đáng chết sốt cuộc là nói Quỷ Ảnh, Kim Đồng hay là Hoàng Thiên Trọng đây, có trời mới biết được. Dĩ nhiên Tần Lạc cũng không ngu ngốc hỏi thẳng tuệt ra đáp án của câu hỏi này. Tần Lạc cười cười nói, con cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu xem ai là tiểu nhân, sư phụ có biết gì về Hoàng đế không? Hứ, nó chẳng qua chỉ là một thằng hề được thêu dệt lên quá đó thôi. Long Vương khinh bỉ nói, con đã tiếp xúc với ba đại chiến tướng của hắn, thực lực cũng rất khá. Tần Lạc cảm khái nói, nếu như không phải con tìm ra cái trạng thái kỳ quặc kia, thì e rằng không có cơ hội đứng đây nói chuyện được với sư phụ rồi. Long Vương nghe xong cũng cảm thấy chột dạ vô cùng, nếu như Tần Lạc không có khả năng kỳ diệu kia, thì có lẽ bây giờ đệ tử của ông đã trở thành cái xác khô rồi. Ông nghiêm nét mặt nhìn Tần Lạc nói, trên thế giới này không bao giờ có việc gì có thể chính xác 100% cả, cũng chẳng bao giờ có một bức tường phòng thủ nào vững chãi mãi được cả. Đừng có mãi dựa dẫm vào người khác, vào lúc quan trọng thì đều phải dựa hết vào mình. Hai năm nay đúng là con đã làm được rất nhiều việc, nhưng thực lực của con lại chẳng tăng tiến gì cả. Ngoại trừ mấy chiêu mà Ly dạy cho con ra, con còn học thêm được cái gì nữa? Con đã thực nghiệm được dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn là một môn tâm pháp hiếm có, con đã cho một đội tập luyện nó, tuy nó không được thần kỳ như sư phụ nói, nhưng vẫn có những hiệu quả rất tốt. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, chắc chắn sẽ có những thành tựu to lớn. Huyền Cơ Tử cho con quyển dấu bé dẫn thể thuật dấu lớn cũng rất có ích. Vị sư phụ đạo gia đó của con không phải là người phàm, chỉ cần học được hết bản lãnh của ông ấy, thì cái thằng hoàng đế vớ vẩn kia đáng là cái thá gì. Vậy mà con lại không biết lợi dụng mà học, suýt chút nữa bị giết, rồi lại chạy tới chỗ của ta mà kêu khổ. Con phải để ta nói thế nào mới phải đây? Long Vương càng nói càng tức giận, ông suýt chút nữa là chỉ thẳng tay vào mặt Tần Lạc mà chửi mắng. Cứ như việc Tần Lạc không thể giết nổi Quỷ Ảnh là một nỗi nhục to lớn lắm vậy. Tần Lạc không phải lần đầu trông thấy Long Vương nổi giận, nhưng hắn lần đầu tiên trông thấy ông nổi giận với hắn. Một trận mồ hôi vã toát khắp thân thể Tần Lạc, đến cả dũng khí phản bác lại hắn cũng không có nữa. Long Vương ngoại hình hung hãn, một khi đã nổi điên lên thì trông lại càng dữ tợn hơn nữa, cứ như Trương Phi thời Tam Quốc vậy. Tần Lạc vẫn may là còn đứng vững được. Chứ như Tiểu Lý Thám Hoa hay Hỏa Dược mà gặp cảnh này thì có lẽ cũng đã quỳ rạp người xuống rồi. Nếu như còn có người không sợ cảnh này của Long Vương, thì có lẽ chỉ còn mỗi một mình Ly mà thôi. Chỉ thấy nàng khẽ nhếch môi nói, anh ta cũng đâu phải là con của Nghĩa Phụ đâu, việc gì Nghĩa Phụ phải tức giận như vậy. Long Vương nghe vậy trợn tròn mắt nhìn Ly rồi bật cười ha hả, chỉ vào mặt Ly nói, con nhà đầu này, chỉ biết bênh nó là giỏi thôi. Tần Lạc cảm kích nhìn Ly một cái. Hắn biết nàng cố tình nói vậy là muốn hạ nhiệt của Long Vương. Con còn lâu mới bênh cho hắn ta. Ly lạnh lùng liếc nhìn Tần Lạc một cái, rồi quay người sang một bên. Nghĩa Phụ quả là đáng ghét, nói như vậy chẳng khác nào bảo toàn bộ con gái trên thế giới này đều yêu hắn vậy. Long Vương đã hết tức giận, bây giờ ông mới có thể bình thường mà nói chuyện với hắn. Ông ngồi xuống ghế, định thần lại nói, năm xưa Hoàng đế có tới Trung Quốc, ta và Phong Tuyết liên thủ đánh hắn. Hắn thua thảm hại bỏ chạy, từ đó không dám tới đây nữa. Tiếc thật, chân của ta bị gãy, còn phong độ của Phong Tuyết thì bị mất, nên chẳng có ai ngăn cản được hắn.
ta nói hắn là thằng hề thực chất là do tức giận nên mới nói vậy, quân sư và Ly cũng đã từng suýt chết dưới tay hắn. Ta biết hắn cũng khá lợi hại. Hắn lợi hại như vật sao? Tần Lạc bất giác trợn tròn mắt kinh ngạc, thực lực của Phó Phong Tuyết ra sao thì hắn không biết, chứ thực lực của Long Vương thế nào hắn biết rất rõ, vậy mà cả Long Vương và Phó Phong Tuyết liên thủ mới có thể ngăn chặn được Hoàng đế. Tuy là Hoàng đế có thua trận, nhưng là do ông ta một đánh hai, tuy có thua nhưng cũng thua trong vinh dự. Bây giờ xem ra ý định thôn tính của hắn ta tại Trung Quốc bắt đầu nhen trở lại rồi. Long Vương nhắm mắt lại nói, lần này có ai có thể ngăn chặn được hắn đây? Tần Lạc muốn nói là con, nhưng hắn đã kịp kiềm chế lại. Trong tình hình như thế này không thể nói miệng là xong chuyện, mà cần phải đem thực lực ra để chứng minh. Tần Lạc không có thứ gì để chứng minh cả. Long Vương đưa mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi cười nói, các con cũng không cần phải tự trách đâu, ta và Phong Tuyết phải liên thủ lại mới đổi được hắn đi, các con mới học võ mới được mấy năm. Vậy bây giờ phải làm sao? Tần Lạc hỏi. Quân sư, Long Vương nói. Quân sư, Tần Lạc ngơ ngác. Quân sư vẫn còn một ngoại hiệu nữa. Con biết rồi, Hoàng hậu, Tần Lạc nhe nhởn. Đúng rồi, tuy là nó được người khác thêu dệt nên, nhưng chẳng qua cũng chỉ là muốn có người đối đầu với Hoàng đế của châu Âu thôi mà, nhưng thực lực của quân sư cũng không tồi đâu. Quân sư có thể ngăn được Hoàng đế không? Không. Nhưng có thêm con thì được, Long Vương nhìn Tần Lạc nói. Con, Tần Lạc kinh hãi. Hắn ư, Ly càng kinh ngạc hơn nữa. Hắn còn không bằng mình, sao có thể ngăn chặn được Hoàng đế? Đúng vậy, Long Vương gật đầu cười nói, ngày trước ra còn chưa chắc, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi. Sao có thể như thế được? Ly không phục nói, thân thủ của hắn có gì là xuất chúng? Hắn còn không đánh nổi con nữa là, sao có thể đánh được Hoàng đế? Ly cũng tiếp xúc với Hoàng đế mấy lần, và lần nào nàng cũng suýt chết, do vậy thực lực của Hoàng đế ra sao nàng biết rất rõ. Năm xưa nếu như không có quân sư liều mình cứu nàng, thì có lẽ nàng đã chết rồi. Mặc dù lần đó có thoát khỏi, thì quân sư cũng bị thương rất nặng. Thế mà Long Vương lại bảo Tần Lạc kết hợp với quân sư là có thể chặn được Hoàng đế, như thế chẳng khác nào nàng kém hơn cả Tần Lạc. Ly không thể chấp nhận được điều này. Nàng không phục. Con cũng không tin sao. Long Vương nói, vậy thì con thử xem sao. Thử thế nào? Ly hỏi. Đánh nó đi, Long Vương nói, dùng hết sức bình sinh của con mà đánh nó. Nếu con đánh chết hay bị thương hắn thì sao? Không cần phải lo, Long Vương nói, cứ làm theo lời của ta. Vâng, Ly đáp. Năm xưa khi cùng tập luyện với Tần Lạc, Ly hạ thủ khá lưu tình, cùng lắm cũng chỉ đánh cho Tần Lạc xương mặt là cùng. Bây giờ Long Vương lại đòi nàng phải dùng hết sức để đánh hắn. Lẽ nào phải giết Tần Lạc sao? Đừng sợ, Long Vương xa sầm nét mặt quay sang Tần Lạc nói, còn khi trước tát quỷ ảnh ra sao, thì bây giờ hãy làm như vậy với Ly. Tần Lạc chỉ muốn đi bẹo mặt Long Vương xem ông có phải là hóa thân của quỷ ảnh hay không, ông già này sao hôm nay tự nhiên độc ác như vậy? Sao lại bắt Ly giết mình? Nhưng lời của Long Vương không thể không nghe theo được. Tuy là không muốn, nhưng Tần Lạc và Ly vẫn đi ra giữa sân. Cẩn thận đấy, Ly nói. Em nương tay nhé, Tần Lạc cười hề hề nịnh nọt. Hứ, Ly hừ lên một câu lập tức ra tay luôn, không là ra chân luôn. Nàng phóng người lên. Tung luôn một cước vào ngay họng của Tần Lạc. Đây là một trong ba đại sát chiêu của Long Tức, có tên Đoạn Hầu, chỉ một cước thôi là sẽ tắt thở mà chết. Hơn nữa chiêu này lợi hại ở chỗ, bất luận đối phương có phản kích thế nào, thì Ly cũng đều có những điều chỉnh hợp lý sao cho tương ứng. Và dĩ nhiên mũi giày khi đó sẽ đá gãy cổ họng của đối phương. Ly thực chất là đã nương tay rồi, bởi vì nàng dùng chân. Lần này, nàng đã tung ra sát chiêu lợi hại nhất. Động tác của nàng vừa nhanh vừa tàn độc, chỉ nháy mắt thôi đã tung cước vào họng Tần Lạc. Phản ứng đầu tiên của Tần Lạc là quay người bỏ chạy. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện rằng, bất luận hắn dùng ta đỡ hay dùng chân đều đã không kịp nữa, ngoài ra đối phương lại nhảy lên cao như vậy, hắn hoàn toàn bất lợi. Vì thế hắn chỉ còn mỗi một con đường là bỏ chạy, rồi ôm lấy cổ để bảo vệ. Tuy trông rất hèn nhát, nhưng ít ra thì hắn vẫn bảo vệ được mạng sống của mình. Uỳnh! Cước của Ly không những không đá trúng Tần Lạc, mà thân hình của nàng còn bị quăng vào góc tường. Chát! Long Vương không biết tự lúc nào đã đứng ở giữa, trợn ngược mắt lên quát, bảo con dùng hết sức, con làm cái trò gì vậy? Đây chính là hết sức của con rồi. Ly khẽ quệt vệt máu ở khóe mép đáp. Khốn kiếp, tưởng ta mù rồi hả?
Long Vương gầm lên, chỉ có sát chiêu mà không có sát ý mà cũng gọi là dùng hết sức hả? Ngày thường ta dạy con thế nào? Ly im lặng. Thực ra, chiêu thức của nàng hoàn toàn đúng, nhưng nàng lại không hề có ý giết Tần Lạc chút nào. Ngoài ra nàng còn sợ làm Tần Lạc bị thương, do vậy mà cước của nàng đều không như mọi khi. Và Long Vương đã nhận ra được điều này, vì thế mà ông đã nổi giận lôi đình quăng luôn ly đập vào góc tường không thương tiếc. Để đích thân ta thử nó, Long Vương quay sang Tần Lạc nói, con phải cẩn thận đấy, nếu không thì một là chết hai là sống. Chương 1025, phòng ngự thiên hạ đệ nhất. Người chuyên nghiệp xuất chiêu bao giờ mà chẳng nhà nghề. Long Vương mới chỉ đứng ở đó thôi, đã tạo ra một áp lực khủng khiếp lên Tần Lạc rồi. Hai tay ông chống nạng, cả thân hình ông như bay lên khỏi mặt đất, râu tóc ông dựng ngược, hai mắt trợn lên trông hung hãn như một vị thần. Có lẽ để Long Vương diễn vai hung thần thì ông cũng chẳng cần hóa trang làm gì cho thừa. Chuẩn bị xong chưa? Long Vương sa sầm nét mặt xuống hỏi. Xong rồi, Tần Lạc run sợ đáp lại. Hắn biết Long Vương sẽ không giết mình, cũng biết rằng bây giờ có hai con đường bày ra cho hắn, một là chết hai là sống, nhưng bất luận thế nào cái khí thế của Long Vương cũng đã làm cho hắn sợ sởn cả gai óc rồi. Tần Lạc cảm thấy bất lực vô cùng, cứ như hắn làm bất cứ thứ gì cũng là sai vậy. Uỳnh! Long Vương đã xuất chiêu rồi. Nó giống y hệt với tính cách của ông, một lôi thần dáng thế. Một tay chống nạng, tay còn lại cầm nạng đâm thẳng vào ngực Tần Lạc không chút nương tay. Ông không hề lòe loẹt chiêu thức, mà thẳng trực tiếp đâm trực diện luôn. Chiêu thức của ông đơn giản mà bá đạo, mạnh bạo như lôi cuồng chớp giật, hung hãn vô song. Nếu như nói Tần Lạc khi đối diện với Ly thì còn có thể quay đầu chạy được, thì với chiêu thức này của Long Vương, hắn chỉ có mỗi một cách đó là... chờ chết. Đúng vậy, chờ chết. Bởi vì Tần Lạc đã cảm nhận được rõ ràng rằng, bất luận hắn làm cái gì đều vô dụng cả. Đỡ không nổi. Dùng chân đá cũng không xong. Quay lưng bỏ chạy, vẫn bị đâm trúng vào lưng. Dĩ nhiên, đứng yên thì lại bị đâm trúng vào ngực. Sự lựa chọn duy nhất của Tần Lạc đó là để cho Long Vương đâm vào ngực hay vào sau lưng mà thôi. Càng lúc càng gần. Gần đến quá mức cho phép. Hắn có thể cảm nhận được cây nạng đang xé gió đâm thẳng vào ngực của hắn. Hắn có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn cũng đang đau nhói trước mũi gờ đang áp sát tới gần kia. Tuy cậy nạng chưa đâm tới, nhưng đúng là hắn đã cảm nhận được sự đau đớn rồi. Hắn nhắm mắt lại. Tiếng xé gió của cây nạng biến mất, sự đau đớn cũng biến mất, thời gian như cô đọng lại, thế giới trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Vừa rồi hắn trông thấy cây gậy phóng tới như chớp giật, vậy mà bây giờ nó bỗng nhiên chậm hẳn lại. Hắn dường như thậm chí còn thấy cây nạng đanh nhích từng bước một đâm tới chỗ hắn, nó chậm như một con rùa vậy. Tốc độ cực chậm, chậm đến độ nực cười. Tần Lạc khẽ lách người sang một bên, thế là cái nạng đã đâm sượt qua người hắn một cách dễ dàng. Khi Long Vương đang định rút cây nạng lại, thì hắn đã đưa tay ra chộp lấy nó. Nếu như để cho Long Vương đâm tiếp một lần nữa, thì hắn sợ mình sẽ bị đâm chết mất. Ha ha ha! Tần Lạc không hề mở mắt ra. Nhưng tai của hắn nghe rõ mồn một tiếng cười ha hả của Long Vương. Sư phụ, Tần Lạc buông tay ra, nở một nụ cười tươi hết cỡ. Hắn thành công rồi. Hắn đã đỡ được tuyệt chiêu lôi đình nhất kích của Long Vương. Trên đời này đã có mấy ai làm được như hắn? Hoàng Thiên Trọng không, Tần Tung Hoành không, những người khác cũng không thể. Nghĩ tới bản thân hắn đã vượt qua hai tên đáng ghét này, Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng. Đàn ông thường hay sĩ diện. Chỉ cần so bì với nhau, bất kể là trên giường hay dưới giường, bọn họ đều quyết không thể thua kém đối phương. Trên giường có lẽ không thể so sánh được, nhưng bên dưới giường thì... Tần Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng để khiêu chiến rồi. Cảm giác thế nào? Long Vương rất hài lòng nhìn vào đứa đệ tử của mình hỏi. Nó giống như tất cả các thứ đều trở nên chậm lại. Tần Lạc cố gắng giải thích cảnh giới mà hắn vừa đạt tới, nó giống như đoạn phim quay chậm. Con chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đưa tay ra bắt được cái nạng của sư phụ rồi. Đúng đấy, chính là cảm giác đó đó. Long Vương vui mừng nói, đó không phải vì tốc độ của đối phương bị chậm lại, mà là vì tốc độ của con đã tăng lên. Tốc độ của con đã tăng lên ư? Tần Lạc về phương diện y học thì hắn học một biết mười, nhưng về mặt võ thuật thì hắn lơ ngơ ngu ngốc không thể tả nổi, đến cả một câu nói đơn giản như vậy mà vẫn ba ngơ như thằng ngố chả hiểu gì cả. Hắn chỉ biết là hắn đứng trơ ra như ông phóng, rồi sau đó đưa tay bắt lấy cái nạng thôi, chứ không hiểu tại sao tốc độ lại tăng nhanh cả. Quỷ ảnh, tốc độ nhanh như vậy,
thế mà con vẫn nắm bắt được tốc độ của hắn. Con có biết rằng trong cơ thể của người đại bộ phận động tác thực chất là không cần vận tới sức, nó sẽ loại bỏ hết những động tác dư thừa, mà lựa chọn những động tác đơn giản, hiệu quả nhất để tiến hành tự vệ. Thế giới này bất kỳ vật nào cũng đều có điểm đột phá của nó, hoặc ta có thể nói đó là điểm cảnh giới. Nó giống như chân ga của ô tô, động cơ của máy bay, hay là những tử huyệt trên cơ thể. Con đã học vật lý rồi chứ? Dạ chưa, Tần Lạc đáp lại gọn lỏn. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bỗng trái đất lên. Đây chính là điểm đột phá trong vật lý, chính con đã tìm ra được trạng thái này của con. Vì thế mà tốc độ của con đã tăng lên. Nhưng tại sao lại có chuyện như vậy? Tần Lạc không hiểu, lẽ nào vì hắn đẹp trai, nên mới có thể học được tuyệt chiêu cao cấp này. Nhưng Hoàng Thiên Trọng và Tần Tung Hoành cũng đâu có xấu trai đâu. Ta cũng không biết, Long Vương nói, nhưng ta có cảm giác nó liên quan tới dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn của con. Vâng, Tần Lạc tự chạy đi kê một chiếc ghế tới cho Long Vương, mời ông ngồi xuống nói chuyện, cứ bắt ông phải chống nạng như vậy, ông sẽ mệt, hắn tự thấy hắn vừa đẹp trai lại vừa chu đáo. Nhớ ngày trước, con có nói với ta rằng dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn sẽ làm cho sinh mạng sắp tiêu tán của cơ thể, tích tụ lại đan điền rồi lại lan tỏa ra cơ thể, có đúng như vậy không? Vâng, đúng ạ, chính bản thân con đã trải nghiệm nó, đúng là như vậy. Tần Lạc gật đầu nói, Ly lúc này cũng đứng dậy đi về phía Long Vương đứng nghe Tần Lạc giải thích. Khi trước Tần Lạc đã cảm nhận được cảm giác này khi giao đấu với quỷ ảnh. Hắn và Lệ Khuynh Thành những tưởng đã chết dưới tay của quỷ ảnh, hắn đã tuyệt vọng. Điều hy vọng cuối cùng của hắn chính là Hồng Phu. Nhưng nàng không xuất hiện, và hắn đành phải tự cứu lấy bản thân mình. Cũng chính vì lý do này mà bây giờ hắn mới sống sót đứng đây mà chuyện trò với Long Vương. Hoặc giả bạn cũng có thể cho rằng Tần Lạc đã gặp may. Bởi vì nếu như năm xưa hắn không gặp lão đạo sĩ truyền cho hắn dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn thì có lẽ. Tâm chưa chết, thì sinh cơ không bị tuyệt diệt, cái này bằng với việc con có tới tận hai sinh mạng lận. Hơn nữa dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn không chỉ là một môn võ dưỡng sinh, mà nó còn có tác dụng cân bằng, nâng cao thể trạng. Con có phát hiện ra không? Bất luận con gặp bất kỳ chuyện gì, động tác của con đã trở nên nhanh nhẹn hơn người thường rất nhiều. Nhanh hơn người thường, Tần Lạc quay đầu lại nhìn Ly. Ý của ta không phải nói Ly, mà là nói người thường. Long Vương biết là Tần Lạc đang muốn so sánh với Ly, nên ông lập tức dập tắt ngay cái ý nghĩ dở người này của hắn. Cái độ nhanh nhẹn này bản thân con cũng khó mà nhận biết ra được, nhưng người ngoài sẽ nhận ra được rõ ràng. Còn nữa, con có biết tại sao ta lại bảo Ly dạy cho con mấy chiêu phòng thủ không? Đó là sợ có người bắt nạt con ạ. Tần Lạc cười hề hề đáp. Long Vương nghe vậy chỉ lắc đầu cười nói, con nên biết rằng, con chẳng có thiên bẩm để luyện võ. Thậm chí còn kém xa cả đại đầu nữa. Tần Lạc nghe vậy mà buồn vô hạn. Hắn rất muốn nói với Long Vương rằng, sư phụ chẳng cần nói ra, con cũng biết mà, cần gì phải dìm hàng con thế. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm lại được. Như vì con từ nhỏ đã có dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn làm cơ bản, do vậy mà tố chất cơ thể cũng như phản ứng của con đã rất nhanh rồi, đây không phải là khả năng thiên bẩm của con, mà là một loại tâm pháp. Một loại tâm pháp rất có ích. Chấm, sư phụ nói tiếp đi ạ, Tần Lạc có cảm giác như hắn đúng là đang bị dìm hàng thật sự. Đây chỉ là một lý do, tuy về mặt võ công con không có thiên bẩm, nhưng con lại là bậc tài trong y học, lấy khí vận châm. Cái này không phải cứ có dấu bé thái ất thần châm dấu lớn là có thể làm được đâu, lẽ nào không có người thầy thuốc nào luyện khí công hay sao? Các lĩnh vực khác thì có lẽ ta không biết, nhưng trong trung y thì đúng là kỳ tài vô số, ít ra thì ta tin Dược Vương là người tu luyện cả về khí công lẫn châm pháp, y thuật lại cao siêu, nhưng ông ta có thể vận khí vào châm không? Hay là vẫn dựa vào kỹ thuật châm cứu để chữa bệnh? Tần Lạc đúng là chưa nghĩ tới vấn đề này, hắn cứ tưởng hắn may mắn hơn người khác. Vừa học được dấu bé thái ất thần châm dấu lớn lại học được dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn nên mới được như ngày hôm nay mà thôi. Nhưng, ngoại trừ dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cẩm dấu lớn ra, thì những loại khí công khác lẽ nào cũng không thể vận khí vào châm được hay sao? Ông nội chơi tiểu thái cực quyền mấy chục năm nay, liệu có được như hắn không? Thực ra, nhập thần chi cảnh chính là điểm đột phá của cơ duyên, vì thế mà con đã học được châm thứ 5 trong thái ất thần châm tại Thụy Điển. Chẳng qua lúc đó con chưa phát hiện ra, bởi vì con chỉ dùng nó đi chữa bệnh, chứ chưa bao giờ dùng nó đi bảo vệ hay giết người. Sư phụ, nói như vậy, tức là hiện giờ con đã rất lợi hại đúng không? Tần Lạc hồi hộp,
tim đập rộn ràng như gặp mối tình đầu vậy. Mình đã trở thành vô đối rồi, sau này gặp thằng Hoàng Thiên Trọng ở đâu, là phải tẩn nó ngay ở đó mới được. Lợi hại hay không thì ta không biết, Long Vương lắc đầu nói, nhưng cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất phòng ngự thì là chắc chắn rồi. Chương 1026, những lời mỉa mai đả kích của Ly. Thiên hạ đệ nhất phòng thủ, Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Nói theo cách khác thì trên thế giới này không có ai có thể đả thương mình nữa. Không sai, Long Vương gật đầu nói. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tin là con và quân sư mà bắt tay với nhau thì sẽ đánh bại được hoàng đế, chứ chỉ dựa vào một mình con hoặc một mình quân sư không thôi thì sẽ không làm được điều đó đâu. Một người thì tấn công không ai sánh bằng, nhưng phòng thủ thì lại quá yếu, còn một người thì lại phòng thủ khá tốt nhưng công lực lại không ra làm sao. Vì thế mà cho dù có đánh cả 3 ngày 3 đêm thì cũng không thắng nổi hắn ta. Nếu con muốn chủ động tấn công thì sao ạ? Tần Lạc hỏi. Nếu có người đến làm thương mình, thì có thể tự bảo vệ mình là một việc tốt, nhưng nếu mình muốn chủ động làm thương người khác, thì phải làm sao đây? Ly, con để nó thử xem sao. Long Vương nói với Ly. Ly lại một lần nữa đứng đối diện với Tần Lạc, Tần Lạc thấy khóe miệng nàng lại chảy chút máu thì đau lòng vô cùng. Ông già Long Vương này ra tay tàn nhẫn quá, đối với con gái nuôi của mình mà cũng không nương tay gì cả. Nghĩ tới đây thì Tần Lạc không khỏi có phần sợ hãi, nếu vừa rồi không có cách nào để né tránh được đòn của ông ta, thì mình không phải sẽ bị ông ấy đâm xuyên qua rồi ư. Tần Lạc, con dùng toàn lực để tấn công, Long Vương nói. Tần Lạc nghe thấy Long Vương nói vậy thì ra đòn hướng thẳng vào ngực Ly. Hắn vốn định đánh vào mặt cơ. Nhưng đôi mắt to tuyệt đẹp của nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn không tài nào xuống tay được. Nếu đánh vào phần bụng thì lại thấp quá, nói gì thì nói mình cũng không thể khom lưng xuống để đánh chứ. Điều đó không phù hợp với kiến thức tấn công thông thường, lại càng không phù hợp với nguyên lý lực học. Bốp! Quả đấm của Tần Lạc bị Ly tóm gọn lấy, nàng trừng mắt nhìn Tần Lạc, như thể đang chất vấn hắn xem rốt cuộc là muốn đánh vào đâu vậy. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, dùng lực đi chứ. 3 ngày con chưa ăn cơm à? Long Vương hét lớn. Ly buông lỏng tay Tần Lạc ra, ý bảo hắn tấn công lại lần nữa. Lần này thì Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi, dốc hết sức mình tung chưởng đánh vào mặt Ly, không cho đánh vào ngực thì đánh vào mặt vậy. Bốp! Lần này vẫn không thành công, Ly lại một lần nữa tóm được cổ tay Tần Lạc. Tần Lạc vẫn còn muốn thử, nhưng bị Long Vương hét ngừng lại. Không cần phải thử nữa đâu, Long Vương nói. Kết quả đều như nhau cả thôi. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tần Lạc hồ nghi hỏi. Sư phụ không phải nói rằng tốc độ của con đã gia tăng, có thể bỏ được những động tác dư thừa rồi đó sao? Đúng là ta đã nói như thế. Long Vương gật đầu nói. Nhưng hiện giờ con đã tìm được cảm giác ban nãy của mình chưa? Tần Lạc nghĩ ngợi một lúc, quả đúng là chưa tìm được cái cảm giác đó thật. Thử lại lần nữa, Tần Lạc nhắm mắt lại. Long Vương cười mắng. Tên tiểu tử này đúng là nóng vội. Nhắm mắt lại rồi thì tấn công kiểu gì đây? Thế thì phải làm sao ạ? Làm sao chứ? Cứ đợi thôi, ta chỉ nói con là thiên hạ đệ nhất phòng thủ, chứ có nói con thiên hạ đệ nhất tấn công đâu. Long Vương nói. Vì sao vừa rồi ta bảo Ly dốc toàn lực tấn công, nhất định phải dùng những chiêu có độ sát thương lớn để đối phó với con chứ? Đó là vì ta muốn nó dùng sát khí để ép con phải dùng cái tiềm năng của mình. Nếu ta đoán không lầm, thì trạng thái này của con chỉ xuất hiện khi nào tính mạng gặp nguy hiểm thôi, chứ bình thường thì khó mà tìm ra được cái cảm giác đó. Như thế thì thật nhạt nhẽo, vô vị quá. Tần Lạc cảm thấy ảo não vô cùng, chỉ có thể phòng thủ mà không tấn công được thì còn gọi gì là ngộ đạo nữa chứ. Nhạt nhẽo, vô vị, Long Vương cười lạnh nói. Con có biết là có thêm một mạng sống ở trên chiến trường nó có ý nghĩa gì không? Con như thế là độc nhất vô nhị trên thế giới này rồi, con còn chưa thấy thỏa mãn ư? Tần Lạc nghe vậy thì hề hề cười nói, sư phụ, vậy sư phụ có cách nào giải quyết được vấn đề này không? Chứ cứ phòng thủ mãi thế này cũng không phải là biện pháp hay. Gia tăng khả năng tấn công lên, có lẽ đến một ngày nào đó con sẽ lĩnh hội ra được và làm chủ được mình, kết hợp tốc độ của phòng thủ và cảm giác vào việc tấn công. Đến lúc đó, thì con sẽ không đơn thuần là một thiên hạ đệ nhất phòng thủ nữa. Chỉ có thể từ từ nếm trải thôi, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Không nên vội vã, trẻ tuổi mà có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi. Như thế cũng là đã có thể tự bảo vệ lấy mình được rồi, cho dù Ly có theo kịp được tốc độ của quỷ ảnh thì vẫn chịu thiệt, vậy mà con còn có thể sống sót trở về, đã thế còn cho hắn ta vài bạt tai nữa chứ,
việc này mà đồn ra ngoài thì con sẽ trở thành người nổi tiếng thế giới đấy. Thôi cái danh tiếng này không có thì hơn, Tần Lạc cười nói, nếu lại có người tìm đến nữa thì con phải làm sao đây? Phòng thủ dù có lợi hại đến mấy, nhưng khả năng tấn công là không thì cũng chẳng có cách nào để đánh bại đối thủ được cả. Từ y sang võ, từ võ sang đạo, đây là lý hiển nhiên, có thể người khác không làm được nhưng con thì có thể. Từ y sang võ, y ở đây tức là trung y, giả sử con nắm vững như lòng bàn tay, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch và huyệt vị lớn nhỏ toàn thân, thì con thử nghĩ xem, một người như vậy mà học võ thì sẽ đạt hiệu quả ra sao? Người khác đánh ra một đòn một cách mù quáng làm sao hiệu quả được bằng được họ đánh có chủ định chứ? Tần Lạc gật đầu, chăm chú nghe và hết sức tán thành lời của Long Vương. Vì bản thân hắn cũng hiểu rất rõ cái đạo lý này, hắn đã quá quen với những chỗ cứng cáp nhất của xương cốt và công hiệu của các huyệt vị trên cơ thể. Hắn muốn một người nào đó sống, thì người đó sẽ được sống. Hắn muốn một người nào đó phải chết thì đó cũng chỉ là một việc còn con mà thôi. Hắn muốn một người nào đó nửa sống nửa chết, thừa sống thiếu chết hay té xỉu tê liệt gì đấy thì đều có thể dễ dàng làm được, hơn nữa còn nắm chắc trong tay nữa. Vậy từ võ sang đạo thì sao ạ? Tần Lạc hỏi. Từ võ sang đạo thì có phần hơi khó, hầu hết mọi người đều dừng lại ở cảnh giới này. Đạo là gì, chẳng có ai biết được cả. Sư phụ Huyền Cơ Tử cả đời đi tìm đạo mà không thành, có vô số cư sĩ hoặc ẩn cư ở rừng rậm núi cao hoặc đi hết nơi này đến nơi khác cũng là vì muốn nhận thức được đạo. Đạo, pháp, tự nhiên, tìm được một trong số đó thôi, thì hiệu quả của nó vô cùng lắm. Có vẻ hư ảo quá, Tần Lạc nói, cái gọi là đạo này, thật là mơ hồ. Con nói thiên đạo hư ảo, vậy sao vẫn có bao nhiêu người đi tìm nó thế? Con nói Phật pháp vô căn, thế mà có bao nhiêu hòa thượng trong thiên hạ vẫn tu nhân quả, chẳng lẽ họ đều hơn con hết hay sao? Tần Lạc á khẩu không nói được lời nào. Đúng vậy. Những việc mà ta cho nó là dễ mà đáng khinh rẻ thì người khác lại coi nó như một việc to lớn cần phải theo đuổi suốt cả đời vậy. Cho dù là những tài tử hòa hoa phong nhã hay những tay cáo giả trên chốn quan trường, làm sao có thể tinh tường được như người tu hành được, như vậy sao có thể nói những người tu hành là kẻ ngu được. Nếu bọn họ không ngốc, thì sao lại dành cả một đời để tìm đạo, dành cả đời để lễ Phật? Có ai tìm ra chưa ạ? Tần Lạc hỏi. Phật là gì? Đạo là gì? Con không biết thì làm sao có thể tìm ra được. Đối với đại đa số người mà nói thì chẳng qua họ cũng chỉ là muốn khỏe mạnh, sống lâu hơn một chút mà thôi. Tần Lạc nói. Long Vương cười nói, con có biết người tên là Lý Khánh Viễn không? Con biết ạ, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn cảm thấy hết sức hứng thú với con người này, không những thế còn đã từng nghiên cứu qua rồi nữa. Chỉ có điều là tư liệu tìm thấy hơi ít, hắn cho rằng do người đời sau thêu dệt nên là nhiều. Nên vẫn có thái độ hoài nghi đối với cuộc đời và sự nghiệp của ông ta. Một kỳ tài cuối đời nhà Thanh đầu dân quốc, ông ta cũng xuất thân từ trung y, rồi từ y sang võ, am hiểu đạo lý dưỡng sinh. Ông nhận được phần thưởng đặc biệt từ chính phủ bởi những thành tựu kiệt xuất trong nghề trung y dược của mình vào năm ông 100 tuổi. Khi ông 200 tuổi thì ông vẫn vào trong trường đại học dạy học. Lý Khánh Viễn cả đời lấy tổng cộng 24 người vợ, con cháu đầy nhà. Vậy đạo của ông ta là gì đây? Dưỡng sinh, Tần Lạc nói. Không sai, đạo dưỡng sinh cũng là thiên đạo. Lý Khánh Viễn thọ 256 tuổi, trường hợp về độ trường thọ và phương pháp dưỡng sinh của ông cho đến tận bây giờ vẫn được gìn giữ cẩn thận và phục vụ cho người đời sau học tập. Lẽ nào trường thọ không phải là thiên đạo ư? Tần Lạc vừa gật đầu đồng ý, vừa ngầm suy ngẫm. Vị tiền bối này sống tổng cộng là 256 tuổi, lấy đến 24 người vợ, tương đương với 10 năm đổi một người. Tần Lạc tính nhẩm số hồng nhan chi kỷ bên cạnh mình thì không khỏi xấu hổ vô cùng. Đúng là mọi sự so sánh đều là khập khiễng. So với lão tiền bối họ Lý cùng hành nghề y này, thì mình thuộc vào hạng cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn cần tiếp tục nỗ lực. Tần Lạc đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi, bèn lên tiếng, sư phụ, sao bỗng dưng sư phụ lại nói chuyện này với con? Hắn nhớ Long Vương là một người rất thực tế. Hiếm khi nói những chuyện thần bí như thế này với người khác, hôm nay đúng là có chút khác thường. Vì ta muốn nói với con, nỗ lực từ bây giờ vẫn chưa coi là muộn đâu. Phía trước vẫn còn một tiền đồ rộng lớn đang đứng đợi con. Long Vương nói với giọng răn dạy. Ông quả thật là rất yêu quý tên đồ đệ này, nếu không hôm nay đã không nói nhiều với hắn như thế. Nghe nói hắn suýt chút nữa bị người ta giết chết, Long Vương thực sự là đã nổi giận lôi đình, chưa bao giờ thấy ông giận đến thế. Nhưng ông giờ đây hai chân bị liệt,
những việc mà ông có thể làm là hết sức có hạn, không những thế ông đã rời khỏi Long Tức, nên không thể nào trực tiếp điều động thành viên của Long Tức đi bảo vệ cho hắn. Vì thế nên việc mà ông có thể làm hiện giờ đó là cất nhắc hắn, nhắc nhở hắn, cho hắn một tương lai tốt đẹp. Thật ra thì những việc này đợi bản thân hắn tự hiểu được ra thì vẫn tốt hơn, nhưng Long Vương quả thật là không thể đợi chờ thêm được nữa. Tần Lạc cảm nhận được sự quan tâm của Long Vương đối với mình, liền nói, sư phụ cứ yên tâm. Con sẽ bảo vệ cho mình thật tốt, lần này bọn họ không làm thương được đến con, thì lần sau cũng vậy thôi. Nói hay lắm, Long Vương cười nói, còn sống thì mới là đồ đệ của ta, còn chết đi rồi. Thì chỉ còn là một người đã chết mà thôi. Sau khi bước ra từ tiểu viện của Long Vương, thì Tần Lạc nói với Ly và Giê-xu, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đi theo hai người để học thêm về khả năng áp sát, tấn công ở cự ly gần. Từ y sang võ, sau đó sẽ từ võ sang đạo. Ly gật gật đầu nói, nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm như thế. Em cũng nghĩ như thế à? Tần Lạc nhìn Ly với ánh mắt kinh ngạc nói. Ngày trước nếu hắn mà nói vậy thì Ly sẽ lập tức lên tiếng mỉa mai, công kích hắn. Ấy vậy mà hôm nay đột nhiên lại đổi tính đổi nết rồi ư? Lẽ nào là vì nàng cho rằng hôm nay mình xui xẻo quá rồi nên không đành lòng làm tổn thương mình thêm nữa? Tất nhiên rồi, nhập đạo rồi thì có thể lấy 24 người vợ mà. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cổ nhân đã nói như vậy. Chương 1027, cú điện thoại của bọn cướp. Tấn công, Tần Lạc lớn tiếng hét. Giê-xu giang rộng hai tay ra rồi xông đến từ bên trái. Anh ta còn chưa giơ nắm đấm ra thì khuôn mặt anh tuấn của anh ta đã phải chịu một cái bạt tai đau điếng. Tấn công, Tần Lạc lại một lần nữa hét lên. Lần này Giê-xu nghiến răng xông đến từ bên phải. Cũng giống như lần trước, bên mặt phải của anh ta ăn một bạt tai rắn chắc. Lần này không được đánh vào mặt đâu đấy. Giê-xu lấy tay che kín mặt nói. Tên Tần Lạc này cũng thật đều, lần nào cũng bắt đầu câu chuyện với người ta ở trên mặt. Giê-xu còn định hẹn Lữ Hàm Yên đi uống cà phê trong một hai ngày này cơ. Giờ thế này thì còn mặt mũi nào mà đi gặp người đẹp nữa chứ? Tần Lạc đồng ý một cách sảng khoái. Đối với hắn mà nói thì đánh ở đâu cũng như nhau cả, chủ yếu là có người để hắn tìm lại cảm giác và phát tiết cho hả cơn giận nữa. Đến giờ mà vẫn không liên lạc được với Tần Lam, bạn bè và công nhân viên ở Mỹ cũng đều đang tìm kiếm giúp, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Hắn lại không thể chủ động liên lạc với mấy người quỷ ảnh, kim đồng, nên chỉ có thể ngồi mà đợi bọn họ tự gọi điện tới cho mình, à. Nếu đó là chờ đợi người mình yêu thương thì việc chờ đợi sẽ là việc hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng nếu là chờ đợi tin tức của người thân bị bắt cóc thì đó quả thực sẽ là một cực hình tàn khốc nhất trên thế gian. Đó là một cảm giác đứng ngồi không yên đến từng giây từng phút, như thể là dùng thời gian để mà cứa từng nhát dao trên da thịt mình vậy. Vì vậy mà hắn muốn dùng một việc gì đó để hướng suy nghĩ của mình sang chuyện khác. Giê-xu quyết định lần này sẽ tấn công từ phía trước luôn. Anh ta không tin cậu con trai bé nhỏ ngày nào bị đánh bại một cách dễ dàng mà giờ đột nhiên lại trở nên vô địch như ăn phải đại hoàn đơn của thiếu lâm vậy. Anh ta là Giê-xu chứ không phải ai khác, ngày trước còn là một sát thủ đỉnh nhất nhì trong giới sát thủ. Chẳng nhẽ đến một nhân vật như thế này mà lại không có cách nào đối phó lại được hay sao? Toàn thân Giê-xu áp sát xuống dưới, lao đến với một tốc độ được phát huy tới cực điểm của mình. Hơn nữa, tay phải khẽ rung lên, thanh nhuyễn kiếm cũng được rút ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Mũi kiếm rung lên, nhất kiếm tam hoa, chỉ thẳng vào người Tần Lạc, đây đã là trong những tuyệt kỹ tất sát của anh ta rồi. Lần này, anh ta thực sự đã coi Tần Lạc như đối thủ, như tình địch của mình. Anh ta biết làm vậy cũng có phần mạo hiểm, nhưng... nhưng đây là yêu cầu mà đối phương tự đề ra mà. Là Tần Lạc đã hết lần này đến lần khác muốn anh ta phải đánh hết mình, phải xuất ra những chiêu thật hiểm hóc với hắn. Nếu anh ta vẫn cứ né tránh, thì đó không khác gì là đang sỉ nhục người khác và cũng là sỉ nhục chính bản thân mình nữa. Ly nãy giờ vẫn đứng ở một góc tường quan sát với con mắt thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lúc này nàng bỗng trở nên lo lắng, nàng giữ chặt chiếc phi đao trong lòng bàn tay mình. Nàng biết độ nguy hiểm của chiêu này, cho dù là mình thì cũng không thể nắm vững được việc né tránh 100%. Nếu không khống chế được tình hình, thì nàng cũng không ngại phi luôn nhát dao vào người Giê-xu, trước khi thanh nhuyễn kiếm của Giê-xu đâm vào ngực Tần Lạc. Nếu làm vậy, thì cho dù Tần Lạc không có cách nào né được mũi kiếm của Giê-xu, thì Giê-xu trong tình trạng bị trọng thương cũng không thể đâm vào người Tần Lạc với một lực lớn được. Như thế cũng đồng nghĩa với việc, Tần Lạc sẽ bị thương,
nhưng không phải là vết thương chí mạng. Không xong rồi, Giê-xu thầm kêu lên. Vì bóng dáng Tần Lạc đột nhiên biến mất. Hoặc có thể nói rằng, mục tiêu mà anh ta ngắm nãy giờ đã rời khỏi vị trí. Ba điểm tấn công lần này của anh ta đều nhằm vào ngực Tần Lạc, bất luận là điểm nào thì hắn đều khó mà chạy thoát mới đúng chứ. Nhưng, thực tế lại không là như thế, Tần Lạc đã biến mất. Thanh trường kiếm đâm thẳng vào không khí mà không phải chịu bất kỳ chướng ngại vật nào, giờ thu chiêu lại đã không kịp nữa rồi. Lần này, mặt của Giê-xu lại phải chịu thêm một cái bạt tai nữa. Lúc này toàn thân Ly mới có phần thả lỏng hơn, chỉ cần là Tần Lạc đánh vào mặt người khác thì chẳng làm sao cả. Một không khí yên lặng đến chết chóc. Một lát sau, Giê-xu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Anh ta đút thanh nhuyễn kiếm vào bao ở eo mình, sau đó chỉ tay vào Tần Lạc chửi, hèn hạ, vô liêm sỉ. Đã nói là không được đánh vào mặt nữa, sao anh vẫn còn cố đánh vào mặt tôi? Anh cố ý phải không? Chắc chắn là anh cố ý làm vậy rồi. Anh cho rằng tôi đẹp trai hơn anh nên anh muốn hủy hoại dung nhan của tôi. Tần Lạc cười khổ, hắn nhìn vào bàn tay đỏ lựng của mình và nói với vẻ có lỗi. Kỳ thực là tôi cũng muốn đổi mục tiêu tấn công cơ, nhưng tôi phát hiện ra rằng, nếu tôi tấn công vào bộ phận khác thì sẽ rất tốn thì giờ, kéo dài các bước tấn công. Nên đánh vào mặt là đơn giản, tiện lợi và thuận tay nhất. Một chốc một lát khó mà sửa được, hay là chúng ta luyện tiếp xem sao? Không luyện nữa, Giê-xu từ chối một cách dứt khoát. Nếu anh muốn luyện tiếp thì tìm Ly mà luyện, mà sao anh không tìm cô ấy chứ? Vì cô ấy là phụ nữ mà, Tần Lạc ngại ngùng giải thích, đánh vào mặt phụ nữ thì có vẻ không được thích hợp cho lắm. Ồ, lạy Chúa, Giê-xu thực sự đã bị tổn thương quá mức, nhưng tôi cũng là đàn ông mà. Tôi là Giê-xu, một Giê-xu đứng trong bảng xếp hạng top 30 của thế giới đấy, anh cứ đánh vào mặt tôi thế này. Nếu mà để người trong nghề biết được thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người ta đây? Không thể có chuyện đó được, Tần Lạc nói, bọn họ sẽ không bao giờ biết chuyện đâu. Nghĩ ngợi một lát, Tần Lạc lại tiếp, nếu chẳng may mà để cho họ biết được, thì anh cứ nói là quỷ ảnh cũng bị tôi đánh như thế. Danh tiếng của quỷ ảnh chắc là hơn hẳn anh rồi phải không? Như thế thì mọi người chỉ có thể chê cười anh ta chứ cơ không chê cười gì anh đâu. Giê-xu hứ lên một tiếng nói. Danh tiếng của anh ta lớn là vì anh ta đi theo một ông chủ có tiếng. Hề hề, cho dù là một con chó ở bên cạnh hoàng đế thì cũng khá là có tiếng đấy. Tần Lạc nhìn Giê-xu rồi tủm tỉm cười nói, nếu tôi mà đánh bại được hoàng đế thì sẽ thế nào nhỉ? Tần Lạc quả thật là rất hối hận vì lúc đó không kéo theo Giê-xu vào bên trong tiểu viện của Long Vương, vì nếu làm thế thì anh ta sẽ biết được sự kỳ vọng của Long Vương vào mình nó lớn như thế nào. Nếu đúng là sẽ có một ngày như thế thì sao? Tần Lạc hỏi. Nếu thế thì, Giê-xu nhìn Tần Lạc với ánh mắt sáng quắc, nói, anh sẽ thành một ông hoàng mới. Anh có quyền xây dựng một trật tự mới ở một thế giới khác. Tần Lạc cười cười, nói, tôi chẳng hứng thú gì đối với cái gọi là ông hoàng mới đó cả, nhưng tôi thích cái biệt hiệu, hoàng đế, này. Tần Lạc cảm thấy cái tên, hương soái, so với cái tên, hoàng đế, này của người ta quả là kém quá, đến cả cuồng nhân. Và Chí công tử cũng tồn tại cả một khoảng cách lớn. Hương soái tức là vừa nho nhã lại vừa đẹp trai, nghe như mình là một tên công tử bột không học không hành không nghề nghiệp gì vậy. Tần Lạc cảm thấy cái biệt hiệu này có vẻ hợp với văn nhân chiếu hơn. Còn mình thì, dùng cái danh, hoàng đế, là thích hợp nhất. Hơn nữa, hoàng hậu là quân sư, vì vậy mà hoàng đế có thể không phải là mình, nhưng cũng không thể là một tên người châu Âu chứ. Nếu anh thực sự có thể đánh bại được hoàng đế, thì bọn họ sẽ khen ngợi con mắt nhìn người của tôi, vì tôi là người đầu tiên đi theo anh, nếu có một ngày đó thật thì tất cả những lời lăng mạ và sỉ vả tôi sẽ biến mất hoàn toàn. Giê-xu là một sát thủ mà từ bỏ nhiệm vụ ám sát của mình để trở thành vệ sĩ cho chính mục tiêu ám sát của mình, đây là một việc có một không hai trên đời này, và cũng là một nỗi sỉ nhục trong giới sát thủ. Sẽ có vô số sát thủ coi Giê-xu là cái gai trong mắt, cho rằng anh ta đã làm nhơ bẩn cái nghề sát thủ vĩ đại này. Mặc dù người ngoài chẳng có thiện cảm gì cho lắm đối với cái ngành nghề này, nhưng những người trong ngành thì coi đây là một niềm kiêu hãnh, vô cùng thần thánh. Vì vậy mà có không ít sát thủ thậm chí còn không tiếc tính mạng của mình để tìm đến giết anh ta. Nhưng Giê-xu quả thực là rất mạnh, nên những người yếu hơn anh ta thì khó mà đấu nổi với anh ta, còn những người mạnh hơn thì chưa chắc đã có cơ hội chạm mặt với anh ta. Vì dù gì thì ngày thường mọi người rất bận rộn. Tần Lạc hiểu được những áp lực và những lời chửi rủa từ những người khác mà Giê-xu phải chịu đựng, hắn dùng tay vỗ vỗ lên vai của Giê-xu,
cười hỏi, nếu anh cho rằng cuộc sống hiện tại của anh trở nên phong phú và hạnh phúc hơn, thì sự lựa chọn của anh là đúng đắn đấy. Người khác không thay thế được anh và cũng không thay đổi được anh. Giê-xu cũng nhếch mép cười cười, nói, điều đáng ăn mừng đó là giờ đây tôi đã có thời gian để hưởng thụ trò chơi tình ái. Hai bên má anh ta sưng đỏ, mũi còn bị kim đồng đánh cho gãy xương, bên trên vẫn còn dán một miếng băng gạt dày cộp, vì vậy mà nếu luận về sắc đẹp trong lúc này thì Tần Lạc lúc này đúng là có phần nhỉnh hơn anh ta. Tần Lạc nhìn Ly hỏi, em có muốn thử một chút không? Được, Ly nói, anh tấn công tôi đi. Hay là nghỉ một chút đã đi, Tần Lạc chỉ có thể bỏ dở ở đó. Hắn cho rằng Ly hôm nay có vẻ nóng nảy, vội vàng, hắn đoán chắc, chỉ cần có cơ hội một cái là người phụ nữ này sẽ đánh cho hắn một trận tơi bời khói lửa, hay là nàng đến tháng rồi nhỉ? Trời đất chứng giám, nếu có thể đánh lại được Ly thì hắn chỉ muốn đè nàng xuống đất mà đả cho một trận thôi. Đúng vào lúc này thì chiếc di động của Tần Lạc vang lên. Tần Lạc sau khi nhìn dãy số hiện lên trên màn hình thì sắc mặt càng trở nên khó hiểu hơn. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? Tần Lạc nhấn nút nghe rồi trầm giọng hỏi. Là Tần Lạc tiên sinh phải không? Một giọng đàn ông khàn khàn truyền đến. Giọng nói của đối phương rất kỳ lạ, rõ ràng là đã dùng một loại chỉnh âm tu sửa qua rồi. Là tôi đây, Tần Lạc nói. May mà hắn ta dùng tiếng Trung để nói chuyện, nên mình cũng đỡ phải tìm phiên dịch làm gì cho mệt. Trong tay chúng tôi có một người, tôi chắc rằng anh sẽ rất có hứng thú đấy. Trong tay tôi cũng có một người, tôi cũng chắc là mấy người cũng rất có hứng thú đấy. Cô ấy là cô của tôi, đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có trợ giúp gì là to lớn lắm, mà chắc cũng chẳng có tác dụng gì lớn đối với các anh, nhưng chúng tôi lại có quan hệ huyết thống với nhau. Cô gái trong tay tôi rất đẹp, hơn nữa thân thủ lại không tồi, cô ấy sẽ làm được không ít việc cho các anh đâu đấy. Tôi nghĩ các anh nhất định là rất muốn tiến hành vụ trao đổi này thì phải. Anh đã thuyết phục được tôi rồi đấy. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói. Đem theo ngọc nữ đến Mỹ. Chúng ta trao đổi con tin. Chương 1028, sống sót trở về. Đi Mỹ, mày coi tao là thằng ngu à? Tần Lạc chửi thầm trong bụng. Bọn người này cũng nham hiểm thật, bảo mình dẫn theo con tin đến Mỹ, một mình lạ nước lạ cái. Đến lúc đó không phải là cứ để mặc cho bọn chúng thích làm gì mình thì làm ư. Không được, mấy người hãy đến Trung Quốc, Tần Lạc nói. Anh bắt buộc phải tới Mỹ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng cố chấp không kém. Hoàng đế có bát đại chiến tướng, còn Tần Lạc chỉ có một người cô mà thôi. Thằng danh này xuất thân từ ngành bảo hiểm chắc, biết có kè mặc cả gớm. Tần Lạc lúc này thật sự là rất có cảm tình với Hồng Phu. Nếu tất cả những người làm ăn trên thế gian này đều dễ lừa như nàng thì tốt biết mấy. Tôi muốn nghe giọng cô tôi trước, Tần Lạc nói, hắn có phần sốt ruột rồi, còn chưa kiểm hàng mà đã đàm phán với người ta thì chẳng phải đã đi ngược lại với nguyên tắc giao dịch rồi sao? Không thành vấn đề, người đàn ông nói xong thì Tần Lạc liền nghe thấy tiếng bước chân người đi đến. Tiếp đó thì từ đầy dây bên kia truyền lại giọng nói của Tần Lam, Tần Lạc. Tần Lạc, là cháu đó sao? Cô ơi! Là cháu đây, tâm tình của Tần Lạc cũng có phần xúc động, cuối cùng thì cũng tìm thấy tung tích đồng thời xác định được cô vẫn còn sống. Cô hiện giờ ra sao rồi? Bọn chúng có làm thương tổn gì đến cô không? Cô không sao đâu, Tần Lạc, để cho cô nói cho cháu biết đã, nói thế nào thì nói cháu nhớ là đừng có tới đây. Tần Lam còn chưa nói dứt lời thì điện thoại đã bị người ta cướp mất. Tần tiên sinh, thời gian trò chuyện tâm tình đã hết rồi. Còn bây giờ đến thời gian bàn bạc giữa chúng ta, trong vòng một tuần anh hãy dẫn theo ngọc nữ đến Mỹ. Không nên kháng cự, kiểu gì thì anh vẫn phải tới đây. Một là anh đến để đổi lấy người thân vẫn còn sống sót của mình, hai là đến để nhặt xác người thân mình về. Không được, mấy người bắt buộc phải tới Trung Quốc, Tần Lạc cứng cổ nói. Tôi cũng cho mấy người thời hạn là một tuần, dù gì thì mấy người cũng sẽ tới. Một là dùng cô của tôi để đổi lại ngọc nữ. Một người rất có tác dụng đối với mấy người. Hai là, mấy người sẽ lượm xác cô ta ở bên bờ sông của thành phố. Ngày thường tôi cũng khá là kiên nhẫn đấy, nhưng khi tức giận thì lại là ngoại lệ. Tôi sẽ không ngại gì nếu anh giết cô ta. Người đàn ông nói xong câu này liền cúp máy, từ đầu dây bên kia truyền lại những tiếng tít tít không ngớt. Tần Lạc vẫn giữ ống nghe một hồi lâu, nhưng cuối cùng thì vẫn không chịu nổi mà chửi thề, mà mẹ chúng mày chứ. Ly thấy vẻ mặt của Tần Lạc bất ổn liền bước lại gần hỏi, có chuyện gì thế? Bọn chúng gọi điện đến, nói rằng cô của tôi ở trong tay chúng. Rồi sao nữa?
bảo tôi đem theo con tin đến Mỹ để trao đổi. Không được, Ly nói, phải bảo bọn chúng đến Trung Quốc. Tôi cũng đã nói thế rồi. Bọn chúng đồng ý chưa? Bọn đề nghị tôi giết luôn con tin đi. Lý há hốc miệng kinh ngạc, cuối cùng cũng không nói ra được lời nào nữa. Nếu không phải vì mình là con gái thì nàng cũng muốn chửi thề một câu cho bõ tức. Chúng ta không thể đến Mỹ. Giê-xu bước lại gần nói. Hoàng đế hiện giờ đang đem theo người khai thác thị trường Mỹ, có thể bản thân hắn ta cũng đang ở Mỹ cũng nên. Nếu chúng ta đến đó, thì bọn chúng chắc chắn sẽ mượn tay hoàng đế để giết chết chúng ta. Tới lúc đó bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta có khi đến cơ hội phản kích cũng không có nữa. Tất nhiên là tôi biết làm thế là không được, Tần Lạc nói, nhưng nếu không đi thì cô tôi sẽ làm sao bây giờ? Giê-xu và Ly chỉ biết nhìn nhau, cả hai đều không nghĩ ra cách gì tốt hơn cả. Tần Lạc thấy mình vẫn không thể nào tàn nhẫn được bằng người ta. Người ta có thể nói ra câu, tôi sẽ không ngại gì nếu anh giết cô ta, nhưng mình liệu có thể nói ra được không? Nếu bọn chúng đúng là sẽ giết cô mình thì phải làm sao đây? Biết ăn nói với ông nội, bà nội, với cha mẹ ra sao? Biết ăn nói với bối bối thế nào? Thấy vẻ mặt uể oải của Tần Lạc thì Ly bước tới rực rực áo hắn. Gì thế? Tần Lạc nhìn nàng hỏi. Lại đây, Ly nói. Nói xong, bèn bước thẳng đến phòng của Tần Lạc. Tần Lạc ngẩn hết cả người. Chẳng lẽ nàng lại muốn dùng thân thể của nàng để an ủi mình ư? Nhưng, giờ mình đâu có tâm trí để làm chuyện đó chứ? Tần Lạc cho rằng mình nên đi theo nàng vào trong và nói cho rõ ràng, tâm trạng hiện giờ của mình rất tệ, không thể lấy đi lần đầu tiên của nàng trong tình huống như thế này được. Tần Lạc có thể nhìn ra được là Ly vẫn còn là một cô gái còn trinh. Mặc dù tính khí của nàng có phần nóng nảy, tính cách lạnh lùng, khó gần, ra tay thì tàn nhẫn, ác độc, mông xẹp, ngực lép một chút. Nhưng nàng vẫn là một cô gái tốt. Đợi sau khi Tần Lạc vào trong rồi, thì Ly nói, đóng cửa lại. Tần Lạc đóng cửa đâu vào đó rồi thì lại càng cảm thấy bủn rủn chân tay hơn. Ly, tôi thấy rằng. Thầy cái gì? Ly nhìn Tần Lạc với ánh mắt khó hiểu nói. Em muốn làm gì vậy? Tần Lạc nuốt nước bọt đánh ực một cái, hỏi. Quân sư đang ở Mỹ. Ly thấp giọng nói. Sao cơ? Tần Lạc vẫn chưa nghe rõ. Tôi nói là, quân sư đang ở Mỹ. Ly lườm Tần Lạc một cái, lần này nàng nói to hơn trước một chút. Có thể bảo chị ấy hỗ trợ tìm kiếm tin tức của cô anh xem sao. Nếu tiện thì cứu luôn cô ấy ra cũng được. Em có thể liên lạc với cô ấy được không? Tần Lạc vui sướng hỏi. Bây giờ thì hắn mới hiểu vì sao mà Ly lại cẩn thận như vậy rồi. Long tức là vũ khí lợi hại của nước nhà, mỗi một thành viên trong đó đều là bảo bối của đất nước. Việc bọn họ đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đều thuộc vào hàng bí mật cao cấp nhất, không có ai có thể tiết lộ hành trình của họ một cách dễ dàng, vì làm vậy sẽ tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ của bọn họ, không những thế còn có nguy hiểm về tính mạng nữa. Vì thân phận của Ly đặc biệt, nên nàng có thể biết được vị trí của quân sư. Hơn nữa trong tay hắn còn có cả minh bài của người sáng lập ra Long Tức. Nếu không thì việc làm này của Ly sẽ thuộc vào loại nghiêm trọng vi phạm kỷ luật quân đội. Cứ nghĩ đến những việc mà cô nhóc này làm cho mình thì Tần Lạc lại nghĩ, cho dù nàng có đưa ra yêu cầu gì quá đáng đối với mình đến mấy, thì hắn cũng chẳng có lý do gì mà đẩy nàng ra cả. Được, Ly đáp. Nếu mà tiện thì bảo cô ấy nghe ngóng giúp nhé, Tần Lạc nói. Ly liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, chị ấy sẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ anh đâu. Vì sao vậy? Chị ấy nợ anh một tính mạng mà. Lại còn có chuyện thế nữa. Thái công dân tức giận. Thở hổn hển nói, đúng là ức hiếp người quá đáng. Tôi sẽ gọi cho Bộ Ngoại giao ngay bây giờ, bảo họ đưa ra kháng nghị với phía bên Mỹ, đến cả độ an toàn của công dân chúng ta mà họ còn không bảo vệ được, thì còn nói gì đến chuyện hợp tác khác nữa. Lão lãnh đạo đừng tức giận, Tần Lạc nhanh chóng trấn an Thái công dân, vì bệnh của ông còn chưa khỏi, mặc dù vẫn uống đều đặn thuốc điều dưỡng mà Tần Lạc kê cho, nhưng nếu muốn ngăn chặn tận gốc thì cũng không phải việc dễ dàng gì. Nói gì thì nói. Bệnh tiểu đường vẫn là một trong 10 bệnh tật khó phá được nhất trên toàn cầu. Nếu tâm trạng thay đổi quá mức sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của ông, rất dễ khiến cho ông lại té xỉu một lần nữa. Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt để ông tiến lên phía trước, không thể lại để xảy ra sự cố như lần trước được. Hậu vệ đông đứng ở gian ngoài sau khi nghe thấy động tĩnh bên trong thì vội vàng bưng nước ấm đến. Thái công dân sau khi uống vào ngụm nước thì tâm trạng mới bình ổn trở lại. Nói, sao có thể không tức giận được cơ chứ? Ai gặp phải chuyện như thế này thì đều tức cả.
nếu cậu đã tìm đến tôi thế này thì có nghĩ là cậu đã có biện pháp rồi phải không? Cậu nói thử xem nào, nếu tôi giúp được thì nhất định không từ chối. Ở vào một vị trí như Thái công dân đây mà nói câu, nếu tôi giúp được thì nhất định không từ chối, điều đó chứng tỏ rằng ông đúng là không cho Tần Lạc là người ngoài. Cháu muốn đi Mỹ một chuyến, Tần Lạc nói. Như thế không được, Thái công dân nói, không phải cậu nói cái người tên là Hoàng đế đó lợi hại lắm sao? Cậu đến đó lạ nước lạ cái, thế nếu bọn chúng giở trò gì để đối phó với cậu thì sao? Tần Lạc là một thầy thuốc đông y có tài nhất mà Thái công dân đã thấy, và cũng là một chiến tướng đắc lực nhất bên cạnh ông. Vì vậy mà ông cũng không hy vọng hắn gặp phải trắc trở gì ở Mỹ. Thế nên cháu mới đến đây để xin bộ trưởng. Tần Lạc cười nói, cháu cần có một thân phận đủ để khiến cho chính phủ Mỹ không thể không chiếu cố đến sự an toàn bản thân của cháu. Làm thế không ổn, Thái công dân lắc đầu, nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì cho dù chúng ta có kháng nghị thì vẫn thiệt. Cháu biết là chắc chắn sẽ có nguy hiểm, trên thế giới này làm gì có việc gì là không nguy hiểm đâu ạ. Nhưng cháu nhất định phải đổi lại được cô cháu. Mấy người đó có thể từ bỏ con tin là ngọc nữ, nhưng hắn thì không thể từ bỏ cô hắn được. Bọn chúng là sát thủ, còn mình là người thông thường, đó chính là sự khác biệt rõ nét nhất. Thái công dân trầm ngâm một lát rồi nói, chỉ có một tuần thì có vẻ hơi gấp, nhưng vài ngày nữa sẽ có một đại hội y học truyền thống được tổ chức ở Mỹ. Mỗi một quốc gia đều sẽ phái đoàn đại biểu đến tham gia, cậu làm đại biểu cho Trung Quốc nhé. Như thế có tiện không ạ? Tần Lạc hỏi. Cũng chẳng có gì gọi là tiện hay không tiện cả. Khi nói đến công việc thì Thái công dân mới biểu hiện rõ mặt bá đạo của mình. Để có được sự bảo hộ tốt nhất thì cậu kiêm nhiệm luôn chức trưởng đoàn đại biểu lần này đi. Tôi không tin là bọn chúng lại dám làm cho cả trưởng đoàn đại biểu của chúng ta biến mất. Cảm ơn Bộ trưởng, Tần Lạc cảm kích nói. Đại hội lần này là nơi tụ họp tinh anh các nước. Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, có vô số người muốn tranh để được lọt vào danh sách lựa chọn, còn cái chức trưởng đoàn đại biểu thì còn cạnh tranh ác liệt hơn, một người mới như hắn thì căn bản là không thể tùy tiện mà có thể đạt được. Nhưng nếu Thái công dân muốn đưa hắn vào vị trí đó thì e chừng cũng chẳng có ai dám ngăn lại, tất nhiên là việc tranh đấu trong nội bộ bộ y tế là không thể tránh khỏi. Có điều, nếu Thái công dân đã dám nói vậy, thì chứng tỏ ông đã nắm chắc được cái vị trí này trong tay rồi. Theo đà tăng tiến của ông ngày một lớn, thì sẽ không có quá nhiều người đứng ra phản đối ông vào lúc này. Thái công dân đứng dậy bước tới trước mặt Tần Lạc, vỗ mạnh lên vai hắn, nói, sống sót trở về nhé. Chương 1029, Vương Cửu Cửu chủ động tìm đến tận nơi. Tần, Gabo ngồi trên đùi Tần Lạc, đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nàng nhìn chăm không chớp vào mặt hắn, nói. Tần Lạc dạy nàng từng chữ một. Vương Thất Thụy Điển đưa Gabo đến Trung Quốc không phải là để cho hai người bọn họ đoàn tụ, mà là họ hy vọng Gabo có thể học thêm được một thứ tiếng, đồng thời có thể hòa nhập vào cuộc sống cùng với những người xung quanh. Đây cũng là điều mà Tần Lạc muốn thấy, vì vậy nên hắn đã vui vẻ tiếp nhận lời thỉnh cầu của bọn họ. Tần, Gabo nheo đôi mắt xanh thăm thẳm của mình lại nói, đôi lông mi dài thượt không chớp lấy một cái, trông nàng giống như một chú mèo ba tư vậy. Tần Lạc nhéo vào má nàng một cái, nói Tần Lạc, Gabo, em không thể chỉ biết nói mỗi một từ này không thôi. Em còn phải học thêm thật nhiều chữ khác nữa. Được không nào? Chẳng biết Gabo có nghe hiểu được những lời Tần Lạc nói hay không, chỉ thấy nàng khẽ hé môi lên nhìn hắn mà tủm tỉm cười. Tô Tử lúc này bưng tách trà đi tới nói, khi không có việc gì em cũng hay dạy cô ấy nói chuyện, nhưng cô ấy dường như vẫn còn một chút gì đó không chấp nhận em. Chờ cho em và cô ấy quen nhau thêm một thời gian nữa là được thôi. Có lúc cô ấy đi vòng quanh trong sân mà luôn miệng kêu, Tần, Tần, cũng làm em xót lắm. Thật không biết kiếp trước anh làm bao nhiêu việc tốt, mà kiếp này lại có một cô công chúa lặn lội đường xá xa xôi tới đây tìm anh. Anh là Sa Hoàng đời thứ 10 chuyển thế ha ha, vì thế nên ông trời mới đối xử với anh tốt như vậy. Tần Lạc cười bông đùa. Không chỉ mỗi mình Gabo, mà hắn còn có Tô Tử, Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu. Những người này ai cũng xinh đẹp, ai cũng giỏi, nhưng bọn họ lại chỉ yêu mỗi mình hắn mà thôi. Cái này chẳng liên quan gì tới vẻ đẹp trai, cũng chẳng liên quan tới sự lôi cuốn của tính cách. Dĩ nhiên, Tần Lạc có một ưu thế hơn người, cũng như sự may mắn hơn người đó là số hắn quá đào hoa. Hắn muốn đặt Gabo xuống để nhận lấy tách trà trên tay Tô Tử, nhưng Gabo khó khăn lắm mới nhìn thấy Tần Lạc. Làm sao nàng lại tha cho hắn dễ dàng như vậy được, nàng bám chặt lấy vạt áo của hắn,
ngẩng gương mặt tồi tội đáng thương của mình lên nhìn hắn như cầu xin, như van nài. Thôi để em uống thay anh vậy, Tô Tử nhấp một ngụm trà rồi nói. Thấy Tần Lạc muốn bỏ mình ra nữa thì Gabo rất lấy làm vui sướng, nàng hạnh phúc mỉm cười, cứ như nàng vừa giành được một món đồ chơi mà mình ao ước bấy lâu nay vậy. Chả trách mà Tô Tử thấy thương nàng, Tần Lạc thầm nghĩ cho dù là hắn thì khi trông thấy gương mặt tội nghiệp, đáng yêu này của Gabo cũng sẽ mềm tan chảy thành nước luôn. Cô ấy bám anh quá, đến cả mấy người đi theo cô ấy mà cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm, suốt ngày chỉ chơi với mèo không thì cùng nó ngồi ở chỗ bậc thang trong vườn. Trông cứ như một con mèo đen ngồi cạnh một con mèo trắng ấy, dễ thương lắm. Nếu anh có thời gian thì cố gắng tới chơi với Gabo, con bé trông cô đơn, tội nghiệp quá. Anh cũng muốn vậy, Tần Lạc cười khổ nói, nhưng dạo gần đây anh quá bận, hơn nữa hai ngày tới anh phải đi Mỹ một chuyến. Đi Mỹ? Tần Lạc gật đầu nói. Em có thể hỏi anh đi làm gì không? Tần Lạc nghe vậy liền đưa tay nắm lấy tay Tô Tử nhẹ nhàng nói, dĩ nhiên là được rồi, chỉ là chuyện nhà của anh thôi mà. Tô Tử khẽ cười nói, vâng, vậy anh nói cho em biết tại sao anh lại đột nhiên đi Mỹ vậy? Gabo mới tới tìm anh, vậy mà anh lại đi vội như vậy sao? Cô anh ở bên kia gặp một số chuyện rắc rối, anh muốn qua đó giúp cô. Tần Lạc đáp, hắn không có ý muốn đem tình hình xấu nói cho Tô Tử biết, vì sợ nàng sẽ lo lắng cho hắn. Tô Tử nghe vậy khẽ cau mày hỏi, có cần em đi cùng không? Không cần đâu, Tần Lạc mỉm cười nói, em bây giờ cũng rất bận rồi, ớt can giải độc vương dạo này tiến độ nhất định phải theo kịp mới được, nếu như có thể thì cuối năm quy mô sản xuất phải đạt sản lượng gấp 10 lần trở lên. Mua máy, mua công xưởng đều không thành vấn đề, Tô Tử gật đầu đáp, nhưng nguyên liệu vẫn thiếu thốn lắm, chỉ vì chúng ta mua mấy loại thuốc với số lượng quá lớn, do vậy mà các đồn điền trồng thuốc đều nâng giá lên bán cho ta. Như vậy cũng không sao, nhưng chất lượng lại không được như trước. Có một số người trồng thuốc lợi dụng hoàn cảnh này mà tiêm thuốc tăng trưởng vào trong thuốc. Chúng ta đã quy định rồi, tất cả thuốc đều không được sử dụng thuốc tăng trưởng, nhưng bọn họ vẫn sử dụng. Bây giờ thì có hai sự lựa chọn, một là mua loại thuốc có tiêm tăng trưởng, hai là duy trì sản lượng như hiện nay. Có chuyện này sao? Tần Lạc tắt hẳn nụ cười trên môi nói, anh đã nói rồi, không được tăng áp lực lên nông dân, cũng phải để họ kiếm tiền nữa chứ. Em cũng đâu có hạ thấp giá mua của họ đâu, em còn mua với giá cao hơn ngoài thị trường nữa đấy. Nhưng con người vốn tham lam mà, Tô Tử cũng rất bất đắc dĩ. Tần Lạc trầm ngâm một hồi rồi nói, bất kể người ta có làm gì, chúng ta vẫn phải nghiêm khắc về nhu cầu chất lượng của thuốc, dùng thuốc tăng trưởng đã là không được rồi, như vậy nó sẽ làm giảm hiệu lực của thuốc. Hơn nữa nó còn làm cho người bệnh nhiễm phải các căn bệnh ẩn họa nữa. Chữa khỏi cho bọn họ viêm gan B đã khó rồi, lại còn làm cho họ mắc phải các căn bệnh khó chữa khác nữa, như thế thì được không bằng mất. Em biết là anh sẽ làm vậy. Tô Tử nhoẻn miệng cười nói, em sẽ định ra một bản thảo về chế độ mới, yêu cầu về chất lượng thuốc sẽ được bảo đảm, mỗi một đợt nhập thuốc sẽ được kiểm tra rất cẩn thận. Ai phụ trách, ai hái thuốc, nếu như kiểm tra ra thuốc có nhiễm độc hoặc có các thành phần kích thích thì đều phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Bọn họ có chấp nhận được không? Tần Lạc cười hỏi. Tô Tử sau khi đi đứng được thì nàng đã phát huy được sở trường của mình. Nàng không chỉ có thể điều trị cho người bệnh, mà còn có thể phát huy khả năng đầu óc kinh tế tài giỏi của mình. Càng quan trọng hơn nữa là quan điểm về trung y của nàng cũng giống với hắn, đó là cứu rỗi trung y trước, sau đó mới là kiếm tiền. Ở phương diện này thì nàng khác hẳn với Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành mỗi lần làm ăn đều đưa lợi ích lên hàng đầu, chỉ có khi lợi ích của mình được bảo đảm rồi, thì mới bắt đầu tính tới là từ thiện. Mà nàng chỉ làm khi có khả năng, chứ chẳng bao giờ chủ động cả. Dĩ nhiên Tần Lạc cũng không miễn cưỡng nàng phải giống như hắn, cũng không bắt ép nàng làm những việc mà nàng không muốn làm. Hắn cho nàng được làm chủ 100%, nàng muốn làm thế nào đều do nàng tự quyền quyết định. Chỉ cần nó không đi quá giới hạn cho phép là được. Tô Tử thì vốn xuất thân từ Bồ Tát Môn, nàng gánh vác trọng trách làm hưng thịnh lại trung y. Vì thế mà Tần Lạc mới yên tâm giao toàn bộ sản nghiệp trung y cho nàng quản lý. Ất can giải độc vương là hạng mục mà nhà nước và Tần Lạc chiếm cổ phần lớn nhất, sau đó mới tới lưỡng môn nhất phái. Chỉ vì yêu cầu của Tần Lạc, nên nhà nước cũng không phái người can thiệp vào công việc này, mà chỉ phái kế toán tới kiểm tra sát hạch lại số liệu mà thôi. Tần Lạc vì thế mà trở thành cổ đông lớn nhất, và cũng là người có quyền thế cao nhất của Ất can giải độc vương. Hắn đưa quyền này cho Tô Tử, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã chấp nhận quan hệ của hai người là rất không chính đáng. Nói cho cùng thì mọi người ai cũng biết,
Tần Lạc là một người đàn ông độ lượng, bất kỳ người phụ nữ nào bám càng hắn đều có thể được phân một phần sản nghiệp rất to lớn để quản lý. Có một số người không hiểu, có tiền mà không kiếm thì thành ngốc quá. Nhưng mà mấy người trong lưỡng môn nhất phái đều có ý gần giống với anh, ai cũng muốn cứu Trung Y trước rồi mới kiếm tiền sau. Tất cả đều không thể vì mấy quả trứng vàng mà đem con gà đẻ trứng vàng ra cắt tiết cả. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói, đây chính là sự khác biệt giữa người muốn làm nên sự nghiệp và những người chỉ biết kiếm tiền. Những người làm nên sự nghiệp đều nhìn vào những cái lợi xa hơn. Trung Y chính là thương hiệu của chúng ta phải giữ nó cho thật vững. Nếu nó mà bị đổ xuống thì tất cả chúng ta đều chết đói. Anh cứ yên tâm, em sẽ giải quyết được vấn đề này thôi. Tô Tử cười nói. Cho anh thêm một chút thời gian. Tần Lạc nói, năm tới chắc chắn là sẽ giải quyết được một bộ phận thuốc cung ứng. Tần Lạc đã đưa cho Lý Mãnh 100 triệu tệ, để cậu ta đi Vân Điền trồng thuốc. Tuy đã trải qua những khó khăn ban đầu, nhưng có người đi trước làm gương rồi thì những người đi sau sẽ biết noi theo thôi. Bọn họ đã vẽ ra hai con đường đi. Một là hợp tác với chính phủ, thuê đất của chính phủ rồi thuê nông dân trồng trọt. Còn con đường khác nữa là bọn họ cung cấp giống và kỹ thuật nuôi trồng cho nông dân trồng trên đất của họ, chờ khi nào có thuốc rồi thì Tần Lạc sẽ mua lại. Bây giờ ở Vân Điền thì Tần Lạc đã sở hữu cả một mảnh đất trồng rộng lớn, chỉ cần chờ tới khi thuốc tăng trưởng rồi, thì khó khăn về việc khan hiếm nguyên liệu sẽ lập tức được khắc phục. Tô Tử cũng biết việc này. Nên nàng hiểu chỉ cần một thời gian nữa thôi là nàng sẽ chẳng phải lo lắng gì nhiều về nguồn cung ứng thuốc nữa. Anh biết hạng mục ất can giải độc phương này, mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền không? Anh không biết, Tần Lạc lắc đầu đáp. Anh mỗi ngày kiếm được tiền đều bằng người ta sống cả một đời vô tư thoải mái đấy. Thật vậy sao? Tần Lạc cười nói, tiền đối với anh mà nói chỉ là các con số mà thôi. Cảm giác làm hàng như thế này thật là sướng, Tần Lạc cười hô hố trong ý nghĩ của mình. Ngày trước trên TV có rất nhiều người đều nói giống y hệt hắn, nhưng không ngờ đến lúc này hắn cũng có tư cách nói câu này. Cam Vân đang làm công vụ, thì bỗng nhiên chuông điện thoại bàn kêu lên. Viện trưởng Cam, có một người tên Vương Cửu Cửu muốn tới tìm viện trưởng. Thư ký của Cam Vân gọi vào thông báo. Vương Cửu Cửu ư, không quen, hỏi rõ cô ấy tìm tôi có việc gì, sau đó cô hãy tự quyết định giải quyết. Cam Vân ra lệnh, nhưng cô ấy nói có quen Tần Lạc tiên sinh. Và nói là bạn rất thân của Tần Lạc nữa. Thư ký Lý Niệm bổ sung. Tần Lạc, Cam Vân khép bản hợp đồng lại nói, mời cô ấy vào đây. Không lâu sau một cô gái rất xinh đẹp đi theo sau Lý Niệm bước vào bên trong. Cháu chào cô ạ, Vương Cửu Cửu nhoẻn miệng cười lễ phép chào hỏi. Cháu là Vương Cửu Cửu. Dạ vâng ạ, Vương Cửu Cửu lễ phép hết mực, nhỏ nhẹ nói, cháu tới đây là để thương lượng với cô một số việc. Chương 1030. Cảm ơn cô đã sinh ra người con trai như vậy. Lý Niệm sau khi rót cho Vương Cửu Cửu một tách trà xong liền đứng dậy đi ra ngoài, chờ cho cô ấy khép cửa phòng lại, thì căn phòng chỉ còn mỗi Cam Vân và Vương Cửu Cửu. Cam Vân đưa mắt lên dò xét người con gái đang ngồi ngay trước mặt bà, Vương Cửu Cửu có thể nói là có một dáng hình của một hot girl chân dài tới nách, có lẽ khi đi giày cao gót thì chiều cao của nàng lên tới 1m75, ở phía nam thì một chiều cao như thế này được coi là rất lý tưởng rồi. Nàng có một đôi lông mày thanh mỏng, đôi môi đỏ mọng rất sexy, và dĩ nhiên là các đường cong trên cơ thể nàng là không thể chê vào đâu được. Nàng mặc một chiếc áo màu hồng, và quần jean màu xanh, chẳng có gì đặc biệt, nó tuy đơn giản nhưng lại làm cho người khác cảm thấy nàng rất quyến rũ và tràn đầy sức sống. Cái làm người ta bị hút hồn nhất có lẽ chính là đôi mắt của nàng, khi cười nó cong lại như mặt trăng lưỡi liềm vậy. Có lẽ cũng chính vì điểm này mà khi vừa ngồi xuống nàng đã nheo mắt cười. Thể hiện ngay ra ưu thế mạnh nhất trên gương mặt baby của mình. Cam Vân càng nhìn càng cảm thấy có cảm tình với cô gái này, bà nói, cô Vương tới từ phương Bắc phải không? Cô cứ gọi cháu là Cửu Cửu được rồi. Vương Cửu Cửu vội lên tiếng chỉnh sửa cách xưng hô thay cho Cam Vân. Vậy, Cửu Cửu, cháu chắc tới từ phương Bắc phải không? Các cô gái phương Nam sao có được chiều cao như cháu? Dạ vâng, cháu từ Yến Kinh tới đây. Vương Cửu Cửu gật đầu đáp. Cháu quen Tần Lạc. Ngày trước anh ấy là thầy của cháu. Vương Cửu Cửu lại nheo mắt lại cười, dễ thương hết sức nói, bây giờ chúng cháu là bạn rất tốt của nhau. Bạn rất tốt của nhau. Cam Vân bất giác giật mình thon thót, câu này có nghĩa là gì thì đối với một phụ nữ như bà, cái từ bạn rất tốt của nhau này nó vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa nghe giọng của Cửu Cửu nhắc tới Tần Lạc mà cứ như nhắc tới người yêu của mình, thì bà đã cảm giác có điều gì đó không ổn.
Lẽ nào, Tần Lạc và cô bé này đã có quan hệ mật thiết ngoài quan hệ bạn bè? Nhưng Tần Lạc đã có vợ chưa cưới là Lâm Hoán Khê rồi cơ mà. Thằng nhãi danh khốn kiếp này, sao lại có thể trăng hoa như vậy được? Năm xưa khi còn ở Dương Thành nó có thích đứa con gái nào đâu, đến cả bà nội còn phải lo lắng về tình trạng hôn nhân của nó nữa, thế mà bây giờ vừa mới tới Yến Kinh đã đổ đốn ra thế này đây. Vậy cháu tới tìm cô là muốn? Cam Vân nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh. Có lẽ sự việc cũng chưa tồi tệ đến mức mình nghĩ. Cam Vân tự nhủ. Cháu nghĩ việc này cô cũng nên biết. Vương Cửu Cửu nói. Là chuyện gì vậy? Cam Vân có cảm giác như có chuyện to lớn gì sắp xảy ra. Chắc chắn là thằng con trời đánh của bà đắp phát tranh bỏ vỏ. Chơi con người ta xong rồi rũ đi như rũ áo. Nên nó mới tìm tới đây để mà đòi nợ mà. Cô đang gặp nguy hiểm. Vương Cửu Cửu nói. Hả? Cam Vân sững người. Câu nói của đối phương hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của bà. Làm cho bà không kịp phản ứng gì. Chỉ nói, tại sao cháu lại nói như vậy? Tần gia ở Dương Thành có địa vị độc tôn ở đây, tuy không có người trong quân đội hay trốn quan trường. Nhưng tại Dương Thành thì ảnh hưởng của Tần gia là vô cùng lớn. Ngoài ra Tần Lạc và Tôn Diệu Dương cùng với Hạ Dương tại Dương Thành đã được xưng tụng là Dương Thành Tam Kiệt, bọn họ đều là những công tử khét tiếng tại đây. Tôn Diệu Dương thì rõ là dòng dõi con ông cháu cha, Hạ Dương thì lại là con em của ngành quân đội, chẳng có ai là không nể mặt. Chính vì vậy mà Tần Lạc cũng được thơm lây theo hai người này. Ngày thường thì hai nhà họ Tôn và Hạ đều rất coi trọng Tần gia, và cũng đã cho người bảo vệ ngầm cho Tần gia. Mặt khác cũng có người trong cục phái người tuần tra quanh khu nhà ở của Tần gia tại Dương Thành này. Ngoại trừ tên Tần Minh đã thành công trong việc bắt cóc bối bối ra, thì mấy chục năm nay Tần gia đều sống trong hòa bình và yên ổn, chưa hề có bất kỳ sự cố nào xảy ra cả. Nhưng bây giờ lại có một cô gái chạy tới đây thông báo cho bà biết là bà đang gặp nguy hiểm, điều này là cho bà kinh ngạc và có đôi chút nghi ngờ. Cô Tần Lam ở bên Mỹ đã gặp một chút rắc rối, cháu e rằng sẽ có người tới đây ra tay với mọi người. Vương Cửu Cửu nói thẳng vấn đề ra luôn. Hả, Tần Lam xảy ra chuyện rồi sao? Chỉ vì quá nóng vội mà Cam Vân đã không để ý tới cách xưng hô của Cửu Cửu với Tần Lam, sao tôi lại không biết? Nó gặp chuyện gì vậy? Tần Lạc sao không gọi điện về thông báo? Anh ấy không nói, chắc là không muốn cô phải lo lắng. Vương Cửu Cửu mỉm cười nói. Những chuyện này cô cũng không giúp được gì đâu, cháu cũng vậy. Nghiêm trọng như vậy sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cam Vân cau mặt lại nói. Tần Lam là em chồng của bà, ngày thường hai chị em ngồi nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ, quan hệ với nhau cũng tốt. Tần Lam đã ly hôn từ sớm, và sống một thân một mình nuôi con. Sau này khi bối bối bị bắt cóc và công ty thực phẩm xảy ra một số vụ việc, làm cho Tần Lam gặp nguy khốn cả về sự nghiệp lẫn tình cảm. Chính vì vậy mà Tần Lam không còn mặt mũi nào để nhìn người trong nhà, cô đã để con gái mình lại, sau đó tự thân mình tới Mỹ để khai thác thị trường. Nhưng bây giờ tới Mỹ rồi thì cô lại gặp chuyện không hay, Cam Vân lúc này lòng như có lửa đốt. Vương Cửu Cửu cười nói, cô à, Tần Lạc không nói cho cô biết là vì sợ cô lo lắng, nếu cháu nói hết ra rồi thì cũng đi ngược với ý muốn của anh ấy. Cháu tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa thôi, cô cũng nên tin Tần Lạc sẽ giải quyết được chuyện này. Cháu nghĩ rằng cô và chú trong thời gian này tốt nhất nên về sống ở căn nhà cũ, không nên đi lại bên ngoài nhiều. Nếu như có thể thì cô và chú hãy hủy bỏ chuyến đi châu Âu luôn đi, nhân tiện cũng xin cô hủy bỏ cuộc đi tới Thượng Hải giao lưu vào hai ngày tới. Cam Vân đưa con mắt cảnh giác lên nhìn Vương Cửu Cửu, bà không ngờ cô bé trước mặt mình lại có thể biết rõ đường đi nước bước trong nhà của mình tường tận đến vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chồng của bà đúng là đã đặt vé đi Paris, đó là vì ông tới đó làm ăn với một thương nhân ở đó. Đám thương nhân này chính là những người đã quen Tần Lạc hồi còn ở Paris, bọn họ sau khi biết ông là cha của Tần Lạc, lại làm trong ngành y do vậy nên đều coi ông như người thân trong nhà. Nói cho cùng, đám thương nhân này có thể sinh tồn và cải thiện cuộc sống ở bên Paris hoàn toàn đều là nhờ ơn của Tần Lạc. Uống nước thì phải nhớ nguồn, bọn họ không giúp gì cho Tần Lạc, thì lại quay sang giúp đỡ cho người nhà của hắn. Và đáng sợ hơn nữa là Cam Vân sáng nay mới nhận được giấy mời tới Thượng Hải, bà thậm chí còn chưa nói cho người nào khác về quyết định của mình. Thế mà cô gái trẻ này đã biết rồi. Xin đừng nghi ngờ cháu. Vương Cửu Cửu nhận ra vẻ cảnh giác của Cam Vân liền mỉm cười giải thích, vì điều kiện gia đình cháu có phần đặc biệt, nên cháu mới biết được những việc mà người khác coi đó là bí mật. Hơn nữa, đây cũng chẳng có gì là bí mật cả.
Chỉ cần tra tên của chú trên các SNG hàng không là biết ngay lộ trình của chú thôi. Còn về việc cô thì cháu có phần quan tâm hơn một chút, do vậy những động thái của cô cháu cũng phản ứng nhạy cảm hơn. Sao cháu lại phải làm như vậy? Cam Vân nhìn Vương Cửu Cửu nói. Nếu như cháu đoán không lầm thì anh ấy trong 2 ngày nữa sẽ tới Mỹ. Anh ấy chưa kịp làm gì, hoặc đã bỏ qua việc gì chưa làm thì cháu sẽ hoàn thành giúp anh ấy. Vương Cửu Cửu nói rất thản nhiên, không kiêu ngạo, cũng không kể công, cứ như đây là một việc nàng đương nhiên phải làm vậy. Nếu như đến mức này mà vẫn chưa nhận ra được quan hệ giữa Tần Lạc và Cửu Cửu rất nhì nhằng, mờ ám thì có lẽ Cam Vân đã uổng công làm mẹ Tần Lạc hơn 20 năm này rồi. Bà chỉ thở dài nhìn Vương Cửu Cửu nói, nó có biết cháu không? Vương Cửu Cửu nghe vậy liền nheo mắt lại cười cười nói, chị ấy thông minh hơn cô tưởng rất nhiều. Chẳng qua là chị ấy vờ như không biết mà thôi. Thật khổ cho mấy cháu quá, Cam Vân nói. Có những lúc cháu cũng thấy tủi thân, nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh nếu kết cục có thể thay đổi, có lẽ cháu lại thấy không vui. Chính vì vậy mà cháu vẫn cứ đâm đầu vào, làm nhân vật chính hay phụ chẳng chỉ là trạng thái tâm lý của mình mà thôi. Tâm trạng tốt thì nhân vật chính hay phụ đều như nhau cả, mỗi người hãy tự diễn lấy bản thân mình cho thật tốt là được. Ai, con trai của cô thì cô biết chứ, nó tham quá. Cam Vân nói, cháu bây giờ sống ở đâu? Tạm thời cháu ở Dương Thành, Vong Cửu Cửu nói. Cam Vân nghe vậy liền nhanh chân bước tới cái bàn cầm tấm danh thiếp tới và nói, cháu cần gì cứ gọi cho cô, cháu để số điện thoại ở đây có gì chúng ta liên lạc với nhau cũng sẽ tiện hơn. Vương Cửu Cửu nghe vậy liền đọc số cho Cam Vân ghi lại. Rỗi rãi thì tới đây nói chuyện với cô nhé, Cam Vân nói. Vương Cửu Cửu gật đầu đáp lại, vậy cháu không làm phiền cô nữa. Cam Vân chỉ thở dài lên một tiếng rồi cũng không biết nói thêm gì nữa. Bà đã xem quá nhiều bộ phim chuyện tình cảm ướt át kiểu Hàn Quốc rồi, có rất nhiều cảnh các cô gái vì tranh giành nhau người yêu, mà đâm nhau sống chết đến hẹn lại lên. Thế mà cả hai đứa ngốc này lại hay thật đấy, một đứa cam tâm làm kép phụ còn một đứa thì lại vờ như không biết. Thằng con trai mình không biết lấy may mắn ở đâu ra mà đào hoa thế. Nó chẳng qua chỉ là một tên bác sĩ, cũng có phải thầy mo đâu, sao lại có thể bỏ bùa mê thuốc lú cho nhiều đứa con gái trẻ đẹp như vậy. Cô ơi, hy vọng cô suy nghĩ về lời của cháu vừa nói, nếu như không có chuyện gì thì cháu xin phép trở về trước ạ. Vương Cửu Cửu đứng dậy lễ phép nói. Cam Vân cũng đứng lên nói, cô sẽ hủy bỏ chuyến đi tới Thượng Hải và châu Âu. Vậy thì cháu yên tâm rồi, Vương Cửu Cửu nói. Cam Vân nhìn vào cô bé trẻ tuổi này mà bất giác cảm thấy chua xót trong lòng, bà tiến tới nắm lấy bàn tay của Cửu Cửu nói, Cửu Cửu, cảm ơn cháu đã yêu con trai cô. Cháu cũng cảm ơn cô khi đã sinh ra một người con trai như anh ấy. Vương Cửu Cửu cười đáp. Tình yêu của phụ nữ vừa ích kỷ lại vừa to lớn, có những lúc vì một người đàn ông mà họ cao cao tại thượng không muốn bị thiệt, không muốn bị chèn ép, cũng không muốn bỏ ra một chút tình cảm gì. Nhưng lại có lúc vì một người đàn ông mà họ chịu cam chịu khó, bất kể mệt mỏi, hay bẩn thỉu họ đều biết hy sinh vì tất cả. Chương 1031, lẽ ra ngày trước nên gả cho anh họ. Quay đầu nhìn lại, tòa nhà bệnh viện trước mắt nguy nga đồ sộ, cao vút trong trời mây. Vương Cửu Cửu không thiếu tiền, cũng không phải là chưa đi đây đi đó, nhưng khi đứng trước tòa nhà mà nếu ở Yến Kinh thì căn bản là chẳng đáng nói đến này thì nàng lại có một cảm giác tự hào đến khác lạ. Đây là sản nghiệp của người đàn ông của mình, nó liên quan trực tiếp, máu mủ ruột già với mình. Yêu một người thì yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Yêu một người thì sẽ muốn tiến lại gần hơn nữa. Tiến lại gần hơn với người đó, với gia đình, người thân, bạn bè của người đó, tiến sát lại gần hơn với tất cả những người mà người đó coi trọng, sau đó làm cho bọn họ chấp nhận và giang tay chào đón mình. Đây là chuyện bình thường nhất của tất cả những người con gái thông thường. Nhưng Vương Cửu Cửu lại không có được. Vương Cửu Cửu vừa mới bước ra khỏi cổng lớn của bệnh viện thì cánh cửa xe của chiếc BMW đang dừng ở gần đó lập tức được mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc hợp thời nhanh chân bước xuống, hỏi, Cửu Cửu, thế nào? Rất tốt, Vương Cửu Cửu nói. Rất tốt nghĩa là thế nào? Con đã nói rõ với bà ấy chưa? Nói rõ rồi, cô ấy đã đồng ý từ chối lời mời đến buổi họp ở Thượng Hải, và cũng sẽ bảo bác trai trì hoãn hành trình đi châu Âu lại. Vương Cửu Cửu cười nói, hứ, không đi thì không đi chứ, trì hoãn thì kệ trì hoãn, liên quan gì đến chúng ta? Bọn họ còn không lo thì mẹ con ta đứng đây sốt ruột cái gì chứ? Thế này là thế nào không biết, con cũng đâu phải bạn gái mà cậu ta bày ra trước mắt,
lại càng không phải vợ chưa cưới mà cậu ta định kết hôn, vậy vì sao mà chúng ta lại phải giúp nó? Vương Cửu Cửu kéo tay Trương Nghi Y, cười nói, khi trước không phải mẹ vội vội vàng vàng bảo con mau thông báo tình hình cho người nhà của Tần Lạc biết ư. Bây giờ người nhà của anh ấy tiếp nhận đề nghị của chúng ta rồi thì mẹ lại cảm thấy không vui. Chỉ là mẹ thấy không phục, Trương Nghi Y lạnh lùng nói, Trương Nghi Y ta đây khi trước ở Đại học Yến Kinh là một đóa hoa tươi trong cả trăm vườn hoa lớn nhỏ, đàn ông theo gót ta có thể xếp thành hàng từ Cố Cung đến tận Nam Kinh. Dựa vào cái gì mà con gái ta sinh ra lại phải đi làm vợ bé cho kẻ khác chứ? Con nhìn cái vóc dáng này xem, nhìn khuôn mặt này xem, nhìn khí chất này xem, có được bà vợ bé nào mà lại đẹp được như con gái mẹ chứ? Dừng lại một lát, Trương Nghi Y lại nhìn Vương Cửu Cửu với vẻ mặt khó hiểu, nói, hình như vợ bé đều rất đẹp thì phải. Vâng, đúng vậy đấy. Vương Cửu Cửu cố nhịn cười. Mẹ khen con như thế, không phải đã coi con là vợ bé rồi sao? Ai, năm đó mẹ đáng lẽ nên tiếp nhận sự theo đuổi của anh họ mẹ. Trương Nghi Y thở dài nói. Vì sao vậy ạ? Vương Cửu Cửu hỏi với vẻ nghi hoặc. Nếu mẹ mà lấy anh họ mẹ thì sẽ là kiểu kết hôn gần, con chắc chắn là sẽ không xinh đẹp được như giờ đâu. Vương Cửu Cửu cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người mình như cứng đơ lại, không nghe theo lời mình nữa. Một người có chỉ số IQ là bao nhiêu mới có thể nghĩ ra được một chiêu dỡ người như vậy chứ? Trương Nghi Y, nếu mẹ mà lấy anh họ mẹ thì con còn là con nữa không? Nếu con không phải là con, thì chứng tỏ là con cũng không phải là con của mẹ, thế thì mẹ cũng chẳng thèm để ý xem con đi làm bà hai, bà ba hay bà tư nhà người ta làm gì cho mệt. Con thích làm gì thì làm. Vương Cửu Cửu xịu hẳn mặt xuống, buồn bã nói, mẹ, có phải con làm cho mẹ thất vọng lắm không? Con cũng biết là con kém cỏi, con làm cho mẹ mất mặt, nhưng con thật sự là không thể nào thích được người đàn ông nào khác. Hai hốc mắt Vương Cửu Cửu bắt đầu ướt đẫm, nàng rút giấy ăn từ trong túi sách của mình ra lau đi những hàng nước mắt đang trực trào ra, nói, con đã thử rồi, nhưng con thật sự không làm được. Thấy con gái mình rơi lệ, thì Trương Nghi Y cũng đỏ hết khóe mắt. Bà ôm chầm con gái vào lòng, gạt đi hai hàng nước mắt, nói, con gái ngốc, con không hề làm cho mẹ thất vọng. Chỉ là con quá nặng tình. Đều do mẹ không tốt, đã để cho những ưu điểm của mẹ di truyền hết lại cho con. Con là đứa con gái tốt nhất trên thế gian này, vậy thì làm sao có thể để mẹ phải mất mặt chứ? Chúng ta nói trước với nhau nhé, kiếp này con làm con gái của mẹ, kiếp sau con vẫn làm con gái của mẹ. Cho dù kiếp sau con vẫn làm vợ bé của người ta thì cũng phải là con gái của mẹ. Kiếp sau con sẽ không làm vợ bé nữa, con sẽ yêu một cách quang minh chính đại. Kết hôn một cách đường đường chính chính, con phải bảo anh ta lái hẳn một đoàn máy kéo đến để rước con về. Chúng con sẽ lượn ba vòng quanh thành Yến Kinh, lấy hết chỗ biển xe của ông bà nội, của các chú để gắn vào đoàn xe kéo, để cảnh sát giao thông nhìn thấy chúng ta cũng phải đứng nghiêm thi lễ. Con sẽ kéo lấy vạt áo mẹ mà khóc không chịu ra khỏi nhà, và mẹ sẽ nói rằng con ngốc ạ, cũng chỉ là gả chồng thôi mà, có gì to tát đâu mà phải sợ, ngày trước mẹ cũng trải qua rồi, thôi đi đi đừng để đàn ông lợi dụng mình một cách dễ dàng. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày thứ hai sau ngày tân hôn các con sẽ phải quỳ xuống để dâng trà cho mẹ. Mẹ sẽ nháy mắt với con xem tối hôm trước có được lên đỉnh không, nếu có thì con sẽ đưa tách trà lên cao một chút, còn nếu không thì hạ tách trà xuống thấp một chút. Nếu người đàn ông đó không làm cho con lên đỉnh được thì mẹ sẽ không giơ tay đón nhận tách trà của cậu ta, để cậu ta phải quỳ 3 giờ đồng hồ luôn. Mẹ thật tốt. Ai, mẹ biết mà. Tần Lạc cứ ngồi nói chuyện với Tô Tử cho đến khi Gabo nằm gọn lỏn trong lòng hắn ngủ ngon giấc rồi thì hắn mới chuẩn bị rời đi. Vừa mới chui đầu vào trong xe thì điện thoại trong túi lại reo lên. Mẹ à, sao mẹ lại nhớ đến mà gọi điện cho con trai mẹ thế? Tần Lạc sau khi nhấn nút nghe thì cười nói. Số điện thoại hiển thị trên màn hình là từ phòng làm việc của Cam Vân, mẹ của Tần Lạc, điều đó chứng tỏ hiện giờ bà vẫn ở bệnh viện chưa về. Tên danh này. Mẹ đang tìm con có việc đây. Giọng điệu của Cam Vân có phần cổ quái, không yêu chiều, mà còn rất nghiêm túc là đằng khác. Có chuyện gì vậy mẹ? Tim Tần Lạc đập thình thịch, cô đã xảy ra chuyện rồi, nếu bây giờ mà ở nhà có chuyện gì nữa thì hắn cho dù là có ba đầu sáu tay cũng không kham nổi. Bây giờ con nói chuyện có tiện không? Tần Lạc lướt mắt nhìn Ly đứng ở bên cạnh, nói, không sao đâu ạ, mẹ cứ nói đi. Mẹ hỏi con nhé, con có quan hệ thế nào với Cửu Cửu? Cam Vân tức giận hỏi. Cửu Cửu, mẹ gặp cô ấy rồi à? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Theo lý mà nói thì mẹ không quen Vương Cửu Cửu mới đúng chứ? Trong trí nhớ của mình,
thì bọn họ chưa từng gặp nhau bao giờ, và cũng không có bất kỳ giao tình nào cả. Ừ, mẹ gặp rồi, Cam Vân nói, nó vừa rời khỏi chỗ mẹ xong. Cửu cửu làm sao vậy ạ? Tần Lạc lo lắng hỏi. Ai, Cam Vân thở dài thườn thượt, xem ra quan hệ của hai đứa này quả nhiên là không bình thường chút nào. Cửu cửu khi nhắc đến Tần Lạc thì ngọt như ăn phải mật vậy, còn Tần Lạc thì vừa mới nghe nói cửu cửu vừa rời khỏi đây thì giọng điệu lo lắng không yên, đến cả thằng ngốc cũng nghe ra được. Nó chẳng làm sao cả, rất tốt là đằng khác. Tần Lạc trầm ngâm hỏi, hai người sao lại gặp được nhau? Sao mẹ phải nói cho con? Tên gia này, công tác bảo vệ của con làm cũng không tệ chút nào. Cậu con trai ngày trước cứ mỗi lần nói chuyện với con gái là lại mặt mày đỏ lựng, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trưởng thành rồi, không những thế mà còn biết lăng nhăng nữa, điều này khiến cho một người là mẹ như bà vừa bỡ ngỡ lại vừa tức giận. Những chuyện này là như thế nào đây? Có điều, cũng không thể trách con trai mình vì sao lại bị người ta hút hồn đến thế. Bất luận là Lâm Hoán Khê hay Vương Cửu Cửu ngày hôm nay bà gặp, thì đều là những người con gái tốt hiếm thấy. Tính cách của Lâm Hoán Khê mặc dù lạnh lùng một chút, nhưng lại rất dịu dàng hiền thục, đối đãi hết lòng với người nhà và Tần Lạc, nàng hoàn toàn thuộc tuýp người ngoài lạnh lùng trong thì tràn trề nhiệt huyết. Vương Cửu Cửu thì trẻ trung thời thượng, nói năng đâu ra đấy, có khả năng thuyết phục người khác đến rõ rệt, chỉ nhìn thôi là biết nàng đến từ một gia đình bề thế. Bề ngoài của một con người có thể thay đổi được, nhưng khí chất trong từng lời nói cử chỉ thì không thể dựa vào vỏ bọc bên ngoài mà thay đổi được. Nàng vừa trẻ lại đẹp, tràn đầy sinh lực, một người con gái như vậy thì làm gì có người đàn ông nào trên đời lại không thích được cơ chứ? Nói cho cùng thì việc này vẫn nên trách mình, nếu mình không sinh ra một đứa con trai xuất sắc như thế thì làm gì có những chuyện như thế này xảy ra? Ở đầu dây bên kia, Cam Vân đang rơi vào trạng thái tự trách mình. Tần Lạc chỉ biết cười gượng. Những tình huống như thế này đúng là hắn không biết phải tiếp lời như thế nào cho phải. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn đang tự hỏi, không hiểu Vương Cửu Cửu đến tìm mẹ mình để làm gì. Ai, Hoán Khê là một cô gái tốt, Cửu Cửu cũng là một cô gái tốt. Con định xử lý quan hệ giữa hai người đó thế nào đây? Mẹ à, việc này mẹ không phải quan tâm đâu, có được không ạ? Mẹ không quan tâm được ư, nếu mẹ không quan tâm thì mẹ còn là mẹ của con không? Tần Lạc cảm thấy câu nói này nghe quen quen, hắn nghĩ tới nghĩ lui thì nghĩ đến Trương Nghi Y, đây không phải là phong cách của Trương Nghi Y hay sao? Sao lại lây sang mẹ mình được chứ? Rất nhanh, Tần Lạc liền nghĩ ngay đến một khả năng vô cùng đáng sợ, không phải Trương Nghi Y cũng đến gặp mẹ mình đấy chứ? Mẹ à, gần đây con hơi bận, khi nào con rảnh thì con sẽ về nhà một chuyến, đến lúc đó chúng ta lại thảo luận về vấn đề này được không ạ? Tần Lạc thấp giọng nói. Cam Vân biết chuyện Tần Lạc sắp đi Mỹ từ miệng của Vương Cửu Cửu, nhưng bà vẫn có kìm nén không hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Lạc không muốn nói thì tức là nó không muốn mọi người phải quan tâm, lo lắng. Nếu đã vậy thì mình cũng nên tiếp nhận lòng hiếu thuận này của nó mới phải. Khi Cam Vân tiễn Vương Cửu Cửu ra đến cửa thì bà hỏi xem có nên nói chuyện này cho Tần Lạc biết không, câu trả lời của Vương Cửu Cửu là có những việc phụ nữ chúng ta có thể giải quyết được rồi thì không cần thiết phải làm phiền đến anh ấy nữa. Cam Vân nghĩ một lúc thì thấy Vương Cửu Cửu nói đúng lắm, những việc trong nhà thì hãy để phụ nữ làm được rồi, Tần Lạc còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Được, Cam Vân đồng ý, Tần Lạc này, Tần gia nhà chúng ta không có những người đàn ông vong ân bội nghĩa. Con nhất định phải đối xử với Hoán Khê và Cửu Cửu cho tốt vào, ngoài hai người bọn họ ra thì con không được tiếp nhận thêm người phụ nữ nào nữa đâu đấy. Cái này, e rằng không được mẹ ạ, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Hắn còn chưa nói chuyện mình với Lệ Khuynh Thành ra cho người nhà biết đâu. Tất nhiên là hắn cũng có thể che giấu, nhưng làm vậy thì quả là không tôn trọng nàng chút nào. Có thể hắn không có cách nào cho nàng được một danh phận, nhưng hắn vẫn hy vọng người nhà biết về sự tồn tại của bọn họ. Chấm. Cam Vân nghĩ bụng, thằng danh này nếu không phải do mình sinh ra thì mình đã cho người đi rạch mặt nó ra từ lâu rồi. Chương 1032, tranh giành chức trưởng đoàn. Bộ Y tế, Hội nghị Bộ trưởng Nội bộ đang tiến hành. Những vấn đề khác đều được thông qua một cách thuận lợi, nhưng không ngờ lại vấp pháp ở một vấn đề không có gì gọi là to tát cả. Tôi thấy việc này không ổn, Bộ trưởng Hoàng nhấp ngụm trà nói với vẻ đầy hưởng thụ. Tốc độ nói của ông ta có thể khiến cho người ta bí bách muốn chết, và càng khó chịu hơn nữa đó là ông ta nói xong câu này thì chẳng còn nói thêm gì nữa. May mà những người ngồi trong này đều là những lão hồ ly trải nghiệm hơn người. Ông ta không gấp thì những người khác cũng không gấp.
Có người đưa tách trà lên miệng nhấm nháp, người thì dùng bút viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, còn có người thì chỉ ngồi đơ hết cả người ra. Mọi người nhìn có vẻ chẳng để tâm gì cả, nhưng chỉ cần dính dáng đến vấn đề lợi ích thì mọi người lập tức tỉnh táo hẳn ra, mồm năm miệng 10 đấu tranh lấy được. Quá trẻ, Bộ trưởng Hoàng cũng thấy không nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng thốt nốt ra hai từ này. Đại hội y học truyền thống thế giới là một sân khấu có quy mô lớn, mỗi một quốc gia đều phải có nghĩa vụ, có trách nhiệm cho mọi người thấy được hình tượng tốt đẹp nhất của đất nước mình. Tần Lạc quá trẻ khó có thể khiến cho mọi người phục tùng được, hơn nữa kinh nghiệm của cậu ta quá ít, nếu chúng ta chỉ chú trọng về mặt tình cảm mà không suy nghĩ gì về mâu thuẫn hiện thực thì những vị giáo sư bác sĩ lão thành dốc hết tâm sức cả mấy chục năm trời cho ngành y dược sẽ nghĩ gì đây? Câu nói này thật ác hết sức. Thứ nhất, ông ta chỉ ra Tần Lạc quá trẻ, nếu phái hắn đi thì Trung Quốc sẽ không thể cho mọi người thấy được hình tượng tốt đẹp nhất của đất nước mình. Thứ hai, ông ta chỉ ra Thái Công Dân phái Tần Lạc đi chỉ là chú trọng đến tình cảm cá nhân, chứ không phải là vì muốn đẩy mạnh sự phát triển của y dược Trung Quốc ra toàn thế giới, không những thế còn không lấy đại cục làm đầu và làm tổn thương đến tình cảm của các vị lãnh đạo lão thành. Thứ ba, ông ta đang ngầm ám chỉ, nếu vẫn kiên quyết phái người trẻ tuổi này đi, đồng thời cho hắn đảm nhiệm chức trưởng đoàn đoàn đại biểu, thì những thành viên khác trong đoàn sẽ không phục, đến lúc đó các thành viên nội bộ có xảy ra mâu thuẫn gì thì cũng đừng có trách ông ta không nhắc nhở trước. Thái Công Dân cũng sớm biết được ông ta chắc chắn sẽ phản đối việc này, nơi nào có người thì nơi đó sẽ có giang hồ, mà nơi nào có giang hồ thì nơi đó sẽ có đấu tranh, đặc biệt là một nơi phức tạp như chốn quan trường này, có muốn yên ổn làm một việc gì đó cũng khó mà thực hiện được, phải thuyết phục được đối thủ hoặc đánh bại địch rồi mới tính tiếp được. Tôi không cho là như vậy, Thái Công Dân bình tĩnh nói. Đối thủ càng nóng lòng muốn xông ra, thì lại càng chứng tỏ rằng hiện tại mình đang chiếm ưu thế. Thứ nhất, đồng chí Tần Lạc có rất nhiều lần thành công trong việc ra nước ngoài thăm viếng, học hỏi, bất luận là Hàn Quốc, Đài Loan hay Paris, lần nào cậu ấy cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hơn nữa, mục tiêu mà cậu ấy đạt được luôn vượt xa dự kiến ban đầu của chúng ta. Thái Công Dân liếc mắt nhìn Bộ trưởng Hoàng một cái, nói, có người nói tôi đề nghị Tần Lạc đảm nhiệm chức vụ trưởng đoàn đoàn đại biểu là có nhân tố tình cảm cá nhân ở bên trong, vậy thì tôi xin hỏi rằng, có ai thích hợp hơn đồng chí Tần Lạc đây? Trung y dược đã rơi vào cục diện bế tắc ở thị trường châu Âu, gần như phải đối mặt với nguy cơ bị khai trừ. Bộ trưởng Hoàng cũng phái người đi rồi đó thôi, vậy kết quả thì sao? Không phải vẫn tay không trở về đó à? Cũng không phải là tay không trở về, đồng chí Triệu Cương đem theo mười mấy cái túi Hermes đi tặng hết người này người nọ, cũng được coi là ít nhiều có chút thu hoạch mà. Trạng thái tình cảm của Thái Công Dân hiện giờ khác xa với khi trước, ngày trước khi người ta phỉ báng, chỉ trích hay châm biếm ông thì ông sẽ tức điên lên và đấu với đối thủ đến cùng. Nhưng giờ đây khi ông đã tiếp xúc nhiều với Tần Lạc rồi, thì ông cũng biết dùng miệng lưỡi để giết người rồi. Đặc biệt là câu chuyện hài ở phía sau, gần như là đã tát thẳng vào mặt Bộ trưởng Hoàng một cái đau điếng. Mặc cho Bộ trưởng Hoàng ấm ức muốn hộc máu mồm mà vẫn không có cách nào phản bác nổi, vì những gì Thái Công Dân nói đều là sự thật. Khi đó châu Âu đang rầm rộ lên những lời kêu gọi khai trừ Trung y dược, thì Trung Quốc đã phái sang đó mấy tốp người để xử lý chuyện này, nhưng việc thì không xử lý xong mà bọn họ tay xách nách mang về một đống đồ. Cứ cưỡi ngựa xem hoa như thế mà đổi cả mấy tốp người, cuối cùng Thái Công Dân liền cho một người mới, không quan không chức là Tần Lạc qua bên đó thì mới giải quyết được vấn đề. Người không làm việc thì thăng quan phát tài, người làm việc thì bị chỉ trích. Thái Công Dân ôm cơn tức này ở trong lòng, vì vậy mà cũng không thể trách được ông cũng chẳng thèm để ý gì đến thể diện mà liều sống chết luôn với đối thủ. Thứ hai, tôi cũng là vì muốn rạng danh nền y học Trung Quốc nên mới phái Tần Lạc đi đấy. Y học chính thống của Trung Quốc là gì? Chắc các vị ngồi ở đây đều không lạ gì phải không? Nếu có người đến cả cái này cũng quên mất thì tôi thực sự hoài nghi tinh thần đảng và nhân phẩm của người đó. Tần Lạc đại diện cho nền Trung y Trung Quốc, đại diện cho một quần thể nhân viên y tế và công nghệ y học. Trung Quốc tham gia Đại hội Y học truyền thống thế giới mà không phái Trung y đến đó, chẳng lẽ lại trông cậy vào người Mỹ hay người Anh phái đại diện của Trung y thay cho chúng ta? Đến bản thân chúng ta còn không muốn đại diện cho Trung y, thì còn có ai muốn nữa đây? Bộ trưởng Thái nói vậy là hơi quá lời rồi. Bộ trưởng Hoàng cuối cùng cũng tìm ra được cơ hội phản kích lại. Tôi thừa nhận Tần Lạc là một người theo ngành Trung y, nhưng Trung y của nước Trung Hoa nhiều vô kể, đâu chỉ có một mình cậu ta. Có không ít lão Trung y lớn tuổi hơn cậu ta, đức cao vọng trọng hơn cậu ta, hơn nữa còn có tiếng nói mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn hơn cậu ta, vậy
vậy thì vì sao không phải là bọn họ đại diện cho Trung Y Trung Quốc mà nhất định lại phải chọn một người trẻ tuổi như thế này mới được? Thái công dân nhìn Bộ trưởng Hoàng, cười hề hề nói, nếu Bộ trưởng Hoàng đã nói có không ít người thích hợp hơn cậu ấy, vậy tại sao không đưa danh sách ra vài người cho mọi người tham khảo xem sao? Điển phạm của y học phía Nam có Lý Thanh Chi, đại diện y học ở phía Bắc có Trương Chính Liên. Y vương của Yến Kinh là Vương Dưỡng Tâm, còn có ông vua Giác Lửa Quách Húc Sinh nữa. Những người này đều thích hợp hơn Tần Lạc. Bộ trưởng Hoàng vốn định đưa thêm vài cái tên nữa cơ, nhưng ngày thường ông cũng ít quan tâm đến Trung Y. Ngoài mấy vị danh y tiếng tăm lừng lẫy trên toàn quốc gia thì ông không thật sự là không nhớ đến ai khác nữa. Thái công dân rút một tập tài liệu ở trong kẹp văn kiện trước mặt mình, nói, đây là đơn đề cử của ông vua Giác Lửa Quách Húc Sinh, Trâm Vương Vương Dưỡng Tâm của Yến Kinh, còn có Trầm Cốt Đại Sư Cố Bách Hiền và cả điển phạm y học ở phía Nam là Lý Thanh Chi mà Bộ trưởng Hoàng vừa nhắc tới cùng rất nhiều người khác nữa. Bọn họ đều cho rằng Tần Lạc đại diện cho Trung Y Trung Quốc là hợp lý nhất, và họ cũng cam tâm tình nguyện nhường cho vị thanh niên trẻ tuổi tài đức song toàn này. Ông, Bộ trưởng Hoàng lần này tức muốn chết luôn. Không ngờ Thái công dân lại đi nước cờ ngầm như thế. Để mình nói ra một loạt danh sách tiến cử trước, sau đó lại dùng chiêu này. Đến cả những người mà mình đề cử thì đều đang đề cử tên họ Tần kia, mình làm vậy chẳng phải là đã tự bê đá về đập vào chân mình rồi sao? Người trẻ tuổi thì năng động, người lớn tuổi thì độ lượng hơn người. Những vị lão Trung Y này đức cao vọng trọng, cống hiến cả một đời tâm huyết cho nền Trung Y Trung Quốc. Bây giờ bọn họ có thể hy sinh lợi ích bản thân lấy đại cục làm trọng vì sự phát triển của sự nghiệp Trung Y, chẳng lẽ những người chúng ta lại không làm được hay sao? Bộ trưởng Thái chuẩn bị quả là rất chu đáo. Bộ trưởng Hoàng châm biếm nói. Tôi chỉ là chuẩn bị tốt công việc điều tra nghiên cứu. Thái công dân phản kích nói. Ai có thể đại diện cho Trung Y Trung Quốc nhất? Ai thích hợp nhất để làm chức trưởng đoàn đoàn đại biểu, không phải là một người ở cái ghế phó bộ trưởng này nói là được, mà là do lòng dân quyết định. Trước khi đưa ra đề nghị này thì tôi đã cho người đi điều tra, đại bộ phận những người được hỏi thì đều cho rằng Tần Lạc là người thích hợp nhất cho việc đại diện Trung Y Trung Quốc, vì thế cho nên tôi mới đề nghị cho Tần Lạc đảm nhiệm chức vụ trưởng đoàn đoàn đại biểu. Việc này không liên quan gì đến tình cảm cá nhân của tôi cả, mà liên quan tới tình cảm của tất cả những người hành nghề Trung Y Dược. Thứ ba, tôi tin rằng đồng chí Tần Lạc có khả năng xử lý tốt những vấn đề cùng với mâu thuẫn nội bộ. Cậu ấu còn trẻ, có thể sẽ gặp phải một số vấn đề, nhưng đây không phải là lý do để chúng ta phủ định cậu ấy. Chúng ta nên cho những người trẻ tuổi một số cơ hội, vì tương lai thế giới sẽ là của bọn họ. Trọng trách chấn hưng Trung Y cũng sẽ đặt lên vai bọn họ. Nếu không cho phép người ta phạm phải bất cứ sai lầm gì thì ai còn dám làm việc cho đất nước nữa đây? Bộ trưởng Hoàng á khẩu không nói được gì. Ông đã bị những lời nói của Thái công dân làm cho im hẳn miệng lại. Trong khi ông ta cúi thấp đầu xuống uống trà, thì ông liếc mắt sang một vị phó bộ trưởng cùng tiến cùng lui với ông ở ngay bên cạnh. Nhưng đáng tiếc là đối phương như thể là không biết đến cái nhìn này của ông, mà vẫn cúi gầm mặt xuống, đắm chìm trong trạng thái nghỉ ngơi. Ông không khỏi khẽ thở dài, xem ra đại cục đã được định rồi, nếu mình vẫn còn dở thói sinh sự thì e rằng người ta sẽ cảm thấy phản cảm mất. Tần Lạc cất điện thoại vào trong túi quần, quay sang nhìn Ly thì thấy nàng đang nhìn mình với một ánh mắt kỳ quái. Sao thế? Tần Lạc chột dạ hỏi. Có thể nhìn ra được rằng cô bé này đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi giữa mình và người nhà mình rồi. Không có gì, Ly lạnh lùng nói. Thế chúng ta về thôi. Tần Lạc nói, Ly không muốn vạch trần bộ mặt của hắn thì hắn cũng không tự chuốc vạ vào thân. Hắn chui vào trong xe một cách nhanh chóng, sau đó đợi Giê-xu khởi động xe. Ly ngồi bên cạnh Tần Lạc, nàng vẫn luôn liếc mắt nhìn hắn. Mới đầu Tần Lạc giả bộ không thèm để ý, nhưng đến khi bị nàng nhìn lâu quá thì hắn có một cảm giác rợn hết cả tóc gáy. Em có gì thì cứ nói thẳng ra đi, Tần Lạc nói, hắn thà để Ly dùng lời nói làm con dao nhọn đâm thẳng vào hắn mấy nhát chứ cũng không hy vọng nàng cứ cái kiểu định nói rồi lại thôi này. Cái kiểu yên lặng đó càng khiến cho người ta thất điên bát đảo. Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với mẹ anh đấy à? Ly hỏi. Ừ, Tần Lạc gật đầu, quả nhiên, câu chuyện bắt đầu rồi. Nói đi, Tần Lạc thúc giục nói. Cô ấy, có nhắc đến em không? Ly hỏi. Tần Lạc lại cứ tưởng mình nghe nhầm, liền quay sang nhìn Ly với vẻ kinh ngạc. Ly đỏ ửng hết cả mặt, tiếp đó là cổ nàng cũng từ từ đỏ lựng theo. Sau đó bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ giơ lên, con dao trong tay lộ dần ra. Nàng tức giận nói, nhìn gì mà nhìn. Chỉ là tôi hỏi bừa thế thôi có gì mà phải ngạc nhiên.
Tần Lạc không nhịn được liền bật cười ha hả. Điểm đáng yêu nhất của Ly đó là mỗi lần nàng căng thẳng là lại dùng dao để hù dọa người khác. Khi Tần Lạc quay trở lại căn biệt thự nhà họ Lâm, thì gặp hai nhân vật đáng ghét mà vốn dĩ không nên xuất hiện. Chương 1033, Tam Quyền đánh gục bố vợ tương lai. Nếu tạp chí Forbes có làm một bảng xếp hạng những ông bố tồi nhất Trung Quốc, thì Tần Lạc cho rằng cha của Lâm Hoán Khê nhất định sẽ được đứng trong bảng xếp hạng đó. Lần trước ông ta tìm đến làm ầm ĩ lên, cuối cùng đã bị Tần Lạc dùng 20 triệu nhân dân tệ để cắt đứt quan hệ cha con giữa ông và Lâm Hoán Khê. Những tưởng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ qua lại gì với nhân vật này nữa, không ngờ khi Tần Lạc quay về thì lại gặp ông ta ở cổng lớn của căn biệt thự Lâm gia. Càng khốn nạn hơn, đó là ông ta vừa mới nhìn thấy Tần Lạc bước lại, thì lập tức nở một nụ cười thân thiết, chạy đến chào đón, con rể. Nếu không phải là nể mặt Lâm Hoán Khê thì Tần Lạc thực sự muốn đánh cho ông ta một trận nên thân rồi. Có chuyện gì không? Tần Lạc nói với thái độ lạnh nhạt. Tất nhiên là đối với những kẻ lấy tình phụ tử ra để bán rẻ lấy tiền thì Tần Lạc quả thực là chẳng muốn nể mặt chút nào. Ha ha, thực ra thì cũng chẳng có chuyện gì đâu. Thế thì hãy tuân thủ thỏa hiệp giữa chúng ta khi trước đi, tôi không hy vọng ông lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lâm Hoán Khê trong vòng bán kính là 15 mét. Ông đi đi, Tần Lạc lạnh lùng nói. Lâm Hách Huy lườm lừ giận dữ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, lại cười he he nói, cái gì mà thỏa hiệp mới chẳng không thỏa hiệp chứ. Mọi người đều là người một nhà cả mà, phải không nào? Lần này chú đến là muốn thăm Hoán Khê. Đúng đấy. Hách Huy ngày thường rất quan tâm đến Hoán Khê, từ sau lần gặp trước của cha con ông ấy, thì lúc về nhà cứ nhắc đến Hoán Khê mãi thôi, tôi nghe mãi nhảm hết cả tai liền nói, nếu ông đã nhớ con gái như thế thì quay về mà thăm nó đi, tôi cũng không phải là người không biết thông tình đạt lý. Hờ hờ, thế là tôi liền đến đây với Hách Huy đấy. Bà vợ thứ hai của Lâm Hách Huy là Tôn Lệ cười hì hì nói đỡ cho Lâm Hách Huy. Sự việc bất thường thì ắt là có vấn đề. Tần Lạc mặc dù mới chỉ tiếp xúc với cha của Lâm Hoán Khê mới có một lần, nhưng lại hiểu khá rõ về ông ta. Đây là một người đàn ông thuộc hạng lấy tiền làm đầu một cách điển hình, cái gọi là tình thân trong mắt của ông ta có thể đóng gói đem bán được. Ông ta có thể dùng quan hệ giữa ông ta và con gái ông ta để cò kè mặc cả với mình, một người đàn ông như vậy thì sẽ chẳng có việc gì là không thể làm. Nếu thực sự tin vào những lời nhảm nhí kiểu như quan tâm Hoán Khê của bọn họ, thì Tần Lạc có thể đi mua cả giống đậu phụ mà nhồi cho chết nghẹn đi là vừa. Tần Lạc nheo mắt nhìn đôi nam nữ tướng mạo hơn người như lòng dạ tối tăm này một lát, rồi trầm giọng hỏi, hai người có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi bận lắm. Lâm Hách Huy biết rằng dùng chiêu tình thân máu mủ này không lay động được Tần Lạc, nên cũng không thèm diễn cái vai bố vợ rẻ tiền nữa, bèn nói, tôi muốn cho cậu xem cái này. Cái gì? Tần Lạc hỏi. Lâm Hách Huy đưa tay vào trong túi nhưng cứ lục lọi mà không rút tay ra. Đưa cho cậu ta xem đi, anh còn chần chừ cái gì nữa? Có cái gì to tát chứ? Tôn Lệ với vẻ mặt không vui đứng ở bên cạnh thúc giục nói. Lâm Hách Huy hình như là rất sợ bà vợ bé này. Sau khi nghe bà ta nói thế thì cuối cùng cũng đủ dũng khí để rút tay ra khỏi túi. Cậu xem đi, Lâm Hách Huy đưa cho Tần Lạc vật trong tay mình. Tần Lạc tiếp lấy. Vừa nhìn một cái thôi mà hắn suýt nữa thì té ngã ngay tại trận. Đây là một bức ảnh. Trong ảnh là một người phụ nữ lõa thể. Mà điều quan trọng là Tần Lạc không hề quen biết người phụ nữ này. Tần Lạc vứt tấm ảnh trở lại, cười nhạt nói, tôi không cần thứ này. Lâm Hách Huy vội vàng nhặt tấm hình lên, cười gian lận, cậu nhìn kỹ lại đi, nhìn cho kỹ vào, người này chắc là cậu quen đấy. Tần Lạc thấy ánh mắt quỷ quái của Lâm Hách Huy thì lại lấy tấm ảnh lên xem lại lần nữa. Nhìn kỹ lại thì ôi thôi, Tần Lạc thiếu chút nữa không nhịn nổi mà chửi thề rồi. Nhưng nghĩ đến mẹ ông ta là bà nội của Lâm Hoán Khê nên hắn mới cố gắng kìm chế lại. Người phụ nữ trong ảnh rất giống Lâm Hoán Khê, từ ánh mắt, mũi đến miệng đều không khác gì nàng. Nếu Lâm Hoán Khê không có một người chị hay người em gái thì người phụ nữ này có lẽ là mẹ của nàng. Người đàn ông này dám lấy ảnh của vợ trước của mình ra để cho mình xem. Rốt cuộc ông ta muốn làm gì đây? Thảo nào bây giờ mọi người vẫn thường nói, đối với phụ nữ mà nói thì nơi đáng sợ nhất chính là ổ cứng máy tính của người bạn trai cũ, vì chẳng ai có thể biết được anh ta sẽ công bố hoặc khoe khoang với bạn bè những bức ảnh được cất giữ cẩn thận bên trong đó khi nào. Hơn nữa, nhìn tư thế của người phụ nữ trong hình thì biết ngay rằng, bức hình được chụp lúc bà đang ngủ say, có lẽ bà căn bản không biết gì về hành vi cầm thú của người đàn ông bên cạnh bà.
làm gì có người vợ nào lại hết sức đề phòng đối với người chồng của mình chứ? Nếu làm thế thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì đây? Tần Lạc lật úp tấm hình xuống, dùng ngón tay kẹp lại. Chứ cứ nhìn chằm chằm vào một tấm hình lõa thể của người ta thì cũng không hay chút nào, huống hồ người phụ nữ này lại còn là mẹ vợ của mình. Nói đi, ông muốn gì? Tần Lạc cười he he hỏi. Cậu ra giá trước đi. Lâm Hách Huy nói, cậu cho rằng cái này đáng bao nhiêu tiền? Tôi biết cậu là một người nổi tiếng, lúc nào ở trên báo mà chẳng nhìn thấy tên cậu. Cái con đĩ con Lâm Hoán Khê cũng là một lãnh đạo trong cái gì là công hội trung y mà, một nhân vật tầm cỡ. Nếu tấm hình này không may được đưa lên mạng, thì cậu nói thử xem sẽ thế nào nhỉ? Tôn Lệ cũng lật mặt ngay được, bắt đầu nói chuyện, làm ăn, với Tần Lạc. Tất nhiên, vì lần trước bột ngứa của Tần Lạc khiến cho bà ta khắc ghi trong lòng, nên lần này bà ta đứng cách xa Tần Lạc đến cả thước, hơn nữa còn nấp sau lưng của Lâm Hách Huy. Hai người không phải đều vì tiền à? Tần Lạc cười nói, ra giá đi, việc gì cũng có thể thương lượng được hết. Đúng đó, đúng đó. Lâm Hách Huy gật đầu liên tục nói, tôi đã cho người điều tra rồi, cậu dường như là rất có tiền, nghe nói còn có cổ phần trong Quốc tế Khuynh Thành nữa. Ông điều tra về tôi à? Tần Lạc vẫn nở một nụ cười tươi rói, nhưng giọng nói đã trở nên lạnh lùng hơn. Thấy đối phương đã vào chồng thì Lâm Hách Huy thầm cảm thấy hưng phấn, vì vậy mà ông ta cũng không phát hiện ra được thái độ Tần Lạc đã thay đổi, ông ta lại cười hề hề nói, chỉ là tìm một viên trinh thám điều tra một chút về cậu mà thôi. Hơn nữa cậu nổi đình nổi đám như thế, chẳng cần phải điều tra cũng tìm được cả đống tài liệu. Lâm Hách Huy đúng là đã tìm trinh thám điều tra về Tần Lạc, vì ông ta rất hiếu kỳ muốn biết lai lịch của cậu con rể tương lai của mình như thế nào. Làm sao có thể đưa cho ông ta 20 triệu nhân dân tệ phí cắt đứt tình phụ tử dễ dàng như thế chứ? Chỉ cần điều tra một cái thế là tài sản của Tần Lạc liền nổi dần dần lên trên mặt nước. Hội trưởng công hội trung y, cổ đông của Quốc tế Khuynh Thành. Mặc dù những thứ khác trinh thám chẳng có cách gì điều tra ra, nhưng chỉ dựa vào hai thứ này thôi cũng đủ để Lâm Hách Huy bày mưu tính kế rồi. Vừa đúng lúc thời gian này ông ta gặp khó khăn, công ty liên tục thua lỗ, 20 triệu lần trước Tần Lạc đưa cho giờ chẳng còn là bao. Nếu không có tiền mặt đắp vào thì công ty chắc chắn sẽ bị phá sản. Vì thế nên ông ta đã nghĩ đến cậu con rể có tiền này. Mượn tiền ư? Điều đó chẳng thiết thực chút nào, và cũng là không thể. Làm ăn buôn bán ư? Có vật gì có thể bán cho cậu ta được đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mấy tấm hình ngày trước lưu lại trong hòm thư của mình. Chắc là cậu ta sẽ có hứng thú với những tấm hình này. Ông ta đem suy nghĩ này nói cho Tôn Lệ biết thì bà ta còn cao hứng hơn cả ông ta nghĩ. Thế là hai người to gan lớn mật tìm đến đây lần thứ hai. Hai người vốn dĩ định bàn chuyện làm ăn với Lâm Hoán Khê, vì dù thì quan hệ giữa người phụ nữ này và Lâm Hoán Khê là mật thiết nhất. Nhưng sau khi tới đây thì lại chẳng có cách nào để bước qua cánh cổng lớn của căn biệt thự nhà họ Lâm, nên đành ngồi ở cổng đợi, và thế là đợi được Tần Lạc vừa mới từ đâu về. Ồ, chẳng vấn đề gì, Tần Lạc thản nhiên nói, nếu hai người đã đến tận đây rồi thì cứ ra giá xem nào. 50 triệu nhân dân tệ, Tôn Lệ nói, một xu cũng không thể thiếu, cậu cũng đừng có kè mặc cả làm gì, nếu cậu đồng ý với cái giá này thì chúng tôi sẽ đưa cho cậu nốt số ảnh còn lại. Quyết không giữ lại cái nào. Tôn Lệ biết Tần Lạc là một người rất lợi hại trong việc đàm phán, vì thế mà vừa mới đến đã bịt luôn đường thoát của Tần Lạc. Được, ok, Tần Lạc đáp rất gọn gàng. Thật không, lần này đến lượt Lâm Hách Huy và Tôn Lệ không tin nổi vào tai mình nữa. Ai mà muốn bỏ ra tận 50 triệu nhân dân tệ để mua mấy tấm hình này? Nếu không phải đầu óc có vấn đề thì chắc hẳn cũng là một thằng ngu. Xem ra Tần Lạc không thuộc vào hạng đầu óc có vấn đề và hắn cũng chẳng hề ngu, vậy tại sao hắn lại đồng ý? Sao vậy, có phải là do số tiền nhiều quá mà tôi trả lời quá nhanh phải không? Tần Lạc cười hỏi. Không phải, không phải. Lâm Hách Huy và Tôn Lệ vội đưa tay lên phân trần nói, cậu là người nổi tiếng, mà người nổi tiếng chắc chắn là cũng không thích gặp những chuyện này. Cậu yên tâm, chúng tôi nói được là làm được, chỉ cần cậu đưa tiền tôi sẽ xóa hết những bức ảnh copy ngay lập tức. Nhưng cậu cũng đừng có manh động, vì tôi đã thiết kế hết cả rồi. Nếu như có vấn đề gì xảy ra, sẽ có người tung hết mấy tấm hình này lên mạng, đến lúc đó danh dự của các người sẽ mất hết. Tôi tin rằng ông dám tới đây tìm tôi thì chắc chắn cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi. Tần Lạc gật đầu nói, hai người cứ về trước đi, chuẩn bị xong tiền rồi sẽ liên hệ với hai người sau. Thẳng thắn lắm,
Lâm Hách Huy xúc động tới nỗi chạy tới vỗ lấy vai Tần Lạc mà khen ngợi, nhưng thật không ngờ rằng tay của ông đã bị Tần Lạc chộp lấy. Ông nói xem, nếu tôi đấm cho ông một quả thì 50 triệu nhân dân tệ ông có còn muốn nó nữa hay không? Tần Lạc nheo mắt lại cười nói. Cái gì? Lâm Hách Huy ngơ ngác hỏi. Tần Lạc tung tay ra đấm thẳng luôn vào mặt của Lâm Hách Huy. Bốp! Mũi của Lâm Hách Huy bị đấm vỡ kêu lên giòn tan, máu từ đó bắn ra tung tóe. Mày muốn! Bốp! Lại một cú đấm nữa đấm trúng vào mồm Lâm Hách Huy, làm cho ông ta đang định nói thì buộc phải câm miệng lại. Tần Lạc, dừng tay lại, mày mà không dừng tay lại thì tao sẽ tung hết ảnh lên mạng. Tôn Lệ gào lên. Bốp! Tần Lạc lại đấm thêm một cú nữa vào hốc mắt của Lâm Hách Huy, làm cho hốc mắt ông ta sưng húp lên không thể nhìn được nữa. Lâm Hách Huy bị đánh tối tăm mặt mũi, hai chân đứng không vững loạng choạng suýt ngã. Tần Lạc lúc này mới dừng tay lại, hắn thản nhiên chùi vết máu trên tay vào bộ vest của Lâm Hách Huy cười nói, mấy người cứ về mà chuẩn bị nhận tiền đi. Tôn Lệ vốn đang định ngoác miệng lên chửi Tần Lạc, nhưng bỗng nhiên nghe Tần Lạc nói về nhà chuẩn bị nhận tiền thì lập tức câm luôn miệng lại. Chờ cho đôi cẩu nam nữ này đi xa rồi, Tần Lạc mới moi di động ra gọi. Muốn làm gì cũng được, nhưng không được để chết người. Chương 1034, chiến tranh xuất hiện ở khắp nơi. Khi Tần Lạc mở cửa vào nhà thì thấy Bối Bối đang ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình Tom và Jerry. Tần Lạc đã không còn nhớ rõ cô bé đã xem phim này lần thứ bao nhiêu rồi, hắn lại càng bái phục hơn khi thấy cô bé lần nào xem cũng cười khanh khách như lần đầu vậy. Nếu đàn ông đều đối đãi với bạn gái mình như thế, thì phụ nữ sẽ sung sướng đến nhường nào. Cha, cha về rồi à? Bối Bối nhảy phát từ trên ghế salon xuống với đôi chân Tần, sau đó nhào đến bên Tần Lạc. Ừm, cha về rồi đây, Tần Lạc hôn lên bầu má núng nính của cô bé, nói, Bối Bối làm xong bài tập chưa thế? Làm xong bài tập rồi thì mẹ mới cho con xem phim hoạt hình chứ? Bối Bối đắc ý nói. Ngoan lắm, Tần Lạc đặt Bối Bối lên ghế, nói, Bối Bối cứ xem đi nhé, cha có chuyện phải bàn với mẹ. Vâng, mẹ đang làm cơm đấy. Bối Bối đồng ý nói. Tần Lạc vỗ nhẹ vào đầu cô bé, sau đó đẩy cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt ra rồi bước vào nhà bếp. Lâm Hoán Khê đang thái rau, nàng đang bận đồ thể thao màu trắng mà lần đầu tiên gặp nhau nàng đã mặc, dưới chân là một đôi dép lê bằng vải, mái tóc dài mềm mại được búi gọn lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và chiếc cổ trắng ngần, trên người nàng còn được quấn quanh bởi một chiếc tạp dề kẻ ca rô với những hoa văn đẹp mắt. Vì nàng khá cao nên khi thái rau phải hơi cong người xuống một chút. Cặp mông tròn trịa, mịn màng, nhìn từ đằng sau của nàng làm cho Tần Lạc chỉ muốn vồ tới như con hổ đói. Tần Lạc bước tới, ôm nàng từ phía đằng sau. Lâm Hoán Khê khẽ cứng người lại, nàng ngừng thái rau cố thoát ra khỏi vòng tay Tần Lạc nói, Bối Bối đang nhìn kia kìa. Có sao đâu, anh cũng vừa ôm nó mà, Tần Lạc nói rất công bằng. Lâm Hoán Khê cũng không ngờ Tần Lạc coi nàng như một đứa trẻ giống Bối Bối vậy. Tần Lạc vòng hai tay ôm lấy eo của Lâm Hoán Khê. Cầm đặt lên vai của nàng cười nói, em cứ làm việc tiếp đi, anh không làm phiền em nữa. Anh đã làm phiền rồi đấy. Lâm Hoán Khê tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay nàng vẫn thái rau thoăn thoắt. Nàng thật sự là đang tận hưởng giây phút thần tiên này. Nàng lãnh đạm thôi chứ về sex thì lại không lãnh đạm chút nào. Anh gặp bọn họ rồi chứ? Lâm Hoán Khê đột nhiên lên tiếng hỏi. Gì cơ, Tần Lạc sững người. Hắn cố gắng che giấu việc hắn gặp Lâm Hách Huy và Tôn Lệ không cho Lâm Hoán Khê biết, vì sợ nàng buồn. Cho dù trong lòng nàng có để ý đến người đàn ông đó hay không thì ông ta vẫn là cha của nàng. Cha ruột mình lấy ảnh khỏa thân của mẹ ruột mình đến để đe dọa tống tiền con gái. Điều này quả thực có thể làm tổn thương đến bất kỳ người là con nào trên thế gian này. Vì vậy mà lần này Tần Lạc đúng đã bị đôi vợ chồng khốn nạn này làm cho tức điên lên. Thậm chí còn không chịu được mà phải dùng đến một số thủ đoạn phi pháp nữa. Nhưng dường như nàng đã biết chút gì đó. Trí thông minh của người phụ nữ này không thể hiện ngay trên khuôn mặt, tâm tư của nàng kín đáo e rằng không kém gì Lệ Khuynh Thành cả, chỉ có điều là một người có vẻ bất cần hơn, nghĩ cái gì là có thể làm cái đó. Còn Lâm Hoán Khê thì rõ ràng thuộc về tuýp người phụ nữ truyền thống điển hình của Trung Quốc, tư tưởng có phần bảo thủ hơn, điều này liên quan rất nhiều đến việc trải nghiệm cuộc sống của bọn họ. Lần này bọn họ tìm đến anh là muốn gì vậy? Lâm Hoán Khê hỏi. Nếu Lâm Hoán Khê đã nói toạt ra như thế thì Tần Lạc cũng không thể tiếp tục giả bộ ngây ngô nữa. Hắn liền cười nói, cũng chẳng có gì đâu.
Tôn Lệ nói lần trước sau khi cha của em gặp em về thì suốt ngày nhắc đến em, nên họ muốn đến đây xem em dạo này ra sao. Lâm Hoán Khê không nói gì, chỉ quay người lại nhìn Tần Lạc không chớp mắt. Tần Lạc bị cái nhìn của nàng làm cho chột dạ, hắn giả bộ nói với giọng điệu như không thèm quan tâm, kỳ thật là cũng không có gì thật mà. Không có chuyện gì thì ông ta sẽ không tới đâu, Lâm Hoán Khê nói, đúng là không ai hiểu tấm lòng của người cha bằng chính con gái mình. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói, anh không muốn cho em biết chuyện này, lại càng không muốn để em dính líu gì vào đó, cứ để đó cho anh sẽ xử lý ổn thỏa. Quyết định này của hắn có phần bá đạo, nhưng việc của phụ nữ không phải là việc của đàn ông sao? Đàn ông à đàn ông, anh không đứng ra giúp đỡ, ngăn lại, vào lúc này, thì anh còn là người nữa hay không? Vì sao mà ngực của người phụ nữ lại có hai cục thịt treo lủng lẳng giữa ngực, còn đàn ông thì lại là một vùng đất phẳng phiu? Đó là vì Thượng Đế nghĩ đến việc người đàn ông bất kể lúc nào cũng phải đứng trước người phụ nữ để che mưa chắn gió, còn người phụ nữ thì đứng đằng sau dùng thân thể mình để thưởng cho đàn ông. Thượng Đế thật sắc quá trời. Được, Lâm Hoán Khê đồng ý một cách sảng khoái. Không tin vào người đàn ông của mình thì còn tin vào ai nữa? Tần Lạc cười nói, mấy hôm nữa anh phải sang Mỹ một chuyến. Lâm Hoán Khê ừ hử một tiếng rồi nói tiếp, anh có cần đem theo thứ gì không? Để em giúp anh chuẩn bị. Em không muốn biết anh đến đó làm gì sao? Tần Lạc hỏi. Muốn chứ, Lâm Hoán Khê thẳng thắn nói. Nhưng em ủng hộ anh đi. Anh đã cho ra một quyết định gì rồi thì nhất định là có lý do để cho ra cái quyết định đó. Tần Lạc lướt nhìn bối bối đang cười khanh khách ở phòng khách, rối nói, em chăm sóc bối bối cho tốt giúp anh. Lâm Hoán Khê khẽ cau mày lại, mẫn cảm hỏi, có phải là nguy hiểm lắm không? Có một chút, Tần Lạc nói, có điều anh có thể ứng phó được. Lâm Hoán Khê quay người lại ôm lấy Tần Lạc và không nói gì thêm nữa. Với tính cách của nàng thì nàng cũng chẳng biết nên nói thêm gì hay dặn dò gì vào lúc này cả, nàng chỉ biết dùng hành động để thể hiện nỗi lo lắng và sự quyến luyến của mình. Trải qua 3 ngày chuẩn bị thì đoàn đại biểu y học Trung Quốc đến tham gia Đại hội Y học Truyền thống Thế giới cuối cùng cũng xuất phát. Những người đi tham gia đại hội lần này tổng cộng là 20 người, Trung y có 9 người, Tây y 9 người, và còn 2 vị trưởng đoàn một chính một phụ nữa. Bất kể lúc nào thì chính phủ Trung Quốc cũng chú ý đến đạo cân bằng và hài hòa. Bên cạnh đó có 4 phiên dịch và 6 nhân viên đi theo cùng nữa, toàn đoàn đại biểu có tổng cộng là 30 người, vừa tròn là một con số chẵn. 2 ngày trước Tần Lạc đã nhận được thông báo, tất cả thành viên đoàn đại biểu phải tập hợp ở Bộ Y tế đúng ngày xuất phát lúc 8 giờ sáng. Bộ Y tế điều một chiếc xe bus hạng sang đưa bọn họ đến sân bay, sau đó bọn họ sẽ làm thủ tục ở sân bay Yến Kinh bay đến Las Vegas. Tần Lạc là trưởng đoàn đại biểu, vì vậy mà hắn đến sớm hơn mọi người một chút. Hắn phải làm gương cho mọi người, đồng thời còn phải điểm danh nữa. Đừng để đến Mỹ rồi mới phát hiện ra còn có người ở trong danh sách không tới. Tất nhiên là việc điểm danh không là việc của hắn phải làm, nhưng hắn là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có xảy ra chuyện gì. Nhưng khi Tần Lạc tới thì ngoài 4 người phiên dịch, 6 nhân viên và 3 người tham gia buổi đại hội ra thì những thành viên khác trong đoàn đại biểu vẫn chưa tới. Rõ ràng là bọn họ đều không coi mình ra gì hết. Tần Lạc nhìn đồng hồ, dù sao cũng vẫn còn 1 giờ đồng hồ nữa mới xuất phát, vì vậy mà hắn cũng không sốt ruột gì hết. Đúng lúc đang bàn chuyện với mấy người nhân viên ở bên cạnh xe bus thì thấy một chiếc Audi màu đen từ từ tiến lại gần. Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống. Còn có cả một người đàn ông trẻ tuổi cẩn thận xách theo chiếc vali đi theo sau, nhìn có vẻ giống một thư ký. Trưởng đoàn Tần, sao đến sớm thế? Minh Hạo cười he he hỏi. Cũng không sớm gì đâu, người ta thông báo cho tôi là 8 giờ tới nên tôi đúng 8 giờ mà. Tần Lạc cười nói. Hắn cũng đã quen Minh Hạo từ lâu, ngày trước Minh Hạo là thư ký của Thái Công Dân, về sau trở thành sở trưởng Bộ Y tế, chư hầu một phương. Ngày trước là thư ký cho người ta, còn bây giờ cũng đã có thư ký riêng của mình, đời người nhiều lúc nó thần kỳ như vậy đấy. Cậu thật là, lúc nào cũng chẳng coi trọng bản thân gì hết, Minh Hạo bông đùa nói, trong những trường hợp thế này, quan càng lớn thì càng phải đến muộn chứ. 5 phút, đến trước tầm 5 phút là được rồi, không được sớm, cũng không được phép muộn. Sớm thì cậu sẽ đợi những người có chức kém hơn cậu, còn muộn thì cậu sẽ bị mang tiếng là không tuân thủ giờ giấc. Chả ai giống như cậu đến trước cả giờ đồng hồ để chờ người của mình. Anh càng lúc càng quan liêu rồi đấy, Tần Lạc cũng không vừa.
Quan hệ giữa hắn và Minh Hạo từ trước đến giờ vẫn rất tốt, nên hai người nói chuyện với nhau cũng chẳng phải giữ kẽ. Nhưng câu nói đùa của Tần Lạc lại làm cho cậu thư ký đứng cạnh Minh Hạo phải nghiêng người ra để nhìn cho thật kỹ, xem Tần Lạc là thần thánh phương nào. Minh Hạo bây giờ là trưởng của một sở, lại đã từng làm thư ký cho Thái Bộ trưởng, ngoại trừ mấy vị bộ trưởng ra, thì đúng là chưa từng có người nào trong lĩnh vực này dám ăn nói với anh ta như vậy. Thế mà tên nhãi miệng còn hôi sữa này mở miệng ăn nói với sở trưởng một cách tùy tiện như vậy, chứng tỏ rằng hắn có lai lịch không vừa chút nào. Tôi cũng có phải làm quan làm kiếp gì đâu, cứ giữ đúng giờ cho chắc. Hơn nữa chờ đợi người khác thì cũng chẳng có gì là xấu mặt cả. Đúng vậy, cậu không phải là người trong quan trường, do vậy cũng không cần để ý các quy tắc này làm gì. Minh Hạo bật cười nói, nếu như là tôi đứng ở đây chờ, những người khác cũng không tới đây. Như thế chẳng khác nào không nể mặt tôi, như thế thì ai cũng khó xử cả. Thế nên tôi mới nói mấy người làm quan như các anh cũng chẳng thoải mái gì cả. Minh Hạo cười he he đáp, cậu biết phó trưởng đoàn trong đoàn của cậu là ai không? Biết chứ, Tần Lạc gật đầu nói, là sở trưởng Tiền Hoành Lượng. Hề hề, biết rồi là tốt, Minh Hạo nói, người này là phó sở trưởng thường vụ của sở chúng tôi, vốn thủ trưởng ban đầu định đề bạt người này, nhưng không ngờ vị trí đó lại bị tôi chiếm lấy, do vậy mà chúng tôi cứ kèn cựa với nhau suốt. Người này lại còn là người của Hoàng Bộ trưởng, là đối thủ của Thái Bộ trưởng. Lần này Thái Bộ trưởng đề bạt cậu lên làm trưởng đoàn, cũng đã chịu rất nhiều áp lực, còn Hoàng Bộ trưởng thì cũng nhân dịp này mà cất nhắc người của mình. Tần Lạc nghe vậy cau mày lại nói, ý của anh là người này sẽ giở trò. Giở trò hay không thì tôi không rõ, Minh Hạo nói, nhưng chắc chắn là có ý thù địch với cậu, cậu bây giờ cứ suy nghĩ trước sẽ làm việc với người này ra sao đi đã. Tôi đi trước đây, đừng để người này trông thấy tôi và cậu đứng cạnh nhau, nếu không hắn ta sẽ rất ghét cậu đấy. Tần Lạc cười nói, không cần hắn phải phối hợp với tôi, chỉ cần đừng gây rối là được, nếu không thì đừng mong tôi không nể mặt. Tần Lạc lần này làm trưởng đoàn tới Mỹ thực chất chỉ là cái cớ, bởi hắn cần một thân phận được chính phủ Mỹ bảo hộ, và hắn còn một việc rất quan trọng trên vai, do vậy hắn không hy vọng bất kỳ người nào làm hỏng kế hoạch của hắn. Chính vì thế nếu như Tiền Hoành Lượng mà dám làm những việc không độ lượng, thì hắn cũng sẽ không hề khách khí. Chương 1035, tôi đã tức giận rồi đấy. Cách thời gian xuất phát ngày càng gần thì những thành viên trong đoàn đại biểu cũng đến ngày một đông hơn. Lúc trước Tần Lạc cũng nhìn được danh sách đoàn đại biểu ở chỗ Thái Công Dân, thậm chí bộ phận thành viên trung y trong đoàn đại biểu còn do hai người bọn họ cùng thương lượng mà ra. Đây là một sân khấu tầm cỡ thế giới, có thể đi giao lưu học hỏi với những bác sĩ xuất sắc nhất trên toàn thế giới, thì quả là một việc vô cùng hữu ích đối với mỗi người. Trong 9 thành viên trung y thì có đến 4 thành viên đến từ công hội trung y. Tần Lạc cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này để rèn luyện và bồi dưỡng người cấp dưới mình. Bên cạnh đó là 5 người đến từ Hiệp hội Trung y hoặc là những vị Trung y xuất sắc không thuộc tổ chức nào. Những thành viên Trung y này chẳng lạ gì Tần Lạc cả, hơn nữa họ còn không vì, cùng ngành là oan gia, mà ghen ghét hay thù địch hắn, mà ngược lại họ đều chủ động bước lên trước chào hắn một cách cung kính. Bọn họ đều biết người trẻ tuổi này đã đem lại cho Trung y một sự biến đổi to lớn như thế nào, mà bọn họ đều là một trong những người được lợi từ đó. Ái chà, trưởng đoàn đến sớm quá. Chào trưởng đoàn, để anh phải đợi lâu rồi. Hội trưởng, lần trước đi Hàn Quốc không đến lượt tôi, cuối cùng lần này cũng có cơ hội đi theo anh rồi. Tần Lạc mỉm cười chào từng người bọn họ, chứ không hề tỏ ra mình hơn người chút nào. Tất nhiên, vì hắn quá trẻ, nên nếu có xì mặt ra ra vẻ nghiêm túc thì có khi còn làm cho người ta có cảm giác trông chẳng ra làm sao cả. Tôn chỉ của Tần Lạc đó là, khiến người khác phải phục vì năng lực của mình. Người có quan hệ rất tốt với Tần Lạc là Đại sư Trần Cốt Cố Bách Hiền cũng đến rồi, ông được Tần Lạc đặc biệt mời đi. Lần đi Mỹ này chắc không thể tránh khỏi việc sẽ phải tỉ thí hay so tài với người khác thì chiêu nắn xương Trần Cốt của Cố Bách Hiền khá là lợi hại và hiệu quả vô cùng thần kỳ. Nếu có thách thức thì ông ấy lên hù dọa những người ngoại quốc kia một chút, khiến cho bọn họ phải kinh ngạch công phu Trung Quốc, vẫn hoàn toàn là một việc rất dễ dàng. Sắp đến giờ rồi, cậu cũng lên ngồi đi. Không cần phải đứng ở ngoài đợi thế đâu. Cố Bách Hiền khi lên xe ngồi rồi thì quay ra nói với Tần Lạc. Ông cũng đến đây được một lúc rồi, sau khi nói chuyện với Tần Lạc được một lát thì ra ngồi dưới gốc cây đọc sách. Mặc dù Bộ Y tế đã phái một chiếc xe bát hạng sang đưa bọn họ, nhưng dù gì thì không khí trên xe cũng không thể tốt bằng ở bên ngoài được. Bọn họ đợi cả nửa ngày trời rồi,
nhưng vẫn không thấy bóng dáng phó trưởng đoàn đoàn đại biểu đâu. Hiện giờ tất cả mọi người trong đoàn chỉ đợi có một mình ông ta, vì vậy mà cũng không thể trách việc một người có tài như ông cảm thấy có phần khó chịu. Đến một cấp độ như bọn họ đây rồi thì làm gì có nhân vật to lớn nào mà họ chưa gặp chứ? Họ cũng chẳng xem một phó sở trưởng thường vụ là gì hết. Ha ha, được, Tần Lạc gật đầu cười đáp, còn mấy phút nữa, cũng sắp đến giờ rồi. Minh Hạo nói không sai, Tiền Hoành Lượng quả là một quan viên điển hình. Khi chỉ còn 5 phút nữa thì xuất phát thì xe của ông ta mới từ từ tiến lại. Xe của ông ta vừa mới dừng lại, thì thư ký của ông ta ngồi ở ghế phụ lái vội vàng bước xuống chạy ra mở cửa sau xe, sau đó dùng tay mời một người đàn ông trung niên xuống xe. Tiền Hoành Lượng khoảng chừng hơn 40 tuổi, hoặc có thể tuổi đời thật của ông ta còn lớn hơn thế, nhưng xem chừng ông ta rất biết bảo dưỡng nhan sắc. Tóc vẫn còn đen nháy, không biết là do ông ta nhuộm tóc hay là ông ta vẫn thường xuyên uống một loại thuốc dưỡng sinh nào đó, mặt chữ điền, vẻ mặt nghiêm nghị, đi đứng trịnh trọng, oai vệ, một luồng khí quan uy dày đặc tràn đến, khiến cho người ta có đôi chút áp lực. Ông ta bước tới bên chiếc xe bus, khi đi qua mặt Tần Lạc thì ông ta như thể không nhìn thấy người này vậy, cứ thế mà lên thẳng xe. Thư ký của ông ta xách theo một chiếc vali loại nhỏ chạy sát phía sau, tiếp đó thì xếp hành lý gọn gàng vào giá để hành lý thì khom lưng cúi người hỏi ông ta còn dặn dò thêm gì nữa không, sau khi nhận được câu trả lời là không thì mới xuống xe với vẻ, lưu luyến không rời. Đợi đến khi thư ký của Tiền Hoành Lượng xuống xe rồi thì Tần Lạc mới lên xe và ngồi cạnh Cố Bách Hiền. Mọi người đã đến đông đủ xe ly hưa, Tiền Hoành Lượng vừa mới bước lên xe đã, thực hiện, luôn chức trách của một phó trưởng đoàn, lớn tiếng hỏi. Đến đông đủ cả rồi. Một nhân viên phụ trách công việc điểm danh cười đáp. Ừm, thế thì xuất phát đi thôi, Tiền Hoành Lượng nói. Anh tài xế ơi, có thể đi được rồi. Nhân viên nói với anh tài xế ngồi phía trước. Anh tài xế không nói lại lời nào, yên lặng khởi động xe. Tham gia đại hội lần này đều là tinh anh của Trung Tây Y, mọi người đều thuộc hệ thống y liệu, cho dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã nghe nói đến nhau, vì vậy mà họ có không ít đề tài để chuyện trò, không khí trên xe cũng rất sôi nổi. Tần Lạc sau khi nói chuyện với Cố Bách Hiền vài câu thì nhắm mắt lại dưỡng thần. Đối với người khác mà nói thì đến Mỹ có thể là một chuyến du lịch để con người ta có thể thư thái, nghỉ ngơi, nhưng đối với hắn mà nói thì đây là một hành trình phải đặt cược cả tính mạng mình vào. Hoàng đế, trong đầu hắn cứ hiện lên cái tên của người đàn ông này. Khi xe đang chạy trên đường thì Tiền Hoành Lượng đột nhiên lớn tiếng hỏi, trưởng đoàn của chúng ta đến chưa vậy? Những tiếng bàn tán xôn xao bỗng dừng im bặt lại. Như thể tất cả mọi người trên xe trong nháy mắt bị người ta bóp cổ họng vậy. Nhưng đám người này không phải là người bị ai bóp cổ họng, mà vì là câu hỏi của Tiền Hoành Lượng quá đỗi là. Củ chuối. Sắp tới sân bay tới nơi rồi mà ông mới lên tiếng hỏi một câu lãng nhách như vậy sao? Đến rồi, một người chỉ về vị trí của Tần Lạc nói. Tiền Hoành Lượng lúc này mới phát hiện ra trưởng đoàn của ngồi ở hàng ghế trách phía sau, ông ta vội đưa tay ra chào hỏi nói, thì ra anh là trưởng đoàn à? He he, đúng là tuổi trẻ tài cao. Quá khen, Tần Lạc mỉm cười đáp lại, rồi cũng đưa tay lên bắt tay Tiền Hoành Lượng. Vừa nãy anh đi ngang qua chỗ tôi cứ tưởng anh là thư ký của ai đó, không ngờ anh lại là trưởng đoàn đại nhân của đoàn chúng ta. Thất lễ quá. Tiền Hoành Lượng nheo mắt quan sát Tần Lạc, đúng cái kiểu nửa cười nửa không, trông khốn nạn vô cùng. Ông ta làm sao mà không biết Tần Lạc là trưởng đoàn cơ chứ? Cho dù ông ta chưa từng nghe qua tên hắn. Nhưng cũng chỉ vì để một thằng ngoắt con chỉ đáng tuổi em út như Tần Lạc lên làm trưởng đoàn làn cho ông cảm thấy rất khó chịu, do vậy ông mới phải dò xét xem Tần Lạc là thần thánh phương nào. Hơn nữa ông ta cũng chẳng lạ gì Tần Lạc cả, vì ông ta làm trong cục y tế của Sở Yến Kinh làm sao lại không biết tới một bác sĩ lừng lẫy như Tần Lạc được cơ chứ. Ông ta không phục, dựa vào cái gì mà thằng nhãi này lại được là cấp trên của ông cơ chứ. Tuổi tác, bề dày kinh nghiệm, chức vị. Ở sở thì bị thằng danh Minh Hạo nó quản, ra ngoài thì cũng làm cấp dưới cho một thằng danh không có chức quyền khác, Tiền Hoành Lượng đúng là không chịu đựng nổi sự bất công này. Vì vậy ông ta mới nhân cơ hội này mà sỉ nhục Tần Lạc một phen, để cho đối phương được biết, đừng tưởng mày là trưởng đoàn mà được phép lên mặt với tao. Nếu như Tần Lạc đoán biết được ý nghĩ này của ông ta, thì chắc hắn phải đập đầu vào tường mất. Hắn chưa bao giờ lên mặt với bất kỳ một ai trong đoàn kể cả một nhân viên quen nhất. Vậy nên làm sao hắn lại có thể lên mặt với một vị phó trưởng đoàn được? Lẽ nào Tiền Hoành Lượng tự nhận bản mặt mình đê tiện quá, để hắn lên mặt với ông ta sao? Tần Lạc không phải thằng ngu,
hắn dĩ nhiên là hiểu ý đồ của đối phương, hơn nữa ban nãy cũng được Minh Hạo nhắc nhở trước rồi, nên gặp cảnh tượng này hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nếu là ngày thường có lẽ Tần Lạc cũng chỉ cười cho qua chuyện. Ở trên đời này, làm gì có ai mà chẳng bị mấy thằng ngu nó ghen tị cơ chứ? Nhưng bây giờ thì không được, Tần Lạc vốn đang rất nóng ruột và bực bội, bởi hắn có việc rất quan trọng cần làm. Nếu như thằng cha này mà cứ lằng nhằng thì hắn làm sao mà an tâm nổi. Tần Lạc nhìn thẳng vào mặt Tiền Hoành Lượng lạnh lùng buông thõng một câu, lẽ nào anh có ý kiến gì với tôi? Tiền Hoành Lượng có phần hơi bất ngờ trước thái độ này của Tần Lạc, trên quan trường kể cả bạn bị người khác đâm sau lưng cũng phải mỉm cười mà chơi lại đối phương. Cũng từ sau lưng, chứ chẳng có ai thẳng thắn chơi đốp vào như vỗ vào mặt thẳng thừng như vậy cả. Làm như vậy chẳng phải chứng tỏ mình là một thằng ngu không biết kiềm chế hay sao? Ở trong sở y tế, Tiền Hoành Lượng và Minh Hạo cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhưng khi ra ngoài tham gia các hội nghị thì cả hai đều tỏ ra thân thiết như hai anh em ruột vậy. Anh nói vậy có ý gì? Tiền Hoành Lượng không vui nói, anh có biết nói chuyện không đấy? Sao tôi lại có ý kiến với anh? Có phải là do anh thấy tôi trẻ hơn anh, thành tích không bằng anh, quan tước lại không có, nên không được phép làm trưởng đoàn này đúng không? Tần Lạc nói toạt móng heo ra không hề nhân nhượng. Mày không phải muốn chơi tao hả, vậy thì tới luôn đi. Tôi đâu dám như vậy. Tiền Hoành Lượng liền phủ nhận, cho dù trong bụng ông ta rất muốn nói, đúng vậy thằng nhóc ạ, mày làm sao xứng đáng bằng tao được, nhưng rốt cuộc ông vẫn kiềm chế được cái miệng của mình. Hay là thế này vậy nhé, tôi nhường lại chức trưởng đoàn cho anh làm được không? Tôi làm trưởng đoàn hay không đều không quan trọng, cũng chẳng có gì làm mất mặt cả. Anh nói lăng nhăng cái gì thế? Ai muốn làm trưởng đoàn cơ chứ? Tôi khi nào đòi làm trưởng đoàn hả? Tiền Hoành Lượng cuối cùng bị Tần Lạc kích tướng cho chỉ muốn nhảy dựng ngược lên, ông ta xa sầm nét mặt lại nói, ai làm trưởng đoàn là do tổ chức sắp xếp, sao có thể nhường cho người khác được? Có phải là trò trẻ con đâu? Tần Lạc nghe vậy chỉ buông thõng, anh có muốn tranh cũng chẳng được, tôi nhường cho anh thì anh cũng chẳng dám nhận. Xem ra anh đúng là chẳng đủ tư cách để làm trưởng đoàn này thật. Mày! Nụ cười trên môi Tần Lạc tắt hẳn. Hắn xa sầm nét mặt nhìn thẳng vào Tiền Hoành Lượng nói, nếu anh không muốn làm trưởng đoàn thì tôi làm, đừng có mà dở mấy cái trò mèo ra với tôi, cũng đừng có thử khích tướng làm tôi tức giận. Bởi tôi đang tức giận rồi đấy. Hoàng đế còn chưa gặp mặt, lẽ nào tao phải tìm một thằng hề như mày để luyện trưởng hay sao? À, chương 1036, đến câu chào nhau cũng phải tiết kiệm. Đây là suy nghĩ của tất cả những người ngồi trên xe. Thành thực mà nói thì ở Trung Quốc, những cuộc tranh đấu giữa người đứng thứ nhất và người đứng thứ hai là việc thường ngày ở huyện. Xung đột giữa Tần Lạc và Tiền Hoành Lượng cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Trước đó bọn họ cũng nghe nói Bộ trưởng Thái và Bộ trưởng Hoàng đã hục hặc với nhau ngay tại buổi họp hội nghị chỉ vì người được chọn vào vị trí trưởng đoàn đoàn đại biểu này, cuối cùng cũng vẫn là thông qua bỏ phiếu và lựa chọn ra Tần Lạc. Mặc dù nói rằng hai vị bộ trưởng tranh giành nhau vị trí trưởng đoàn đoàn đại biểu thì nghe có phần hơi quá. Nhưng đối với trưởng đoàn và phó trưởng đoàn mà nói thì mâu thuẫn đã có từ trước rồi. Hơn nữa, Tiền Hoành Lượng thân là một phó sở trưởng thường vụ của Sở Y tế, quyền cao chức trọng, cho dù có là Minh Hạo cũng khó mà chế ngự nổi ông ta, thì ông ta làm sao lại có thể bằng lòng bị một tên nhãi danh không chức không quyền như Tần Lạc sai khiến được chứ? Không thể không nói rằng, không ít người trong đoàn đại biểu vẫn có ý nghĩ được xem một vở kịch hay. Dù thế nào thì bọn họ cũng không thể tưởng tượng được. Một cậu thanh niên trẻ tuổi tính tình nho nhã, bất luận là nhìn thấy ai cũng nhếch môi cười, để lộ ra hai hàm răng trắng muốt như Tần Lạc lại có thể hung hãn, không nể mặt ai, cũng không cho người ta một con đường sống như thế, cứ thế mà cầm dao đâm thẳng vào người của người ta một cách trần trụi, căn bản là không hiểu được cách xử sự hay đường đi nước bước của những vị quan này. Nhưng không thể không nói rằng, cái cách tấn công thẳng thắn này có độ sát thương là vô cùng lớn. Ít nhất thì một người có kinh nghiệm tranh đấu, có công dưỡng khí tương đối tốt là Tiền Hoành Lượng cũng có đôi chút không đỡ nổi những lời mỉa mai, đả kích hay dọa nạt của anh bạn này. Anh nói thế là thế nào? Tôi giở trò gì rồi? Tôi giở trò gì rồi? Họ Tần kia, hôm nay anh bắt buộc phải nói rõ cho mọi người nghe, nếu không thì anh sẽ không xong với tôi đâu. Tôi khích tướng làm anh tức giận bao giờ? Tôi làm anh tức giận bao giờ? Tài xế, dừng xe lại. Lập tức dừng xe lại. Tiền Hoành Lượng đỏ mặt tía tai quát tháo ầm ĩ. Điệu bộ như muốn xông vào quyết đấu một phen với Tần Lạc đến nơi. Mấy thằng nhãi danh kiểu thế này đúng là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì hết, không cho nó một bài học thì nó lại cho rằng không ai trị được nó.
Chiếc xe bus sau khi chạy được một đoạn đường thì dừng lại ở trước cửa một cửa hàng. Chiếc xe bus này là xe của Sở Y tế, tài xế cũng là người của Sở Y tế, vì vậy anh ta không thể không nghe mệnh lệnh của Tiền Hoành Lượng, bất kể mệnh lệnh này có hợp lý hay không. Thấy tài xế nghe theo lời mình cho dừng xe lại, thì Tiền Hoành Lượng lại càng tỏ ra tự tin hơn. Ông ta sa sầm nét mặt xuống, nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói, họ Tần kia, hôm nay anh không nói cho rõ ra thì chiếc xe này ngày hôm nay sẽ không đi đâu hết. Tần Lạc nhìn Tiền Hoành Lượng với vẻ mất kiểm soát, tủm tỉm cười nói, nếu phó trưởng đoàn đã nói không đi thì chúng ta không đi nữa. Bỏ lỡ đại hội, thì cũng không biết ai sẽ phải gánh chịu trách nhiệm lần này đâu. Theo đạo lý mà nói thì nếu trong đoàn có vấn đề gì xảy ra thì người đứng ra chịu trách nhiệm chắc chắn là trưởng đoàn. Nhưng hắn không phải là quan cũng chẳng có chức gì, cùng lắm thì lần sau có hoạt động gì không dẫn theo hắn đi là cùng chứ gì. Chẳng có tổn thất gì to lớn cả. Còn ông thì là quan viên cao cấp của quốc gia. Không những có tranh chấp gay gắt với lãnh đạo của mình, mà thậm chí còn làm trì hoãn luôn cả một đại hội cấp thế giới nữa, thì sự trừng phạt đối với ông ta sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chưa nói đến việc ông ta còn là một quan viên lúc nào cũng muốn leo cao hơn nữa, nhưng nếu có chuyện như thế này xảy ra thì việc ông ta còn có thể ngồi ở cái chức phó sở trưởng thường vụ hay không cũng là cả một vấn đề rồi. Quả nhiên, Tần Lạc vừa mới khích một câu thôi mà Tiền Hoành Lượng liền cảm thấy ong hết cả đầu, tim đập thình thịch, có cảm giác như không thở nổi vậy. Ông ta cho rằng, Tần Lạc là một trưởng đoàn thì hắn ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ đưa đoàn qua bên đó của mình. Ông ta bảo cho xe dừng lại là muốn ép tên nhãi này nói lời xin lỗi với mình. Không xin lỗi thì không đi, không xin lỗi thì sẽ lỡ mất chuyến bay, không xin lỗi thì sẽ không đến được Las Vegas. Nhưng không ngờ tên nhãi danh này còn hiểm độc hơn, hắn căn bản là chẳng thèm để ý tới chuyện này, mà còn làm điệu bộ rằng ông không đi thì chúng tôi cũng không đi. Bất kể cho hắn ta là vô tình hay cố ý thì ít nhất cũng đã hù cho mình một phen hú vía rồi. Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ kiện anh. Tiền Hoành Lượng biết là trong tình huống thế này thì không có cách gì nói tiếp được, liền rút di động từ trong túi ra rồi bấm một loạt dãy số. Một lát sau mới có người nghe, khuôn mặt Tiền Hoành Lượng lập tức trở nên nghiêm túc, nói với vẻ tôn kính, Bộ trưởng Hoàng, tôi phải báo cáo lại với Bộ trưởng một số tình hình. Tiếp đó, ông ta liền che miệng lại rồi báo cáo một lượt tình hình xảy ra trên xe. Tất nhiên là ông ta sẽ nói thế nào để nghiêng về mình hơn một chút. Ví dụ như ông ta nói rằng mình đã chủ động chào rồi mà bị đối phương coi đó là một lời khiêu khích vô lý, nào là đối phương công kích nhục mạ đồng chí Lão Thành, nào là không coi cái chức phó trưởng đoàn của ông ra gì, hơn nữa còn úp mở nói cho Bộ trưởng Hoàng nghe câu nói, anh có muốn tranh cũng chẳng được, tôi nhường cho anh thì anh lại chẳng dám nhận. Xem ra anh đúng là chẳng đủ tư cách để làm trưởng đoàn này thật của Tần Lạc nữa. Tên họ Tần nói thế nghĩa là sao? Hắn nói, có muốn tranh cũng chẳng được, nói thế không phải đang đánh vào mặt mình hay sao? Quả thật, trong buổi họp hội nghị bộ trưởng ông không tranh được với Thái Công Dân. Nhưng câu nói này có thể nói ra được từ miệng một tên nhãi danh hay sao? Đưa điện thoại cho anh ta. Giọng nói của bộ trưởng Hoàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng với những gì mà Tiền Hoành Lượng biết về ông ta, thì ông ta đã nổi điên lên rồi. Nếu không thì ông ta nhất định sẽ nói câu, đưa điện thoại cho trưởng đoàn Tần. Bây giờ ông ta không còn muốn xưng chức vụ của hắn ra nữa mà trực tiếp dùng, anh ta, để thay thế. Bộ trưởng Hoàng muốn nói chuyện với anh. Khi Tiền Hoành Lượng đưa điện thoại cho Tần Lạc, thì trên mặt lộ rõ vẻ hả hê, quầy trên nỗi đau của người khác. Tần Lạc tiếp lấy điện thoại, hỏi với giọng sỗ sàng, alo, ai vậy? Hoàng Cường nào? Tần Lạc đưa trả đề điện thoại lại cho Tiền Hoành Lượng, nói, ông ta có phải là tìm nhầm người rồi không? Hống hách. Ngang ngược. Và còn có một chút mặt dày, không biết xấu hổ là gì nữa. Không chỉ có Tiền Hoành Lượng suýt chút nữa thì hộc máu mồm vì tức, mà đến cả những thành viên trong đoàn đại biểu ngồi trên xe cũng mặt tái xanh tái nhợt ra. Tên danh này, rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì không biết. Đến cả điện thoại của Bộ trưởng Hoàng mà hắn còn dám dở trò. Tần Lạc, Tiền Hoành Lượng căm phẫn hét lên. Đây là Bộ trưởng Hoàng của Bộ Y tế, ông ấy có một việc vô cùng quan trọng nói với anh. Thái độ của anh phải đúng mực một chút. Mặc dù trên mặt Tiền Hoành Lượng tỏ rõ vẻ tức giận, nhưng trong lòng lại vui như Tết. Cái đồ không biết sống chết là gì, xem lát nữa Bộ trưởng Hoàng xử lý mày thế nào. Tiền Hoành Lượng biết rằng chỉ cần mình và lãnh đạo có cùng chung một ý kiến thì tiền đồ của ông ta sẽ rất sáng lạng. Ồ, hóa ra là Hoàng Bộ trưởng à, sao anh không nói sớm? Tần Lạc lại một lần nữa tiếp lấy điện thoại,
rồi cười nói, Bộ trưởng Hoàng đó ạ, xin lỗi, lúc nãy tôi không biết là ai gọi tới. Sao anh không nói rõ ra chứ? Tôi cứ tưởng anh tìm nhầm người cơ. Làm gì có vị quan viên nào nói chuyện với người khác phải nói là tôi là Bộ trưởng A hay B gì gì đâu. Đã là cấp dưới còn không nhớ tên của sếp, thế mà còn dám to mồm nói sếp không xưng danh tính chức phận ra cho mình biết. Nên biết rằng, những con cáo danh ma trên quan trường, đừng nói là tên của các sếp, mà đến cả tên của con chó của nhà sếp họ cũng đều nhớ như trong lòng bàn tay. Chẳng có ai ngu ngốc như tên Tần Lạc này cả. Cô Bách Hiền sợ Tần Lạc gây ra chuyện, liền vỗ vỗ lên vai hắn ra điều nhắc nhở. Tần Lạc quay sang ông mỉm cười, lộ rõ sự cảm ơn về sự quan tâm của ông với hắn. Đồng chí Tần Lạc, mong đồng chí có thái độ đứng đắn hơn một chút. Một lúc lâu sau Hoàng Cường mới dặn ra được một câu nói. Ông ta vốn định chửi té tát vào mặt Tần Lạc, nhưng bỗng nhiên nhất thời ông không biết nói thế nào cho phải cả. Bạn thử nói xem thế có tức không cơ chứ? Bạn muốn chửi một ai đó thậm tệ, nhưng lại không thể tìm ra bất cứ từ ngữ gì hợp lý để chửi người ta cả. Thái độ của tôi rất đường hoàng, Tần Lạc nói, hơn nữa tư thế ngồi của tôi cũng rất ngay ngắn. Tiền Hoành Lượng trợn tròn hai mắt nhìn Tần Lạc, và thấy rằng Tần Lạc đúng là đang ra vẻ ưỡn ngực lên ngồi thẳng lưng, trông rất giống khốn nạn. Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó ông ta mới cất tiếng trầm trọng. Có người tố cáo anh làm nhục đồng chí Lão Thành, có đúng không hả? Không hề có chuyện đó, tuyệt đối không có. Tần Lạc ăn gian nói dối giữa ban ngày ban mặt mà không chớp mắt, Bộ trưởng Hoàng à, không biết ai đã tố cáo tôi vậy? Thế tại sao Phó trưởng đoàn Tiền Hoành Lượng tự nhiên lại gọi điện cho tôi nói về chuyện này? Hơn nữa cũng chính vì đồng chí mà bây giờ xe phải dừng lại. Đồng chí Tần Lạc, đồng chí thật chẳng có tính trách nhiệm gì cả. Tinh thần vinh dự vì Tổ quốc đồng chí để đâu rồi? Tổ chức giao trọng trách này cho đồng chí là muốn đồng chí lấy vinh dự về cho quốc gia, còn chưa ra khỏi đất nước mà đồng chí đã gây sự với đồng nghiệp của mình rồi. Đồng chí làm sao có thể để chúng tôi yên tâm sẽ hoàn thành trọng trách mà chúng tôi giao cho đồng chí? Bộ trưởng Hoàng, tôi muốn hỏi anh rằng ngoại trừ Phó trưởng đoàn Tiền Hoành Lượng tố cáo tôi ra, thì còn có ai tố cáo tôi không? Thế thì đúng rồi, Tần Lạc lên giọng nói, ông ta là người mà anh cất nhắc lên vị trí Phó trưởng đoàn, ông ta là người của anh. Ông ta nói gì thì anh tin thế đó rồi còn gì nữa? Tôi còn tố cáo Tiền Hoành Lượng Phó trưởng đoàn không tôn trọng thượng cấp, cố ý gây chuyện thị phi, không có trách nhiệm và tinh thần yêu nước. Chỉ vì muốn đạt được tư lợi cá nhân, cưỡng chế tài xế dừng xe. Nếu như lỡ máy bay thì ai chịu trách nhiệm? Nếu như lỡ mất đại hội thì ai chịu trách nhiệm? Tần Lạc cầm di động nghe một lúc, cho tới lúc đầu dây bên kia tắt tiếng rồi mới đưa di động cho Tiền Hoành Lượng nói, ông ta dập máy rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, Tần Lạc làm ra vẻ hậm hực nói, thật là bất lịch sự, đến câu chào nhau cũng phải tiết kiệm. Tất cả mọi người trên xe đều trợn ngược mắt lên nhìn Tần Lạc như nhìn một động vật tới từ hành tinh khác. Chương 1037 Hoàng đế tao đến đây rồi. Yên tĩnh, yên lặng, tĩnh lặng, không gian yên ắng đến chết chóc. Không có ai nói chuyện, không có ai ho hắng gì, thậm chí đến cả tiếng thở của mọi người cũng không nghe thấy nữa. Chiếc xe hạng sang đột ngột dừng lại trước cửa một cửa hàng không chịu rời đi, như thể bị người ta sử dụng ma pháp vậy, tất cả mọi hoạt động trong xe đều dừng lại hết. Ánh mắt của mọi người dính chặt vào Tần Lạc, nhưng trong tiềm thức của họ thì đều né tránh Tần Lạc. Đến cả bộ trưởng mà hắn còn dám làm vậy thì còn việc gì mà hắn không dám làm nữa đây? Tiền Hoành Lượng cũng biết điều mà ngậm miệng lại rồi. Đến cả bộ trưởng Hoàng mà hắn còn dám, giả bộ không nhận ra, mình chỉ là một phó sở trưởng thường vụ mà muốn áp chế hắn thì quả có chút khó khăn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc với ánh mắt hung tợn, và cũng chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách này mà thôi. Xích mích giữa Tần Lạc và Bộ trưởng Hoàng cũng là cái mà ông ta muốn nhìn thấy. Ngày sau sẽ không chỉ có một mình muốn tìm hắn ta để báo thù nữa rồi. Bộ trưởng Hoàng quyền cao chức trọng, hơn nữa còn xuất thân thế gia, thế lực gia tộc không nhỏ chút nào, nếu không như vậy ông ta làm sao có thể gây gổ với cả một người được xác định sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng chính thức là Thái Công Dân được chứ? Lần đấu tranh trưởng đoàn và phó trưởng đoàn lần này kỳ thực là sự kèn cựa giữa Thái Công Dân và Hoàng Cường. Và Bộ trưởng Hoàng đã dùng việc làm để nói cho những người xung quanh biết rằng, ông không bao giờ khuất phục một cách dễ dàng. Tất nhiên đây là một cuộc tranh đấu ở một khía cạnh khác, không liên quan nhiều lắm đến Tần Lạc. Ít nhất thì hiện giờ không liên quan lớn lắm. Nếu nói rằng trên xe vẫn còn có người giữ được bình tĩnh, tỉnh táo thì người đó chính là Tần Lạc.
Trưởng đoàn Tần vung tay nói với tài xế, anh cho xe chạy đi, không tranh thủ thời gian thì muộn mất. Mặc dù bọn họ đặt vé theo đoàn, nhưng chắc gì máy bay đã chịu đợi bọn họ đến hết cả rồi mới bay. Ở đây cũng có ai là con cháu của Thủ tướng Chính phủ, hay Phó Thủ tướng Chính phủ gì đâu mà máy bay phải đợi họ cơ chứ. Nghe được chỉ thị của Tần Lạc thì tài xế vội vàng khởi động xe, quên cả việc hỏi ý kiến của Phó trưởng đoàn Tiền Hoành Lượng. Tần Lạc, cậu thật dễ kích động quá. Cố Bách Hiền lo lắng nói. Lùi một bước trời rộng mây xanh, người trẻ tuổi bị thiệt một chút cũng có gì là ghê gớm đâu. Lần này cậu đắc tội với bọn họ, về sau có muốn làm gì thì bọn họ nhất định sẽ ngăn chặn, làm khó dễ cho cậu. Việc gì phải khổ thế chứ? Tần Lạc biết là Cố Bách Hiền cũng là muốn tốt cho hắn, ông là bạn tốt lâu năm của sư phụ Vương Tu thân của hắn, gần như một nửa là trưởng bối, một nửa là sư phụ hắn, ngày thường cũng dạy cho hắn không ít thứ. Vì vậy mà khi ông nói thế với mình thì Tần Lạc không hề cảm thấy tức giận gì cả, mà ngược lại còn có một cảm giác hạnh phúc vì được người khác quan tâm. Cố lão, cháu không thể nhường được, vừa rồi ông cũng nhìn thấy rồi đấy, hắn ta cứ gây sự hết lần này đến lần khác, nếu lần này mà cháu nhường hắn, thì hắn sẽ cho rằng cháu sợ hắn, về sau sẽ càng vênh mày vênh mặt hơn, đến lúc đó thì còn gì có thể chế ngự được hắn nữa. Tần Lạc cười giải thích. Còn có một lý do nữa mà Tần Lạc không nói ra và cũng không thể nói ra. Hắn đến cái chết còn không sợ thì sợ gì một tên phó sở trưởng hay phó bộ trưởng chứ? So với hai người bọn họ thì người mà hắn sắp gặp đây còn kinh khủng hơn nhiều. Lần này Tần Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng nếu đột nhiên có sự cố gì xảy ra, thì việc hắn có thể sống sót mà rời khỏi Mỹ hay không cũng là cả một vấn đề. Đến lúc này rồi mà còn phải ấm ức với những tên tiểu nhân này thì có đáng không? Mặc dù nói thì là vậy, nhưng cứ như thế này thì con đường về sau của cậu thì sẽ ngày càng khó đi hơn đấy. Cố Bách Hiền thở dài nói. Muốn làm một việc gì đó ở trong nước thật không dễ dàng chút nào, không có sự ủng hộ của chính phủ thì gần như là việc không thể thực hiện được. Trong tay họ có tiền, có quyền, đến lúc đó họ thật sự muốn gây khó dễ cho cậu thì cậu cũng chẳng có cách nào khác cả. Cố lão, binh đến thì tướng cản, nước lên thì đất bồi, những việc sau này không cần phải quan tâm làm gì. Cháu dám làm vậy thì tất nhiên là cháu đã có cách ứng phó rồi. Tần Lạc cười nói. Chỉ cần trong thời gian diễn ra đại hội lần này hắn không gây chuyện là đủ lắm rồi. Ai, người trẻ tuổi Cố Bách Hiền cười nói. Có điều cũng hả giận thật. Hả giận được là tốt, Tần Lạc cười hề hề nói. Tính cách con người nhiều khi nó kỳ lạ như vậy, dỗ dành không chịu nghe, cứ phải dọa nạt hay đánh đập thì mới chịu cun cút nghe theo mới yên chuyện. Sau khi sự việc này xảy ra thì sự uy nghiêm từ cái chức trưởng đoàn của Tần Lạc mới thực sự được mọi người chấp nhận. Những bác sĩ trung y thì dễ bề ăn nói hơn rất nhiều, vì dù gì thì bọn họ cũng hiểu rất rõ về danh tiếng và những việc mà hắn đã làm. Nhưng những thành viên Tây y có cấp bậc là phó viện trưởng, phó giáo sư, thì không có được nhận thức rõ ràng như thế, đối với vị trưởng đoàn Tần Lạc này thì ít nhiều vẫn có chút ý kiến. Bây giờ bọn họ sau khi phát hiện ra vị trưởng đoàn này đến cả phó sở trưởng thường vụ còn không coi ra gì, thì mới bắt đầu tỏ ra biết sợ. Tên này mặt dày không biết xấu hổ. Vừa mới lên xe đã cho người ta nhát dao thế rồi thì ai mà chịu được chứ? Đã không dây được vào thì tốt hơn hết là tránh sang một bên. Lời nói của Tần Lạc bây giờ mới phát huy tác dụng, hắn nói thế nào thì phải làm thế đó, không có thêm bất kỳ một lời phản đối nào cả. Đến cả Tiền Hoành Lượng cũng trở nên biết điều hơn rồi, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nhìn Tần Lạc bằng một con mắt ra thì cũng chẳng có thêm động tĩnh gì. Đây chính là cục diện mà Tần Lạc muốn, lần này hắn đến Mỹ là có việc rất quan trọng. Rất rất quan trọng phải làm, vì vậy mà hắn không muốn bị phân tâm bởi cái đoàn đội này nhiều làm gì cho mệt óc. Las Vegas là một thành phố trẻ mọc lên từ sa mạc, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã trở thành thủ đô vui chơi giải trí nổi tiếng thế giới, tốc độ phát triển phải nói là vào hàng kỳ tích. Có những người có khi cả đời chưa từng đến Mỹ, cũng chưa từng nghe nói về đại đa số các thành phố của Mỹ, nhưng chắc chắn là bọn họ có nghe nói thành phố đánh bạc Las Vegas. Nơi đây là thiên đường của người giàu và là địa ngục của người nghèo. Tất nhiên, nơi đây cũng không thiếu gì những kỳ tích. Có người chỉ trong một đêm đã trở nên giàu có, nhưng cũng có người nhà giàu vô kể chỉ trong một đêm đã thua trắng tay và biến thành ăn mày. Đại hội y học truyền thống thế giới lần thứ 51 được tổ chức ở thành phố đặc biệt này. Y học và cờ bạc Tần Lạc nghĩ thầm, đúng là hai thứ cực đoan. Có điều thành viên trong đoàn đại biểu ai nấy đều vô cùng xúc động. Nó về điểm hưng phấn của bọn họ ở đâu thì đây đã không còn là những gì mà trưởng đoàn Tần Lạc muốn quan tâm đến.
chỉ còn 5 phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh. Từ trên cao nhìn xuống cả, thành phố ánh sáng, đèn điện nguy nga lộng lẫy, nhưng Tần Lạc lại không cảm nhận được mảy may của sự vui sướng trong lòng mình. Mà ngược lại, khoảng cách càng gần thì hắn lại càng lo lắng, thấp thỏm hoặc có thể nói là cảnh giác cũng được. Khi còn ở Yến Kinh, hắn có vô số chỗ dựa, nơi đó có thể nói là đại bản doanh của hắn. Nhưng đến đây thì lại là chiến đấu ở nơi đất khách quê người rồi. Ở một nơi lạ nước lạ cái, đến cả ngôn ngữ cũng không hiểu, muốn cứu cô của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Máy bay vừa đáp xuống đất thì người của tổ chức đại hội đã tiến đến để đón tiếp. Tần Lạc không hiểu tiếng Anh, vì thế nên hoàn toàn là phải nhờ vào phiên dịch và Tiền Hoành Lượng lên trước nói chuyện. Trình độ tiếng Anh của Tiền Hoành Lượng cũng không tồi, cuối cùng ông ta cũng đã có dịp để thể hiện. Và cũng chính lúc này ông ta được lên mặt, đưa con mắt khinh bỉ nhìn về phía Tần Lạc, còn hắn thì lảng sang chỗ khác vờ như không biết. Hiểu tiếng Anh thì có gì ghê gớm, cũng vẫn bị người ta chửi như con chó đó thôi. Bên tổ chức sắp đặt cho đoàn đại biểu một khách sạn rất tốt, mỗi người một phòng. Điều này cho thấy bên phía tổ chức vô cùng hào phóng. Tần Lạc ở ngay cạnh phòng của Cố Bách Hiền, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã nói với ông rằng hắn có việc phải đi ra ngoài. Sau đó hắn hỏi thăm phòng của Tiền Hoành Lượng ở đâu, rồi đi thẳng tới chỗ đó. Sau khi Tiền Hoành Lượng mở cửa ra nhìn thấy Tần Lạc, thì ông ngạc nhiên vô cùng, có việc gì không? Ông ta không hề gọi tên, hay xưng hô hắn là trưởng đoàn. Cả hai người bây giờ thực chất là đã không còn gì để khách khí với nhau nữa. Tôi có chút việc cần ra ngoài một chuyến, chút nữa trong tiệc chiêu đãi anh giúp tôi dẫn đoàn ra đó. Nếu như trong đoàn có việc gì thì anh xử lý giúp tôi. Tần Lạc cười nói, cứ như giữa hắn và Tiền Hoành Lượng chưa xảy ra bất cứ việc gì vậy. Dù sao thì hắn cũng đâu có mất mát gì, lại còn được thể chơi khăm hoàng bộ trưởng nữa chứ. Biết rồi, Tiền Hoành Lượng lạnh nhạt đáp lại. Tần Lạc thấy vậy liền đưa tay lên vỗ vỗ vào vai ông ta gật gù nói, đồng chí làm việc cho tốt nhé, tôi đánh giá khá cao đồng chí đó. Dứt lời hắn quay ngoắt người đi luôn, không thèm để ý tới nét kinh dị trên gương mặt của Tiền Hoành Lượng. Mẹ kiếp, Tiền Hoành Lượng nhổ một bãi nước bọt, sau đó đưa tay lên phủi phủi phần vai mà Tần Lạc vừa chạm vào, cứ như Tần Lạc có bệnh dịch gì vậy. Khi Tần Lạc vừa ra khỏi cửa khách sạn, thì một con Buick màu đen đã mở cửa sẵn chờ hắn. Tần Lạc liền bước lên xe, bên trong đã có Giê-xu đang mỉm cười với hắn rất duyên. Thuận lợi cả chứ, Giê-xu cười hỏi. Có một chút phiền toái, nhưng đã giải quyết rồi. Tần Lạc nói, có tin tức gì không? Tần Lạc đi cùng đoàn đại biểu tới Mỹ, nên hắn không thể đi cùng với Ly, Hồng Phu và Giê-xu được. Chính vì vậy trước khi xuất phát 2 ngày hắn đã mua vé máy bay cho đám người này tới Mỹ trước rồi. Vì tính an toàn, nên Giê-xu đã tới sân bay từ rất sớm. Nhưng chỉ vì Tần có đi cùng người khác nên Giê-xu cũng không tiện ra mặt. Giê-xu vì thế cứ lái xe theo đoàn xe của đoàn đại biểu về tới tận khách sạn, chờ đến lúc Tần Lạc đi ra ngoài mới lái xe tới đón hắn. Không, Giê-xu đáp, nghe nói hoàng đế ở châu Mỹ, nhưng cụ thể là thành phố nào thì không rõ. Ông ta cùng với 7 đại chiến tướng khác hành tung bất định và không rõ ràng, rất khó để có thể tìm ra. Ngọc nữ đâu? Tần Lạc hỏi, vì đây là một con tin rất quan trọng. Cũng là con bài tẩy để đổi lấy cô của hắn về. Hồng Phu đang canh chừng nó. Giê-xu đáp. Tần Lạc nghe vậy chỉ cười, chứ không nói thêm câu nào nữa. Có Hồng Phu ở đây thì Ngọc Nữ đừng hòng dở được trò gì. Kể cả bọn chúng có cứ thoát được Ngọc Nữ khỏi tay Hồng Phu, thì cũng đừng hòng yên ổn. Danh tiếng của cổ vương cùng đâu phải thứ vứt đi, vì không có thuốc giải cổ độc thì Ngọc Nữ chỉ có con đường chết mà thôi. Tần Lạc tựa đầu vào thành kính xe ô tô. Đưa mắt nhìn vào đám người lạ đi trên đường. Hoàng đế, tao đến rồi đây.